chương 261, không chừng đã có thai rồi. Người trong toàn phòng bao đều vì câu này của Trung Linh Nhi mà sướng sốt, phòng bao vốn ôn ảo thoáng chốc yên tĩnh lại. Bầu không khí dương cung bạt kiếm cũng vì sự xuất hiện của Trung Linh Nhi mà trời quang mây tạnh. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Trung Linh Nhi, mặt vô cùng chấn động. Cô chủ, thật là cô sao, thì ra cô không chết, thật quá tốt rồi, ông lão hét lên trước nhất. Lão già chết tiệt này, ngóng trong tôi chết vậy sao trung linh nhi lườm ông ta ông lão ngượng ngùng nhưng vui vẻ vân khó có thể che giấu lâm thanh diện cũng kinh ngạc nhìn trung linh nhi không nghĩ tới cô ấy và hội trưởng thương hội thiên nguyên là ba con há không phải nói hai người triệu xuân diệu và lạc hân hợp nhau bắt cóc cô cả của thương hội thiên nguyên chính là trung linh nhi sao hội trưởng thương hội thiên nguyên mặt đầy kích động đi về phía trung linh nhi vươn tay sờ mặt cô xác định đây chính là con gái mình xong nước mắt lưng tròng Linh Nhi, con không sao, thật quá tốt rồi, khoảng thời gian này ba ngày nào cũng lòng đau như dao cắt, ba cho rằng không thể gặp được con nữa, còn thề giết hết tất cả những người hãm hại con, bây giờ thấy con không sao, ba cũng yên tâm rồi, hội trưởng kích động nói. Trung Linh Nhi lùi về phía sau vài bước, rất rõ ràng cô ấy khá bất mãn với người ba này, hừ, nếu không phải ngày nào ba cũng nhốt con không cho con ra ngoài, con cũng sẽ không muốn bỏ nhà đi, càng sẽ không bị đám khôn kiếp đó bắt đi hội trưởng mặt đây ái náy, Linh Nhi, đều là ba sai, ba đảm bảo sau này sẽ không nhốt con ở trong nhà nữa. Về phân đám khốn kiếp bắt cóc con, chúng hẳn đều ở đây, ba sẽ giúp con giết chúng. Lúc này, trên chán Triệu Xuân Diệu đã thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, hội trưởng không biết rốt cuộc ai là hung thủ mưu hại con gái ông ta, nhưng Trung Linh Nhi nhất định biết, hắn ta nào nghĩ tới, Trung Linh Nhi trốn thoát khỏi tay Lạc Hân sẽ xuất hiện ở nơi này. Hắn nuốt nước bọt, Tiếp đó lén lút dịch chuyển về phía cửa. Audio điện tử võ tấn bền. Lâm Thanh Diện thấy vậy, trực tiếp đi tới kéo Triệu Xuân Diệu lại, cười nói, bây giờ muốn đi, e là đã muộn rồi. Lâm Thanh Diện, mày muốn làm gì, bây giờ con gái hội trưởng đã quay về rồi, cho dù mày muốn giảo biện cũng vô dụng, mày còn kéo tao làm gì, chỗ này đã không còn chuyện của tao nữa, hội trưởng sẽ trừng trị mày, tao không cần ở đây nữa, mày mau buông tao ra. Triệu Xuân Diệu Kiên chỉ hét lên một câu với Lâm Thanh Diện, sau đó bèn muốn dẫy dụa khỏi tay anh, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hội trưởng quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, thái độ vẫn lạnh lùng, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, cho dù con gái tao bây giờ không sao, tao cũng tuyệt đối không bỏ qua cho chúng mày. Tất cả những người ở đây liên quan tới mày, hôm nay không một ai đi được, mày mau buông cậu ta ra, đừng cho rằng mày có thể kéo đệm lưng ngay dưới mí mắt trung thiên nguyên tao ông lão và đám cao thu thương hội thiên nguyên lại bao vây lâm thanh diện lại ông lão lạnh giọng lâm thanh diện ngoan ngoãn chịu chết đi trung linh nhi thấy vậy nôn nóng trực tiếp chạy tới trước mặt ông lão nói ông già chết tiệt này có phải ngốc rồi không lâm thanh diện là người của tôi nếu ông dám động vào anh ấy hôm nay ông không xong với tôi trung thiên nguyên và ông lão lại sướng sốt trung thiên nguyên hỏi linh nhi hắn ta sao lại thành người của con hắn là đầu sỏ bắt cóc con, chẳng lẽ con không muốn ba trừng trị hắn sao? Trung Linh Nhi hừ một tiếng với Trung Thiên Nguyên, Lâm Thanh Diện mới không phải người bắt cóc con đâu, sao con lại có người ba ngốc vậy chứ? Người bắt cóc con là người đàn bà thúi của nhà họ Lâm, liên quan gì tới Lâm Thanh Diện? Ban đầu lúc Trung Linh Nhi bị bắt cóc, là Lạc Hân ra mặt, Trung Linh Nhi chưa từng nhìn thấy Triệu Xuân Diệu, chuyện này cũng là do Lạc Hân một tay lên kế hoạch, lại thêm bây giờ Triệu Xuân Diệu mặt mày bâm dập, đã nhìn không ra dáng vẻ ban đầu trung linh nhi căn bản không chú ý hắn ta trung thiên nguyên bỗng chốc mặt đây ngượng ngùng bị trung linh nhi mắng ngốc ở trước mặt nhiều người như vậy hội trưởng thương hội thiên nguyên cũng không chút tức giận linh nhi con nói người bắt cóc con là người phụ nữ của nhà họ lâm không phải là lâm thanh diện trung thiên nguyên hỏi đúng vậy chính là chủ nhân hiện tại của nhà họ lâm nhìn rất xinh đẹp ai biết lại ác độc như vậy trung linh nhi nói nhưng Lâm Thanh Diện cũng là người nhà họ Lâm, hắn là con trai của chủ nhân nhà họ Lâm, hắn nhất định cũng tham dự vào chuyện này, Trung Thiên Nguyên tiếp lời. Lâm Thanh Diện nhìn Trung Thiên Nguyên, hội trưởng, ông hẳn từng nghe nói chuyện năm đó tôi bị đuổi khỏi nhà họ Lâm đi, hơn nữa những cao thủ nhà họ Lâm này làm việc cho ai, ông không phải nhìn không ra chứ. Trong đầu Trung Thiên Nguyên lập tức lóe lên, thoáng chốc hiểu ra, trước đó ông ta vì con gái bị giết mà tâm trạng kích động, căn bản không có cách nào suy nghĩ, nhưng bây giờ Trung Linh Nhi quay về, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, lại thêm lời vừa rồi của Lâm Thanh Diệt, ông ta đương nhiên biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Trung Thiên Nguyên quay đầu nhìn Triệu Xuân Diệu, mắt lộ ra sát khí, lạnh giọng đồ xúc sinh này, lại dám lừa tao. Tao muốn xé xác mày thành ngàn mảnh. Triệu Xuân Diệu mặt đây căng thẳng, hội trưởng, đây là Hiểu Lâm, hung thủ là Lâm Thanh Diệt, là hắn bắt cóc con gái ông muốn mưu đồ bất chính, không liên quan tới tôi anh bớt nói linh tinh ở đây đi, khoảng thời gian này tôi luôn ở cùng Lâm Thanh Diệt, anh ấy thật sự muốn mưu đồ bất chính với tôi thì sớm đã ra tay rồi, hừ, nói chuyện này tôi liền tức giận, tôi dán lấy anh ấy anh ấy cũng không cân đâu, Trung Linh Nhi tức giận bừng bừng nói. Người trong phòng bao đều bị lời này của Trung Linh Nhi chọc cười, Lâm Thanh Diện cũng đầy bất đắc dĩ, bầu không khí nghiêm túc biết bao, chỉ cần Trung Linh Nhi có mặt liên căn bản nghiêm túc không nổi. Triệu Xuân Diệu cũng biết hôm nay mình không thể giảo biện nữa, mặt bày ra biếu cảm ác độc hung ác nói là tôi bắt cóc thì sao tôi là người kế thừa nhà họ lâm thương hội thiên nguyên các người nếu dám động vào tôi mẹ tôi nhất định sẽ liêu chết với các người sắc mặt chung thiên nguyên trầm xuống lạnh giọng nhà họ lâm thì sao lạc hân có thể động vào con gái tao tao không thể động vào con trai bà ta sao thương hội thiên nguyên tao vẫn không đến mức sợ nhà họ lâm chúng mày lời ông ta vừa dứt ông lão liền dẫn người của thương hội thiên nguyên bắt triệu xuân diệu lại muốn giải quyết hẳn. Lâm Thanh Diện bước tới, nói, hội trưởng, giao hắn cho tôi đi, ân oán giữa tôi và hắn, cũng cần có một kết thúc. Trung Thiên Nguyên còn chưa mở miệng, Trung Linh Nhi đã nói, ba còn xứng sở làm gì, giao tên đáng chết này cho Lâm Thanh Diện, ba không cho, con liền không theo ba về nữa. Trung Thiên Nguyên bất đắc dĩ, chỉ đành đồng ý với Lâm Thanh Diện. Đến đây, chuyện này cũng xem như có kết thúc, Trần Tài Anh bỏ dậy, bắt triệu xuân diệu về mãn thiên tinh theo lệnh lâm thanh diện trung thiên nguyên kêu ông lão dẫn hết cao thủ nhà họ lâm đi kết cục của họ không cần nghĩ cũng biết xử lý xong chuyện này lâm thanh diện vội đi tới trước sofa cởi dây chói trên người hứa bích hoài mặt đây quan tâm hỏi em không sao chứ để em sợ hãi rồi hứa bích hoài trực tiếp ôm anh nằm sấp lên vai anh khóc nước nở em còn cho rằng không thể gặp lại anh nữa anh biết hai ngày nay em sống thế nào không em thật sự rất sợ mất đi anh, không có anh em nên sống thế nào, hứa bích hoài vừa khóc vừa oán hận. Lâm Thanh Diện vươn tay ôm cô vào lòng mình, vô cùng đau lòng, anh sẽ không rời khỏi em, chúng ta còn chưa có bảo bảo, trước đó, sao anh có thể chết? Hứa Bích Hoài cũng ôm chặt anh, mặt dán chặt vào ngực anh. Lúc này, trong phòng bao cũng chỉ còn bốn người Lâm Thanh Diện, Hứa Bích Hoài, Trung Linh Nhi và Trung Thiên Nguyên. Trung Thiên Nguyên nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trong lòng tràn đầy cảm khái, cũng may con xuất hiện kịp thời, nếu không đôi uyên ương này đã bị ba chia rẽ rồi. Trung Linh Nhi ghen tuông, chép miệng, vậy còn không bảng để ba chia rẽ hai người họ đâu. Trung Thiên Nguyên sững sốt, hỏi, sao lại nói vậy? Đúng rồi, lúc nãy con nói Lâm Thanh Diện là người của con, đây là chuyện gì? Lâm Thanh Diện là của con, chúng con cũng đã ngủ trên một chiếc giường rồi. Cả đời này con cũng chỉ chịu một mình anh ấy, không được, con phải tranh thủ hạnh phúc của mình nói xong, Trung Linh Nhi bèn trực tiếp đi tới cạnh sofa, mặt đầy tuổi thân nhìn Lâm Thanh Diện nói: Em cũng muốn ôm. Trung Thiên Nguyên trừng to mắt ngây ngốc nhìn con gái mình, ông ta nào nghĩ tới một khoảng thời gian không gặp con gái mình sao lại biến thành thế này? Lâm Thanh Diện thấy Trung Linh Nhi vào lúc này đi tới, cũng đau đầu, Hứa Bích Hoài đã ngừng khóc, cô nghe thấy lời của Trung Linh Nhi, lập tức quay đầu, tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt như đang hỏi Lâm Thanh Diện đây là chuyện gì? Lâm Thanh Diện ngượng ngùng, cô ấy đang đùa mà thôi, cô nhóc còn quá nhỏ, không hiếu chuyện. Ai đùa chứ, Lâm Thanh Diện, em là người từng ngủ cùng giường với anh, chẳng lẽ anh không định chịu trách nhiệm với em sao, Trung Linh Nhi tức giận nói. Sắc mặt hứa bích hoài biến đổi, trực tiếp đẩy Lâm Thanh Diện ra, tràn đầy lửa giận nói, Lâm Thanh Diện, đây rốt cuộc là thế nào? Lâm Thanh Diện nhiều năm như vậy rồi vẫn là lần đầu hoảng loạn như vậy, anh vội vàng mở miệng, không phải như em nghĩ đâu, anh không có gì với cô ta cả anh cũng ngủ cùng giường với người ta rồi còn nói không có gì sao lâm thanh diện anh anh còn không bằng chết đi cho rồi hứa bích hoài nóng nảy sắp khóc chị chị cũng đừng quá gấp gáp mặc dù lâm thanh diện nên chịu trách nhiệm với em nhưng em cũng sẽ không chia rẽ hai người sau này chúng ta cùng hâu hạ đồ khốn này là được em đảm bảo sẽ phân chia công băng thời gian của lâm thanh diện với chị trung linh nhi chính nghĩa nói Trung Thiên Nguyên cũng đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, đen mặt hỏi, Lâm Thanh Diện, đây là chuyện gì, cậu là người có vợ, tại sao ra tay với con gái tôi? Tôi vốn còn cho rằng mình đổ oan cho cậu, bây giờ xem ra, cậu cũng không phải thứ gì tốt lành. Lâm Thanh Diện vội nói hết toàn bộ sự việc, chứng minh mình không xảy ra chuyện gì với Trung Linh Nhị, chỉ là cô nhóc này xem phim truyền hình quá nhiều, chúng độc quá nặng. Hứa Bích Hoài và Trung Thiên Nguyên nghe xong lời giảng giải của Lâm Thanh Diện đều mặt đây ngạc nhiên, không nghĩ tới suy nghĩ của cô nhóc Trung Linh Nhi này lại lạ như vậy. Hứa bích hoài sau khi biết chuyện, trong lòng cũng thở vào một hơi, hơn nữa còn cảm thấy có chút buồn cười. Trung Thiên Nguyên lại mặt mũi xấu hổ, vội xin lỗi Lâm Thanh Diện, nói lại hiểu lầm anh rồi. Con nói không đúng sao, trên TV chính là nói vậy, chỉ có người kết hôn mới có thể ngủ cùng giường, hơn nữa còn mang thai đâu, không chừng con đã mang thai con của Lâm Thanh Diện rồi. Trung Linh Nhi thấy ba người đều cười cô lập tức có chút gấp gáp, mặt đầy tuổi thân nói. chương 262, Mụ Phù Thủy Trên đường về Vịnh Đằng Long Bốn người lâm thanh diện, hứa bích hoài và trung thiên nguyên, trung linh nhi ngôi trên chiếc hammer bản dài. Chiếc xe này là do người bên này của Thương hội Thiên Nguyên sắp xếp cho Trung Thiên Nguyên sau khi ông ta tới Hồng Thành. Thương hội Thiên Nguyên trải khắp Đại Giang Nam Bắc, họ mặc dù không giống gia tộc nguồn gốc sâu xa như nhà họ Lâm, nhưng tính chất Thương hội khiến lực lượng của họ cũng vô cùng lớn mạnh có thể nói chỉ cần có nơi kinh doanh thì sẽ có bóng dáng của thương hội Thiên Nguyên, chính vì kinh doanh tốt, thương hội Thiên Nguyên mới có bản lĩnh không sợ nhà họ Lâm. Nhưng mạch máu kinh tế Hồng Thành bị tập đoàn Thiên Dương khống chế, cho nên thương hội Thiên Nguyên xâm nhập khá khó khăn, lại thêm Hồng Thành chỉ là một nơi nhỏ, Trung Thiên Nguyên trước đây chưa từng xem trọng, vì vậy thương hội Thiên Nguyên không có danh tiếng gì ở Hồng Thành. Nhưng lực lượng thương hội Thiên Nguyên sắp xếp ở Hồng Thành vẫn không thể xem thường ít nhất mạnh hơn nhiều công ty nhà họ hứa tiếp nhận hạng mục của tập đoàn Thiên Dương, cho nên việc sắp xếp một chiếc xe tốt cho Trung Thiên Nguyên vẫn khá dễ dàng. Lúc này, Trung Linh Nhi đang tức giận nhìn ba người Lâm Thanh Diệt, dáng vẻ đó như con mèo con đang tức giận, phụng phà phụng phị yêu. Cô nhóc vừa nãy còn tranh luận với ba người Trung Thiên Nguyên nửa ngày, nói ngủ chung thì sẽ mang thai, Trung Thiên Nguyên giải thích với Trung Linh Nhi đó đều là trên TV lược bớt cọ ý quay, thật sự muốn mang thai không đơn giản như vậy, hơn nữa không phải ngủ cùng giường thì phải kết hôn với người ta. Tuy nhiên, Trung Linh Nhi không tin lời của Trung Thiên Nguyên, sống chết muốn theo Lâm Thanh Diện, kêu Trung Thiên Nguyên tự mình về thủ đô. Trung Thiên Nguyên bất đắc dĩ, chỉ đành cho người lái xe đưa Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài về trước. Trên đường, Trung Thiên Nguyên cũng có chút áy náy giải thích với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài tại sao Trung Linh Nhi lại như vậy. Vợ Trung Thiên Nguyên mất sớm, năm đó lúc vợ ông qua đời, dặn dò trung thiên nguyên nhất định phải chăm sóc trung linh nhi thật tốt đây là chuyện duy nhất bà không yên tâm trung thiên nguyên cực kỳ yêu vợ mình trung linh nhi lại là niệm tưởng duy nhất vợ ông ta để lại cho nên trung thiên nguyên luôn xem trung linh nhi là bảo bối đặt trong lòng bàn tay ông ta sợ trung linh nhi bị thế giới bên ngoài làm tổn thương bèn mua một tòa trang viên cho cô để cô sống từ nhỏ tới lớn ở đó nhưng không thể ra ngoài trung linh nhi dần lớn lên cô nhóc liền ngày càng cảm thấy cuộc sống trong tòa thành cực kỳ khô khan nhàm chán, cô muốn bước ra nhìn thế giới bên ngoài, tuy nhiên, Trung Thiên Nguyên không cho phép, cho nên cô chỉ có thể hàng ngày xem TV trong tòa thành. Lâu dần, cô bèn cảm thấy chuyện trong phim đều thực sự tồn tại, nó cũng trở thành phương thức cô hiểu về thế giới này. Lại thêm Trung Thiên Nguyên công việc bận rộn, căn bản không có thời gian ở cùng Trung Linh Nhi, cho nên không kịp thời phát hiện tình huống của Trung Linh Nhi, khiến Trung Linh Nhi rất nhiều lúc không chút nghi ngờ đối với chuyện trong phim. Đây cũng là nguyên nhân mà Trung Linh Nhi đã 19 tuổi rồi, mà vẫn còn ngây thơ như vậy. Sau đó, Trung Linh Nhi không chịu nổi cuộc sống nhàm chán trong tòa thành, bèn lựa chọn bỏ nhà rời đi, vừa khéo bị Triệu Xuân Diệu nhìn chúng, đúng lúc Lạc Hân âm thầm thu mua Tôn Ngọc Thành, mới có chuyện lần này. Ngày Lâm Thanh Diện bỏ trốn, Tôn Ngọc Thành vốn muốn đưa Trung Linh Nhi vào trong tay Lạc Hân, Ai biết vừa khéo động phải hai người Lâm Thanh Diện và Thạch Hạo trốn ra, hắn chỉ có thể nhốt Trung Linh Nhi trong xe đi xử lý Lâm Thanh Diện và Thạch Hạo. Tôn Ngọc Thành cũng không nghĩ tới mình sẽ bị Lâm Thanh Diện đánh bại, vừa khéo là sau đó Thạch Hạo trộm xe dẫn Lâm Thanh Diện rời đi, chính là chiếc xe của Tôn Ngọc Thành. Âm kém Dương sai Lâm Thanh Diện lại dẫn Trung Linh Nhi tới Hồng Thành, cuối cùng mới không xảy ra chuyện gì khiến người ta hối hận. Con không quan tâm, dù sao con cũng phải theo Lâm Thanh Diện ai nói cũng vô dụng, Trung Linh Nhi nói. Linh Nhi, Lâm Thanh Diện người ta cũng là người có vợ, quy định pháp luật hiện tại chỉ có thể một vợ một chồng, nếu con muốn yêu đương, ba sẽ tìm một người bạn trai hợp cách cho con, con đừng gây phiên phức cho Lâm Thanh Diện, nếu không chị này sẽ tức giận, Trung Thiên Nguyên ra giết nói. Vậy cũng không được, dù sao còn chính là muốn Lâm Thanh Diện, người khác con đều nhìn không chúng, Trung Linh Nhi kiên định nói, trong khoảng thời gian này ở cùng Lâm Thanh Diện, Trung Linh Nhi cảm thấy mình đã sinh ra tình cảm đặc thù với anh, trước nay chưa từng có, cũng không chỉ là ngủ cùng Lâm Thanh Diện mà có thể sinh ra. Trung Thiên Nguyên bất đắc dĩ, muốn đợi đưa Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài về nhà trước rồi nghĩ cách dẫn Trung Linh Nhi về thủ đô. Vịnh Đằng Long, biệt thự trung tâm. Trong phòng khách, Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa đang ngồi trên sofa, đối diện hai người họ là người đàn ông tóc hoa dâm, người này mặc tây trang, phía sau còn có nữ thư ký xinh đẹp đang đứng. Người này tên Châu Khoan, là bạn cấp 3 của Tống Huyền Khanh, thông qua vài bạn học cũ, ông ta biết Tống Huyền Khanh đang ở biệt thự trung tâm Vịnh Đằng Long, bèn chạy tới chào hỏi Tống Huyền Khanh. Đám người lâm thanh diện vừa lái xe rời đi, Châu Khoan đã tới đây, nếu không phải nhìn thấy bạn cũ tới, sợ là Tống Huyền Khanh đã gọi xe đuổi theo rồi. Huyền Khanh, không nghĩ tới bà cũng ở biệt thự đẹp như vậy, xem ra con gái con rể bà đều phát triển không tệ, Châu Khoan cười nói. Châu Khoan là người lăn lộn tốt nhất trong đám bạn học của Tống Huyền Khanh, cũng là người có thân phận có địa vị ở Hồng Thành. Bây giờ đến thăm hỏi Tống Huyền Khanh, đương nhiên là vì đẳng cấp Tống Huyền Khanh tăng cao rồi. Theo Châu Khoan thấy, người có thể ở biệt thự trung tâm Vịnh Đằng Long đều không đơn giản, cho nên đến tạo quan hệ. Đừng nhắc nữa, con rể phế vật đó của tôi, thanh danh thối khắp Hồng Thành, biệt thự này cũng là con gái tôi mua, không liên quan tí gì tới phế vật đó sau khi biết Lâm Thanh Diện đã bị nhà họ Lâm đuổi đi, Tống Huyền Khanh bèn khôi phục thái độ trước đây. Nói vậy, Lâm Thanh Diện mấy năm nay luôn không có tiền đồ gì. Tôi còn cho rằng các người có thể ở nơi tốt như vậy, tên nhóc đó đã biết quay đầu rồi chứ. Châu Khoan nhíu mày nói. Chỉ loại người như nó, sao có khả năng quay đầu, nó ngoại trừ siêng ăn biếng làm, thì không có chút bản lĩnh nào, gần đây còn trở nên cực kỳ ngông cuồng, đã hoàn toàn không xem tôi ra gì nữa rồi, lúc nấy nó còn để một con nhóc đẩy tôi xem chút té gãy cái lưng già của tôi thật tức chết tôi rồi tống huyền khanh tức giận bừng bừng nói châu khoan nghe vậy trực tiếp đập bàn hét thật là phản rồi lại dám ngông cuông như vậy nó thật sự không xem người lớn ra gì huyền khanh bà yên tâm bà không quản được nó tôi giúp bà xử lý nó châu khoan tôi mấy năm nay cũng xem như có địa vị ở hồng thành làm người phụ trách thương hội thiên nguyên ở chỉ nhánh hồng thành xử lý một tên phế vật vẫn là dư sức Thương Hội Thiên Nguyên, tôi nghe nói Thương Hội Thiên Nguyên là tổ chức có bối cảnh lớn ở thủ đô, không nghĩ tới ở Hồng Thành còn có chỉ nhánh. Vậy ông bây giờ lợi hại rồi, hứa Quốc Hoa ở bên cạnh kinh ngạc nói. Châu Khoan đắc ý cười, thường thôi, chi nhánh ở Hồng Thành đương nhiên không thể so với thủ đô, nhưng nếu bên tôi có phiền phức gì, thì có thể tìm bên thủ đô giúp đỡ, chuyện bình thường vẫn rất dễ giải quyết. Tống Huyền Khanh không biết Thương Hội Thiên Nguyên làm gì, bèn hỏi Thương Hội Thiên Nguyên làm gì, sao tôi chưa từng nghe nói? Bà không buôn bán, đương nhiên không biết sức ảnh hưởng của Thương hội Thiên Nguyên. Ở thủ đô, Thương hội Thiên Nguyên là sự tồn tại sánh với nhà họ Lâm, Châu Khoan giải thích. Tống Huyền Khanh kinh ngạc, vậy thật lợi hại, thân phận bây giờ của ông cao như vậy, vậy có thể giúp tôi dạy dỗ con nhóc đấy tôi không? Nhớ tới con nhóc đó tôi liền giận, tuổi còn nhỏ lại dám ra tay với tôi. Không vấn đề, tôi chứng nhất chính là mấy người trẻ không biết kính dạ yêu trẻ, bà yên tâm, nếu lát nữa chúng quay về, Tôi nhất định dạy dỗ chúng một trận cho bà, lại dám ra tay với người lớn, thật là phản rồi. Tống Huyền Khanh lập tức cười, vậy phiên ông rồi. Không bao lâu sau, mấy người Lâm Thanh Diện về tới Vịnh Đăng Long, Trung Thiên Nguyên cần gọi điện thoại cho bên thủ đô, đến cửa biệt thự liền để ba người Lâm Thanh Diện vào trước. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài dẫn Trung Linh Nhi cùng vào trong biệt thự, Tống Huyền Khanh còn đang nói chuyện với Châu Khoan thấy Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi quay lại, lập tức đứng dậy lâm thanh diện thứ phế vật này quả nhiên đi tìm bích hoài chống lưng nhưng cậu đừng cho rằng bích hoài về thì tôi sẽ buông tha cho cậu tống huyền khanh mở miệng mắng còn con nhỏ này mày còn dám đến nhà tao mày đẩy tao đến giờ tao còn đau đây mày mau tới xin lỗi tao nếu không chuyện này không xong đâu hứa bích hoài nghi hoặc không biết sao vậy quay đầu hỏi lâm thanh diện lâm thanh diện giải thích đơn giản một chút hứa bích hoài nghe xong nhíu mày nhìn tống huyền khanh mẹ Lâm Thanh Diện lúc đó thật sự là vội vàng đi cứu con, hôm nay nếu không phải Lâm Thanh Diện đến kịp thời, mẹ sẽ không thể gặp được con nữa. Tống Huyền Khanh tự biết đuổi lý, bèn chìa mũi giáo về phía Trung Linh Nhi, cho dù Lâm Thanh Diện thật sự vội vàng đi tìm con, vậy con nhỏ này cũng không nên đẩy mẹ, nó tính là thứ gì chứ, cũng dám ra tay với mẹ, thật là phản rồi. Trung Linh Nhi chính vì chuyện trước đó mà còn buôn bực không vui, nghe thấy Tống Huyền Khanh nói vậy, lập tức mảng, con gái bà sắp bị người ta giết rồi, bà còn chặn cửa không cho chúng tôi đi ra, còn muốn đòi tiên lâm thanh diện, tôi lần đầu tiên thấy người mẹ máu lạnh như bà, vì tiên mà ngay cả mạng con gái mình cũng không cần, mụ phù thủy này, thật là không cân mặt mũi. Sắc mặt Tống Huyền Khanh trở nên khó coi, cắn răng nghiến lợi nói, con nhỏ này, mày mắng ai phù thủy. Tình hình của con gái tao nào nghiêm trọng như tụi mày nói, đây chính là tụi mày mượn cớ mà thôi, mày mau tới đây xin lỗi tao, nếu không bạn cũ của tao sẽ không tha cho mày ông ấy là người có thân phận muốn khiến mày hối hận vô cùng dễ dàng kêu tôi xin lỗi mụ phù thủy như bà không có cửa đâu hư trung linh nhi nói còn làm mặt quỷ với tống huyền khanh tống huyền khanh bị chọc tức thở hổn hển vội quay đầu nhìn châu khoan đang ngồi trên sofa nói bạn cũ ông nhìn thấy con nhóc này hống hách rồi chứ ông mau tới giúp tôi xử lý nó một trận chân khoan không nhanh không chậm đứng dậy nhìn trung linh nhi nói cô là con nhà ai không có giáo dục như vậy nhà cô không dạy cô đối xử với người lớn thế nào sao mau xin lỗi nếu không tôi sẽ dạy dỗ cô một trận tắt ông là ai dựa vào cái gì quản tôi người nhà tôi dạy tôi thế nào ông quản được sao không phân tráng đen mà ở đây nói linh tinh ba tôi cực kỳ lợi hại ông dám nói con ông ấy không có giáo dục cẩn thận ông ấy xử ông trung linh nhi nói thật là làm càn có bản lĩnh cô gọi người nhà cô tới Tôi trước mắt hỏi ông ta xem thử ông ta dám xử tôi không, thật xem Châu Khoan tôi dễ bắt nạt sao. Tôi là người phụ trách chi nhánh của thương hội Thiên Nguyên, người nhà cô gặp tôi sẽ sợ không nói ra lời. Châu Khoan cũng có chút tức giận, là một phần tử của thương hội Thiên Nguyên, ông ta có kiêu ngạo của mình, sao có thể chịu đựng một con nhóc hô to gọi nhỏ với ông ta. Hứa Bích Hoài thấy họ sắp cãi nhau, lập tức muốn khuyên nhủ, nhưng Lâm Thanh diện cản cô, nói, xem trước đã, sẽ không có chuyện gì. Hừ, gọi thì gọi, ba tôi ở ngoài đâu, ông dám bắt nạt tôi, ông ấy nhất định sẽ không tha cho ông. Trung Linh Nhi nghe Châu Khoan nói mình là người của Thương hội Thiên Nguyên, liền càng thêm không chút sợ hãi. Tống Huyền Khanh lại cười lạnh, nghĩ con nhóc này nhất định là chưa từng nghe nói tới Thương hội Thiên Nguyên nên mới không để ý như vậy. Đợi lát nữa ba nó cúi đầu khom lưng cầu xin tha thứ, con nhóc này liền biết sự lợi hại của Châu Khoan. Chính vào lúc này, Trung Thiên Nguyên gọi điện thoại xong, đi vào biệt thự, ông ở ngoài cũng nghe thấy bên trong tranh cãi, vừa vào đã lạnh mặt hỏi ai bắt nạt con gái tôi. chương 263, một cuộc điện thoại khiến ông phá sản. Tống Huyền Khanh quay đầu nhìn ra cửa, thấy Trung Thiên Nguyên mặc tây trang, khí thế trên người không tâm thường, trong lòng đoán được người đàn ông này nhất định không đơn giản, nhưng bây giờ bà ta có châu khoan chống lưng, cho nên ai cũng không sợ. Châu Khoan là người của Thương hội Thiên Nguyên, Thương hội Thiên Nguyên ở thủ đô cũng là một thể lực lớn như nhà họ Lâm, Mặc dù Châu Khoan chỉ là người phụ trách chỉ nhánh thương hội thiên nguyên ở Hồng Thành, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý động vào. Theo Tống Huyền Khanh thấy, Châu Khoan là người phụ trách chi nhánh thương hội thiên nguyên, còn lợi hại hơn chủ nhân gia tộc nhà họ cổ đệ nhất Hồng Thành. Ông dạy con gái thế nào vậy, không chút giáo dục nào, ông có biết con nhóc chết tiệt này lúc nãy đẩy tôi một cái, xém chút ngã gãy lưng tôi, ông mau kêu cô con gái không hiếu chuyện này của ông xin lôi tôi, hơn nữa các người phải bồi thường cho tôi một tỷ rưỡi, nếu không các người hôm nay đừng hỏng đi. Tống Huyên Khanh tràn đầy khí thế nói. Trung Thiên Nguyên lập tức nhíu mày, bà nói ai không có giáo dục. Nếu con gái tôi làm không đúng, tôi có thể bắt nó xin lỗi bà, nhưng thái độ bây giờ của bà, nhìn mới giống người không có giáo dục đi. Ba, con đẩy bà ta là vì bà ta không cần mặt mũi, chặn chúng con đi cứu người, còn đòi tiên lâm thanh diệt, con cảm thấy con không làm sai, con mới không xin lỗi đâu. Trung Linh Nhi nói một câu. Đồ đáng chết, cô nói ai không cân mặt mũi chứ, cô tới đây cho tôi, hôm nay không cho cô hai cái tát cô sẽ không biết sự lợi hại của tôi. Tống Huyền Khanh nói, giờ tay muốn tát Trung Linh Nhi, Trung Thiên Nguyên trực tiếp bắt lấy cánh tay bà ta, sau đó dùng sức, đẩy bà ta về sau. Tống Huyền Khanh lại xém chút ngã xuống đất, sau khi đứng vững, bà ta hung ác nhìn hai ba con Trung Thiên Nguyên, mắng, thật là cha nào con nãy, cả nhà các người nhất định đều không phải thứ gì tốt, ông cũng dám đẩy tôi, thật là mù con mắt cháu của ông. Nói cho ông biết, người đứng cạnh tôi là người của Thương hội Thiên Nguyên, ông có nghe nói Thương hội Thiên Nguyên chưa? Đó là sự tồn tại ở thủ đô có thể sánh với nhà họ Lâm, ông ấy là bạn học cũ của tôi, vừa nãy cũng đồng ý giúp tôi xử lý các người rồi. Hai người bây giờ mau xin lỗi tôi, nếu không bất kể các người làm gì, một cú điện thoại của bạn tôi là có thể khiến các người phá sản. Nói xong, mặt Tống Huyền Khanh đắc ý bà ta cảm thấy sau khi Trung Thiên Nguyên nghe thấy bạn bà ta là người của Thương hội Thiên Nguyên nhất định sẽ sợ đến vội vàng xin lỗi bà ta. Chỉ là bà ta không chú ý tới, Châu Khoan đứng cạnh bà ta lúc này đã trợn mắt há mồm, sắc mặt trắng bệch, không nói ra lời. Châu Khoan nào nghĩ tới, người vào lại là hội trưởng Thương hội Thiên Nguyên, hôm nay hội trưởng tới, là ông ta sắp xếp xe, ông ta còn cho rằng hội trưởng là đi làm chuyện gì quan trọng, ai biết bây giờ lại xuất hiện trong nhà Tống Huyền Khanh. Mà cô gái Tống Huyền Khanh muốn xử lý lại chính là con gái hội trưởng, cho dù cho Châu Khoan 100 lá gan, ông ta cũng không dám ra tay với con gái hội trưởng thương hội Thiên Nguyên. Trung Thiên Nguyên cũng nhìn Châu Khoan, mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh, nói, vậy sao, tôi muốn xem thứ, ông ta làm sao gọi điện thoại để tôi phá sản. Tống Huyền Khanh thấy Trung Thiên Nguyên lại dáng vẻ hời hợt, trong lòng tức giận, nói với Châu Khoan bên cạnh, bạn cũ, ông ta còn không tin, ông ta đã tìm đường chết. Vậy ông Liên để ông ta kiến thức sự lợi hại của ông đi, gọi điện thoại cho người của thương hội Thiên Nguyên các ông, khiến ông ta phá sản. Châu Khoan vẫn không nói chuyện, ông ta bây giờ đã vì lời nói của Tống Huyền Khanh mà bị dọa sợ đến cứng lưỡi, muốn nói nhưng căn bản nói không ra. Tống Huyền Khanh thấy Châu Khoan không lên tiếng, có chút kỳ quái, quay đầu nhìn ông ta, hỏi: "Bạn cũ, ông làm sao vậy? Vừa nãy không phải ông nói muốn giúp tôi xử lý họ sao? Thương hội Thiên Nguyên các ông không phải cực kỳ lợi hại sao?" sao không nói nữa? Châu Khoan nuốt nước miếng, như dùng hết sức lực toàn thân nói, vị trước mặt bà là hội trưởng của Thương hội Thiên Nguyên, một câu của ông ấy có thể khai trừ tôi, lần này tôi thật sự bị bà hại thảm rồi, bà chọc ai không được, lại chọc thiên kim của hội trưởng chúng tôi, tôi thấy bà chán sống rồi. Nói xong, Châu Khoan vội đi tới trước mặt Trung Thiên Nguyên, nói, hội trưởng, tôi thật sự không biết là ngài, đây đều là hiểu lầm, bạn học này của tôi đầu óc có chút vấn đề, ngài đừng chấp với bà ta đâu óc ai có vấn đề châu khoan không phải ông nói ông là người phụ trách chi nhánh hồng thành sao hội trưởng này ở đâu lòi ra tống huyền khanh vẫn có chút nghi hoặc hỏi ông ấy là hội trưởng của tổng bộ thương hội thiên nguyên từ thủ đô tới toàn bộ thương hội thiên nguyên đều phải nghe lời ông ấy bây giờ bà biết bà chọc tới nhân vật nào rồi chứ châu khoan tức giận hét lên tống huyền khanh lập tức nghịch mặt toàn bộ thương hội thiên nguyên đều phải nghe lời ông ta há chẳng phải nói người này có địa vị sánh với chủ nhân nhà họ Lâm. Trong lòng Tống Huyền Khanh lập tức không ngừng kêu khổ, cảm thấy mình quá xui xẻo, cho dù làm gì cũng có thể đụng phải nhân vật lớn, đầu tiên là Lạc Tâm, bây giờ lại là hội trưởng thương hội thiên nguyên, ngày tháng của bà ta thực sự không cách nào sống nổi. Bà ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, phát hiện Lâm Thanh Diện đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng bà ta lập tức sinh ra oán hận, thầm nghĩ bà ta xui xẻo như vậy nhất định đều là do Lâm Thanh Diện hại, không chừng còn là Lâm Thanh Diện cố ý. Bà mau xin lỗi hội trưởng và thiên kim của ông ấy, công việc của tôi nếu vì bà mà mất, tôi đảm bảo liều mạng với bà. Châu Khoan hét lên với Tống Huyền Khanh, thái độ hoàn toàn khác biệt với lúc nói chuyện trên sofa ban nãy. Tống Huyền Khanh do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhìn Trung Thiên Nguyên và Trung Linh Nhị, nói xin, xin lỗi. Trung Linh Nhi thấy Tống Huyền Khanh mở miệng xin lỗi, lập tức làm mặt quỷ với bà ta lúc nãy bà không phải rất lợi hại sao không phải còn muốn nhà tôi phá sản sao sao bây giờ không dám nói những lời này nữa tống huyền khanh xấu hổ sau khi biết thân phận của trung linh nhi bà ta quả thực không dám nói gì nữa hội trưởng thật ngại quá đây là mẹ tôi con người bà ấy quả thực có chút gây sự vô lý hy vọng ông có thể đừng để ý hứa bích hoài ấy náy nói với trung thiên nguyên trung thiên nguyên biết tống huyền khanh là mẹ của hứa bích hoài cũng gật đầu nói chỉ cần nói rõ chuyện là được tôi cũng không phải muốn làm khó bà ta hội trưởng khoan dung đại lượng đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tính toán với mẹ chúng ta lâm thanh diện cười nói tống huyền khanh chừng mắt anh lòng nghĩ lúc nãy cậu không nói chuyện bây giờ lại giả bộ bà đây lần này tức giận sau này đều xả hết lên người cậu châu khoan thấy chuyện này được giải quyết cũng thở phào nhẹ nhõm chuyện đều đã giải quyết rồi vậy chúng tôi không ở đây lâu nữa tôi còn phải nhanh chóng về thủ đô, lần này thật là gây thêm phiền phức cho mọi người rồi." Trung Thiên Nguyên nhìn Lâm Thanh Diện, "Lần này sau khi quay về, tôi cũng sẽ hoàn toàn đối lập với nhà họ Lâm, cho dù con gái tôi không xảy ra chuyện gì, chuyện này cũng tuyệt đối không thể bỏ đi như vậy." Lâm Thanh Diện gật đầu, "Chuyện lần này đổi về sự giúp đỡ mạnh mẽ của thương hội Thiên Nguyên, đối với anh mà nói, cũng là một chuyện tốt." Chính vào lúc Lâm Thanh Diện muốn tiến Trung Thiên Nguyên và Trung Linh Nhi ra ngoài, Trung Linh Nhi bỗng nhiên chạy tới, trực tiếp bắt lấy cánh tay Lâm Thanh Diện. Ba, con không muốn về, con muốn ở cùng Lâm Thanh Diện, anh ấy ở đâu con ở đó, ba đừng mơ tách hai chúng con ra, chương 264 ở bên cạnh em mãi mãi. Linh Nhi, con đừng gây chuyện nữa, con xem Lâm Thanh Diện và chị của con yêu thương biết bao nhiêu, con nhẫn tâm phá hỏng cuộc sống của hai người bọn họ sao. Mặt mũi của Trung Thiên Nguyên tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Trung Linh Nhi, thật sự không còn cách nào với con gái của mình. Con mặc kệ, con cũng muốn yêu đương với anh ấy như vậy, con tin tưởng là chị sẽ hiểu mà, Trung Linh Nhi chừng mắt nói. Hứa Bích Hoài giờ khóc giờ cười, kêu cô chia sẻ Lâm Thanh Diện với người khác, đương nhiên là cô sẽ không vui rồi. Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy trở nên đau đầu, anh cảm thấy phiền phức lớn nhất của mình không phải là nhà họ Lâm, mà là cô nhóc này có chiêu trò không bình thường. Mọi người nghiêm túc khuyên bảo Trung Linh Nhi cả nửa ngày, nhưng mà Trung Linh Nhi vẫn không thay đổi ý định, cô ta thậm chí trực tiếp ngồi xuống dưới đất ôm đùi Lâm Thanh Diện không chịu buông tay. Trung Thiên Nguyên bất đắc dĩ đi lên túm Trung Linh Nhi, Trung Linh Nhi sống chết lại không chịu buông. Lúc Lâm Thanh Diện đang đau đầu nghĩ xem làm sao để thuyết phục cô nhóc này, Trung Thiên Nguyên đánh mạnh một cái cho Trung Linh Nhi ngất xỉu, sau khi nói lời tạm biệt với Lâm Thanh Diện thì liên ôm lấy Trung Linh Nhi vừa mới ngất đi, mang cô ta rời khỏi hung thành. Mặc dù là biện pháp này hơi cực đoan, nhưng mà lấy sự cố chấp của Trung Linh Nhi thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Sau khi Trung Linh Nhi đi rồi, Lâm Thanh Diện cũng thở dài một hơi, nếu như bà cô này cứ dính ở bên cạnh của anh không chịu đi, vậy thì trong nhà cũng lật trời luôn rồi. Sau khi Trung Thiên Nguyên rời đi không bao lâu thì Châu Khoan cũng đi luôn, ông ta âm thầm thề thốt ở trong lòng. Sau này không có chuyện gì thì nhất định không thể đến tìm Tống Huyền Khanh ôn chuyện cũ gì đó. Lần ôn chuyện này thiếu chút nữa đã làm cho công việc của mình không còn, Tống Huyền Khanh quả là một ngôi sao trổi mà. Nhìn đám người đó rời đi, Tống Huyền Khanh tức giận chừng mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, rồi mang Lâm Thanh Diệt, cái con người không biết xấu hổ này, cậu căn bản cũng không phải là người thừa kế của nhà họ Lâm, còn mặt mũi mà trở về đây nữa hả? Hôm nay tôi kêu cậu đưa cho tôi mấy tỷ cũng không phải là chuyện đùa, nếu như cậu không đưa số tiền này cho tôi, tôi chắc chắn sẽ không để cho cậu yên ổn đâu hứa bích hoài thấy tống huyền khanh vẫn còn đang quan tâm đến vấn đề tiền của lâm thanh diệt bất mãn nói mẹ nếu như hôm nay mẹ lại ngăn cản lâm thanh diện thêm nữa con gái của mẹ là con đây thật sự không còn mạng nữa mẹ có thể đừng gây chuyện vô lý được hay không nếu như còn như vậy sau này con sẽ không nhận mẹ là mẹ nữa tống huyền khanh nghe thấy lời của hứa bích hoài thì liền thay đổi sắc mặt mở miệng hỏi con gái chẳng lẽ là ngày hôm nay con thật sự gặp nguy hiểm gì đó con lừa mẹ làm cái gì nhìn cổ tay của con đi, đều đã sưng lên hết rồi, chẳng lẽ mạng sống của con gái mẹ cũng không đáng mấy tỷ hả? Hứa Bích Hoài tức giận nói. Tống Huyền Khanh lập tức có chút trột dạ, thái độ phách lối lúc nãy cũng đã bị tiêu diệt, bà ta biết lần này hứa Bích Hoài thật sự tức giận rồi. Được rồi con gái, mẹ sai rồi còn không được hay sao, đương nhiên là mạng sống của con gái mẹ quý báu nhất. Mẹ cũng không phải là muốn thẳng thua với Lâm Thanh Diệt, hơn nữa hôm nay người cứu con chắc chắn là hội trưởng thương hội thiên nguyên gì đó cái tên vô dụng lâm thanh diện này chỉ sợ là đụng tới chuyện thì sẽ né qua một bên mẹ nói nói vài câu còn không được hay sao tống Nguyên khanh nói nói tiếp tục trách móc lâm thanh diện hứa bích hoài im lặng trực tiếp quay người đi không thèm để ý đến tống huyền khanh tống huyền khanh nhanh chóng đi đến phía trước vừa nói xin lỗi vừa nói được rồi chị tôn đâu rồi sao lại không thấy chị ấy lúc này lâm thanh diện chú ý đến tôn tuệ phương không có ở nhà cho nên hỏi một câu gần đây có lẽ là chị tôn có chuyện gì đó ngày nào cũng ra ngoài một khoảng thời gian rất lâu trở về cũng khá là trễ em đã hỏi chị ấy chị ấy cũng nói là không có việc gì chắc có lẽ là việc riêng gì đó hứa bích hoài lên tiếng nói lâm thanh diện nhẹ nhàng gật đầu cũng không hỏi gì nhiều lúc này hứa bích hoài nhìn lâm thanh diện một chút lại nhìn tống huyền khanh một chút trực tiếp nắm lấy tay của Lâm Thanh Diện rồi nói, Lâm Thanh Diện, đã đến lúc chúng ta nên có một đứa con rồi, có con rồi thì mẹ của em cũng sẽ không nghĩ cách đuổi anh đi nữa. Nói xong, hứa Bích Hoài liên nắm lấy tay của Lâm Thanh Diện đi vào trong phòng ngủ. Tống Huyền Khanh nghe thấy lời của hứa Bích Hoài, hai mắt lập tức trừng lớn lên, nhanh chóng chạy đến ngăn cản hai người bọn họ lại, lên tiếng nói, không được, Bích Hoài, con không thể sinh con với cái tên phế vật này được. Tại sao lại không thể chứ, anh ấy là chồng của con con với anh ấy có một đứa con thì như thế nào đây là chuyện giữa con và anh ấy không mượn mẹ phải xen vào hứa bích hoài nói như chém đinh chặt sắt con gái à con cũng không chịu suy nghĩ xem cậu ta không có tương lai cỡ nào con sinh con với cậu ta nếu như di truyền gen không có tiên đổ giống như cậu ta đến lúc đó con có hối hận cũng đã muộn rồi trên mặt của tống huyền khanh tràn đây vẻ sốt ruột con không chê hơn nữa lâm thanh diện cũng không vô dụng như là mẹ đã nói anh ấy ưu tú mình con cảm thấy là đủ rồi hứa bích hoài tiếp tục nắm tay của lâm thanh diện đi vào trong phòng tống huyền khanh một phát bắt được cánh tay của lâm thanh diện lên tiếng nói lâm thanh diện tôi không đòi tiền của cậu nữa cậu tha cho con gái của tôi đi cậu với con gái tôi không có con cái sau này ly hôn cũng có thể tìm được một nhà khá giả bây giờ nếu như để cho con gái tôi có con với cậu đời này của nó liền bị hủy hết rồi hứa bích hoài đi đến hất tay của tống huyền khanh ra mặt lạnh nói con biết là mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định để con và lâm thanh diện ly hôn bây giờ con nói rõ ràng cho mẹ nghe con không thể nào rời khỏi lâm thanh diện được mẹ cũng đừng nghĩ cách mà chia rẽ chúng con đứa bé này con chắc chắn phải có được nói xong rồi hứa bích hoài liên nắm tay lâm thanh diện đi vào trong phòng ngủ còn khóa cửa lại tống huyền khanh ở bên ngoài sốt ruột gõ cửa miệng thì la hét con gái con tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ mà con không thấy có con với lâm thanh diện được sau đó bà ta còn quay đầu lại nhìn hứa quốc hoa rồi nói, ông còn đứng đó thất thần làm cái gì nữa, nhanh chóng đến phá cửa ra đi, nếu không thì con gái của ông sẽ bị tên phế vật lâm thanh diện đó trả đạp. Hứa quốc hoa bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, tôi cảm thấy để cho Bích Hoài và Lâm Thanh Diện có một đứa con cũng là chuyện tốt, cho dù Lâm Thanh Diện không phải là người thừa kế của nhà họ Lâm thì nó cũng tốt hơn so với người bình thường rất nhiều, chúng ta có thể có cuộc sống như hiện tại cũng đều là do Lâm Thanh Diện cho mà, Ông nói bậy, cuộc sống bây giờ của chúng ta đều là do con gái của chúng ta cố gắng mang lại, không có liên quan gì với cái tên phế vật Lâm Thanh Diện kia hết. Bây giờ con gái của chúng ta chính là chủ tịch của công ty nhà họ Hứa, Lâm Thanh Diện là cái thá gì chứ? Cậu ta cũng chỉ là một đứa con rơi của nhà họ Lâm mà thôi." Tống Huyền Khanh tức giận bất bình nói. Trong phòng, Lâm Thanh Diện cảm thấy ngơ ngác, có làm như thế nào anh cũng không nghĩ đến hứa bích hoài vì không để cho Tống Huyền Khanh tiếp tục suy nghĩ đuổi anh ra ngoài vậy mà lại dùng biện pháp này để uy hiếp tống huyền khanh có điều là sau khi đi vào phòng hứa bích hoài liên mang theo gương mặt tràn đầy mệt mỏi ngôi lên trên giường cảm xúc cứ hết lên rồi lại xuống bây giờ cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi làm gì còn có động lực đế sinh con với lâm thanh diện cô nói như vậy cũng chỉ là để cho tông huyền khanh thấy được quyết tâm của cô mà thôi lâm thanh diện hiểu ý của hứa bích hoài anh đi đến tràn đầy đau lòng ôm cô vào trong ngực mình Hứa Bích Hoài tựa đầu ở trong ngực của Lâm Thanh Diệt nước mắt trong hốc mắt lại chảy ra không ngừng lần nữa, Lâm Thanh Diện, em. Hôm nay em mệt mỏi quá, hôm nào đó chúng ta lại sinh bé con, anh có để ý không? Nếu như anh thật sự muốn thì em cũng sẽ cố gắng để phối hợp với anh. Lâm Thanh Diện sờ sờ đâu của hứa Bích Hoài, mở miệng nói, đồ ngốc này, anh cũng không phải là tinh trùng lên não, làm sao có thể làm loại chuyện này với em vào thời điểm hiện tại được. Vẫn còn nhiều thời gian mà chắc chắn sẽ có cơ hội. Trong lòng của Hứa Bích Hoài ấm áp, tay ôm Lâm Thanh Diện chặt hơn một chút, lên tiếng hỏi Lâm Thanh Diện, anh vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh của em chứ? Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, mãi mãi, chương 265, trả lại gấp trăm lần. Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện ôm nhau một lúc, sau đó Lâm Thanh Diện buông cô ra để cô nằm lên trên giường. Em cứ nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi để anh đi nấu chút canh cho em bổ thân thể lâm thanh diện lên tiếng nói hứa bích hoài nhẹ nhàng gật đầu ngoan ngoãn nằm lên trên giường lúc này lâm thanh diện chú ý đến gương mặt hơi sưng của hứa bích hoài lập tức nhíu mày đưa tay ra sờ sờ lên tiếng hỏi mặt của em có chuyện gì vậy hứa bích hoài lộ ra chút uất ức mở miệng nói hôm nay bị cái người tên là triệu xuân diệu đánh lâm thanh diện cảm thấy nặng nề trong lòng lập tức toát ra một cơn lửa giận nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Hứa Bích Hoài một chút, sau đó lên tiếng nói, "Cậu ta dám đánh vợ của anh, anh nhất định sẽ để cậu ta trả lại gấp trăm lần." Bây giờ Triệu Xuân Diệu ở trong tay của Trần Tài Anh, có thể nói sống chết của Triệu Xuân Diệu tùy ý để cho Lâm Thanh Diện sắp đặt. Lâm Thanh Diện đi vào phòng bếp lấy hai cái trứng gà thoa mặt cho Hứa Bích Hoài, sau đó mới đi nấu canh cho cô. Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện đi ra, lập tức đi theo sau mông của Lâm Thanh Diện không ngừng hỏi, cậu đã làm gì với con gái của tôi? Có phải là cậu đã chạm vào nó rồi không? Lâm Thanh Diện, cái tên súc sinh này, cậu làm như vậy sẽ hủy hoại cả đời này của nó. Con sẽ cho cô ấy hạnh phúc, Lâm Thanh Diện vừa nấu canh vừa lên tiếng nói. Cậu lấy cái gì cho nó? Cậu mau tỉnh táo lại đi, cậu căn bản cũng không phải là người thừa kế của nhà họ Lâm, cậu cũng chỉ là một đứa con rơi mà thôi, loại người như cậu căn bản cũng không có tiền đồ gì cả. Tống Huyền Khanh nói. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn về phía Tống Huyền Khanh, giọng nói lạnh lùng. Cho dù con là con rơi của gia tộc thì như thế nào, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc con mang đến cho Hứa Bích Hoài hạnh phúc. Những thứ hiện tại con có cũng không kém hơn so với nhà họ Lâm. Lại nói phép, cậu không nói phép thì chết à? Một người ngay cả mấy tỷ cũng không thể bỏ ra nổi, vậy mà cũng có mặt mũi để nói cậu không kém gì so với nhà họ Lâm. Cậu cũng không chịu đi soi gương nhanh đi, nhìn coi mặt của cậu còn ở đó hay không. Tống Huyền Khanh khinh thường nói cũng chỉ có mấy tỷ mà thôi, ngày mai con đi đến ngân hàng lấy cho mẹ. Nhưng mà mấy tỷ này con cho mẹ, mẹ có thể đảm bảo sau này sẽ không tiếp tục can thiệp vào chuyện giữa con và Hứa Bích Hoài nữa hay không?" Lâm Thanh Diện chất vấn. Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, hai mắt lập tức sáng lên, mở miệng nói, "Chỉ cần cậu có thể đưa cho tôi 9 tỷ, sau này tôi sẽ không can thiệp vào chuyện giữa cậu và Bích Hoài nữa." "Được, chúng ta thỏa thuận với nhau." ngày mai con sẽ lấy cho mẹ 9 tỷ, Lâm Thanh Diện nói. Tôi muốn tiền mặt, không nhìn thấy số tiền này, cho dù Bích Hoài có ngăn cản thì tôi cũng sẽ kiên quyết đuổi cậu ra khỏi nhà của chúng tôi, Tống Huyền Khanh nói. Mặc dù là bây giờ trong nhà của Tống Huyền Khanh có mấy món đồ cổ có giá trị hàng trăm tỷ, nhưng sau khi biết Lâm Thanh Diện không phải là người thừa kế của nhà họ Lâm, Tống Huyền Khanh đã không dám đánh chú ý lên mấy món đồ cổ kia nữa. Với bi kịch của người một nhà hứa Bích Huyền ở trước mắt, cho dù có đánh chết Tống Huyền Khanh, bây giờ Tống Huyền Khanh cũng không dám lấy đi bán. Cho nên bây giờ trên tay của bà ta vẫn không có tiền như cũ, ngoại trừ mấy đồ trang sức lúc trước Lâm Thanh Diện đã mua cho bà ta. Đây cũng là nguyên nhân mà bà ta muốn tiền mặt, mặc dù là chuyển khoản cũng như nhau, nhưng mà con số 9 tỷ cùng với 9 tỷ tiền mặt mang đến tâm trạng khác nhau cho người ta. Với lại Tống Huyền Khanh cũng sợ Lâm Thanh Diện lấy số giả đến để lừa gạt bà ta dù sao bà ta cũng không am hiểu gì về điện thoại. Sau khi Lâm Thanh Diện đồng ý với Tống Huyền Khanh, Tống Huyền Khanh mới xem như im lặng, không còn làm phiên Lâm Thanh Diện nữa. Tiếp tục nấu canh cho hứa Bích Hoài, lúc này cửa biệt thự mở ra, Tôn Tuệ Phương với gương mặt tiểu tụy đi vào trong nhà. Chị Tôn, chị về rồi à? Lâm Thanh Diện nói. Tôn Tuệ Phương nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện ở phía bên kia, lập tức sửng sờ kinh ngạc nói, Lâm Thanh Diện, cậu đã về rồi à? Lâm Thanh Diện gật đầu cười nói, "Hôm nay tôi vừa mới về, đang nấu cho Hứa Bích Hoài chút canh." Tôn Tuệ Phương nhanh chóng bỏ đồ ở trong tay của mình xuống, lên tiếng nói, "Để tôi làm cho, cậu đi nghỉ ngơi đi." "Không cần đâu, chỉ nấu canh mà thôi, tôi tự mình làm là được rồi." Lâm Thanh Diện nói, "Chị Tôn, tôi thấy trạng thái của chị hơi không ổn, gần đây gặp phải chuyện gì à?" "Tôi nghe Hứa Bích Hoài nói ngày nào chị cũng đi sớm về trễ." trên mặt của Tôn Tuệ Phương lộ ra vẻ khó xử, nói, không có. Không có việc gì đâu, trong nhà của tôi có mấy người bà con tới, ban ngày tôi ra ngoài tìm bọn họ, nếu như cậu cảm thấy tôi làm chậm chế công việc ở trong nhà, vậy ngày mai tôi sẽ kêu bọn họ trở về. Không cần đâu, nếu là họ hàng đến thì mấy ngày nay chị cũng không cần phải làm việc nữa, tôi cho chị nghỉ ngơi vài ngày, chị cứ đi tiếp đón đi, thật sự không được nữa thì chị cứ dẫn bọn họ vào nhà cũng được mà, Lâm Thanh Diện nói. Tôn Tuệ Phương lập tức lắc đầu, nói: "Không cần, không cần đâu, chắc là ngày mai bọn họ cũng đi rồi." Sau khi nói xong, không biết tại sao Tôn Tuệ Phương lại thở một hơi thật dài. Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng mà nghĩ đến đây là việc riêng của Tôn Tuệ Phương, cho nên cũng không hỏi nhiều. Sau khi nấu canh xong, Lâm Thanh Diện lập tức mang đi cho Hứa Bích Hoài uống, sau đó lại xoa bóp toàn thân cho cô một chút. Lúc này mặt mũi của Hứa Bích Hoài mới thả lỏng, rồi ngủ thiếp đi. Dạng sáng ngày hôm sau, Tống huyền Khanh liên chạy đến gõ cửa phòng của Lâm Thanh Diện, kêu Lâm Thanh Diện nhanh chóng đi ngân hàng lấy tiền đi. Lâm Thanh Diện rửa mặt xong, sau khi ăn sáng xong thì liên ra khỏi nhà. Ngày hôm nay, ngoại trừ anh muốn đến ngân hàng lấy tiền thì còn có một chuyện quan trọng hơn, đó chính là đi dạy bảo Triệu Xuân Diệu. Triệu Xuân Diệu dám ra tay đánh hứa Bích Hoài, đây là việc mà Lâm Thanh Diện không chấp nhận được, Huống hồ gì Triệu Xuân Diệu còn liên kết với Lạc Hân để hãm hại anh, thù này Lâm Thanh Diện nhất định phải báo. Đi thẳng một đường đến Mãn Thiên Tinh, Lâm Thanh Diện đi thẳng vào bên trong, mấy tên đàn em của Trần Tài Anh cung kính chào hỏi Lâm Thanh Diện. Trần Tài Anh vừa mới đi ra từ bên trong, nhìn thấy Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ, vẫn may là ngày hôm qua cậu kịp thời đuổi đến đây, nếu không thì bây giờ bọn tôi cũng đã đến chỗ của Diêm Vương để báo cáo rồi lâm thanh diện cười cười nói vết thương trên người của anh không sao đó chứ bọn người huỳnh thái sao rồi tôi thì không sao huỳnh thái thì thảm hơn so với tôi một chút bây giờ vẫn còn đang nằm bệnh viện nhưng mà cũng không có gì đáng lo ngại trần tài anh trả lời không có việc gì thì tốt rồi lâm thanh diện nói cái này còn kích thích hơn so với hồi tôi ở thanh vân nhiều lắm đấy lúc đó tôi đâu có nghĩ được mình sẽ tiếp xúc với nhà họ lâm cùng với người của thương hội thiên nguyên Trần Tài anh hơi xúc động nói. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, sau này những chuyện như thế này càng ngày càng nhiều, anh tốt nhất vẫn nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi. Chuyện lần này cũng đã để cho Lâm Thanh Diện nhận thức được tính hạn chế ở những nơi nhỏ bé, cho dù bây giờ anh đã nằm trong tay thế giới ngầm ở Hồng Thành, nhưng mà giá trị lực lượng tổng thể ở đây cũng không thể nào so sánh được so với thủ đô. Nếu như Lâm Thanh Diện muốn xây dựng Hồng Thành này thành một thành trì vững chắc, điều đầu tiên cần phải làm chính là trước tiên phải làm tăng vũ lực của bọn người chân tài anh lên. Anh đang suy nghĩ chuyện này phải thực hiện như thế nào, có điều là chuyện này không phải làm một lần là xong, cho nên anh cũng không cần phải vội vàng. Trần Tài Anh cũng không cảm thấy lo sợ bởi vì lời nói của Lâm Thanh Diệt, kể từ ngày anh ta quyết định đi theo Lâm Thanh Diệt, trong lòng của anh ta đã ngầm thừa nhận giao mạng sống của mình cho Lâm Thanh Diệt. Dẫn tôi đi gặp Triệu Xuân Diệu đi, lần này tôi phải tính toán với anh ta cho đàng hoàng lâm thanh diện nói trần tài anh gật đầu quay người dẫn lâm thanh diện vào trong một căn phòng ở bên trong cửa vừa mới mở ra ở bên trong một mảnh âm u triệu xuân diệu đang nằm trên cái giường ván gỗ trong cả căn phòng ngoại trừ cái giường này thì cũng không còn cái nào khác trên hai cánh tay của triệu xuân diệu đều bị buộc dây xích sắt anh ta vốn không có bản lĩnh gì bị buộc như thế này tuyệt đối không còn khả năng chạy đi Triệu Xuân Diện nhìn thấy cửa phòng mở ra, lập tức ngồi dậy từ trên giường, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào Lâm Thanh Diện, la hét, Lâm Thanh Diện, anh mau thả tôi ra, tôi nói cho anh biết tôi chính là người thừa kế của nhà họ Lâm, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể nào giết tôi được. Nếu tôi không còn, nhà họ Lâm sẽ trực tiếp sang bằng hồng thành này, lúc đó mọi người đều bị anh làm liên lụy. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Chiêu Xuân Diệu một lát, sau đó đến trước mặt của anh ta, không nói lời nào liền do tay lên táng một phát lên mặt Triệu Xuân Diệu. Khóe miệng của Triệu Xuân Diệu lập tức chảy máu ra, gương mặt cũng sưng phồng lên. Con mẹ nó chứ anh dám đánh tôi, anh có tin tôi sẽ kêu mẹ tôi giết anh hay không, bà ấy chính là chủ của nhà họ Lâm, những người ở cái nơi nhỏ bé này như là Hồng Thành này, bà ấy căn bản không để vào trong mắt Triệu Xuân Diệu điên cường gào thét. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, so với thủ đô thì Hồng Thành đúng là một nơi nhỏ bé, nhưng mà đừng nghĩ rằng người của nơi nhỏ bé thì có thể tùy tiện để cho các người ức hiếp được. Khuôn mặt của vợ tôi xinh đẹp như vậy, vậy mà anh cũng dám ra tay được, anh cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho anh à? Một người phụ nữ mà thôi, có gì mà không thể đánh chứ, ông đây không giết cô ta đã là rất tốt rồi, Triệu Xuân Diệu vẫn hung hăng như cũ. Chát, lại một cái tát nữa, hai bên mặt của Triệu Xuân Diệu đều tê dại. Hôm qua tôi đã đồng ý với vợ của tôi anh đã đánh cô ấy, tôi phải trả lại gấp trăm lần. Hai bà tay này cũng chỉ mới là bắt đầu, còn 98 bà tay nữa, tôi sẽ không đánh thiếu một cái nào. Audio điện tử võ tấn bền chương 266, kết cục bi thảm của Triệu Xuân Diệu 97, 98, Trần Tài Anh đứng ở bên cạnh của Lâm Thanh Diện và đếm những cái tát lên trên mặt của Triệu Xuân Diệu thay cho anh. Lúc này cả khuôn mặt của Triệu Xuân Diệu đã sưng thành cái bánh bao, hai bên khóe miệng đều có máu đang không ngừng chảy xuống, mắt của anh ta cũng đã không mở ra được. Dưới sức lực bàn tay mạnh mẽ của Lâm Thanh Diệt, Triệu Xuân Diệu đã không cảm giác được sự tồn tại của gương mặt mình. 99, 100, chân tài anh đếm đến 100, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diệt. Lúc đầu Lâm Thanh Diện đã dự định dừng lại, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của hứa Bích Hoài lại bị đánh, anh lại nhịn không được mà đánh thêm một bà tay nữa lần này một cái răng bay thẳng ra ngoài từ trong miệng của triệu xuân diệu người cũng trực tiếp ngã trên mặt đất sau khi đánh một cái tắt này trong lòng lâm thanh diện dễ chịu hơn rất nhiều đi lấy một thùng nước đá đến đây lâm thanh diện nói trần tài anh lập tức đi ra ngoài lấy một thùng nước đá đưa cho lâm thanh diện lâm thanh diện trực tiếp đỗ thùng nước đá đó lên trên người của triệu xuân diệu triệu xuân diệu lập tức nhổm dậy từ dưới đất cả người tỉnh táo hơn rất nhiều Bây giờ là lúc cuối thu đầu đông, thời tiết dần dần chuyển lạnh, đi trên đường cũng có thể cảm nhận được gió thu điều hưu, lúc này lại bị dội nước lạnh còn nằm dưới đất, chắc chắn đó là một chuyện khá kích thích. Lâm Thanh Diệt, anh chờ đó cho tôi, chờ mẹ của tôi đến, tôi nhất định sẽ trói anh rồi ném vào trong tủ lạnh, tôi còn muốn tìm người và một nghìn cái vào trong miệng của anh, tôi muốn để cho anh cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, Triệu Xuân Diệu nói chuyện không rõ ràng, bởi vì hai bên má đều đã bị sưng phông lên, lúc anh ta nói chuyện cũng có chút không lưu loát lâm thanh diện nở một nụ cười lạnh với triệu xuân diệu lên tiếng nói nếu như tôi đoán không sai bây giờ chắc là lạc hân vẫn còn chưa biết anh rơi vào trong tay của tôi hoặc là nói bà ta thậm chí không biết tôi còn sống triệu xuân diệu sững sờ không biết tại sao lâm thanh diện lại nói như vậy vậy thì như thế nào sớm muộn gì mẹ tôi cũng sẽ biết chuyện này anh cho rằng tổ chức tình báo của nhà họ lâm đều dùng để trang trí hết hả triệu xuân diệu không sợ chút nào mà nói ha ha lần này những người của nhà họ lâm đến hồng thành cùng với anh bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình anh nếu như bây giờ tôi nói một chút với bên thương hội thiên nguyên để bọn họ giữ im lặng anh cảm thấy trong thời gian sớm nhất là bao lâu thì nhà họ lâm mới biết được anh đã bị tôi bắt lâm thanh diện nói vậy thì sao chứ mẹ của tôi sẽ liên lạc với tôi nếu như không liên lạc được cho tôi thì chắc chắn là bà ấy sẽ biết xảy ra chuyện gì triệu xuân diệu mở miệng nói lâm thanh diện quay đầu nhìn trần tài anh một chút nói anh vẫn còn giữ điện thoại di động của anh ta chứ trần tài anh nhẹ nhàng gật đầu kể từ ngày hôm nay trở đi đặc biệt tìm người quan sát điện thoại của anh ta chỉ cần các cuộc điện thoại của lạc hân gọi đến thì không nhận toàn bộ trả lời bằng tin nhắn nói là anh ta đang chơi đùa với phụ nữ không rảnh nghe điện thoại lấy tính cách của cái thằng ngu này làm như vậy cũng sẽ không có chỗ nào kỳ quái chờ đến lúc lạc hân bắt đầu nghi ngờ chỉ sợ cũng là chuyện của mấy tháng sau đó, Lâm Thanh Diện nói. Trần Tài Anh gật đầu, lên tiếng nói, thật ra thì tôi cũng có thể tìm được một người chuyên nghiệp mô phỏng lại giọng nói của cậu ta, để một lát nữa tôi tìm người làm cho. Lâm Thanh Diện gập đầu, cảm thấy cách này đáng tin cậy. Triệu Xuân Diệu nghe cuộc nói chuyện của hai người, lập tức hoảng hốt nói, anh, các anh muốn làm gì? Chỉ cần Lạc Hân cảm thấy anh ở Hồng Thành không xảy ra chuyện gì thì sẽ không phái người đến tìm anh như thế này thì tôi có thể luôn nhốt anh ở đây, mỗi ngày tạt một chậu nước đá lên trên người của anh, lại tìm người đến để tán anh một trăm cái bà tay, thẳng cho đến khi anh chết đi mới thôi. Giọng nói của Lâm Thanh Diện trở nên lạnh như băng. Anh cũng không phải chỉ nói mà thôi, nếu như có thể làm được như vậy, anh quả thật muốn để cho ngày nào Triệu Xuân Diệu cũng chịu một trận đau khổ như thế. Trước trừng phạt này đối với cái tên cầm thú này mà nói, Lâm Thanh Diện cảm thấy cũng không quá đáng triệu xuân diệu lập tức hốt hoảng anh ta không nghĩ đến lâm thanh diện lại có thể nghĩ ra cách đó để đối phó với anh ta nếu như lạc hân thật sự không biết anh ta đã xảy ra chuyện ở đây vậy thì quả thật anh ta không có cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của lâm thanh diện nghĩ đến sau này ngày nào mình cũng bị người khác đánh đập còn bị tạt nước lạnh thân thể của triệu xuân diệu cũng không nhịn được mà run lên lâm thanh diện tôi biết sai rồi anh bỏ qua cho tôi đi sau này tôi sẽ không có suy nghĩ đánh vợ của anh nữa anh thả tôi ra đi tôi sẽ tặng lại vị trí người thừa kế của nhà họ lâm cho anh anh thả tôi ra đi triệu xuân diệu gân như muốn khóc lên lâm thanh diện cười lạnh nhìn anh ta nói bây giờ nhận sai cũng đã chậm rồi khi đó anh không nên tới hồng thành nói xong anh lấy điện thoại di động ra gọi cho trung thiên nguyên ở ngay trước mặt của triệu xuân diệu nói ý định của mình cho trung thiên nguyên nghe một lần sau khi trung thiên nguyên nghe xong biểu thị cực kỳ ủng hộ lâm thanh diện cũng đảm bảo trong khoảng thời gian này sẽ không đi tìm nhà họ Lâm gây phiền phức, sẽ còn hỗ trợ phong tỏa tin tức Triệu Xuân Diệu bị bắt. Lâm Thanh Diện, cái tên khốn nạn này, tên đàn ông phụ bạc. Anh còn dám để cho ba của tôi đánh tôi ngất rồi đem tôi đi, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ tiếp tục tìm anh, anh không thể trốn thoát được đâu. Trung Thiên Nguyên vừa nói xong, bên kia liền truyền đến âm thanh tức giận của Trung Linh Nhi. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe thấy thì nhanh chóng tắt điện thoại ngay. Bây giờ chuyện để cho Lâm Thanh Diện thấy nhức đầu cũng chỉ có hai chuyện, một chuyện chính là lúc hứa bích hoài ghen, chuyện còn lại chính là bị Trung Linh nhi đầu độc phim truyền hình. Mặt mũi triệu xuân diệu tràn đầy tuyệt vọng nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta biết lời nói đó của Lâm Thanh Diện thật sự không phải nói đùa với anh ta. Sau này cứ làm theo lời tôi đã nói, mỗi ngày một xô nước lạnh, một trăm cái tát, mặc kệ anh ta có câu xin như thể nào cũng không ngừng, trừ phi anh ta tắt thở thì thôi, Lâm Thanh Diện nói. Lúc này, Trần Tài anh gật đầu nói, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể làm được. Lâm Thanh Diện ừ một tiếng, sau đó đi ra ngoài cùng với Trần Tài anh, thờ ơ để cho Triệu Xuân Diệu nói mấy lời cầu xin nhưng cũng không phản ứng lại anh ta. Bởi vì Lạc Hân không biết Triệu Xuân Diệu đã rơi vào trong tay của Lâm Thanh Diện, cho nên khoảng thời gian mai này Hồng Thành sẽ bình yên trở lại, ít nhất sẽ không có người từ thủ đô đến để gây phiền toái. Khoảng thời gian này, trước tiên các người cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi nhà họ Lâm không biết Triệu Xuân Diệu đã rơi vào trong tay của chúng ta. Cho nên chắc là gần đây sẽ không đến gây phiên phức đâu. Nhưng mà anh cũng không thể lơ là được, anh cũng đã nhìn thấy lực lượng của nhà họ Lâm, tôi không hy vọng lần sau các người không có năng lực phản kháng gì ở trước mặt của người nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện nhìn Trần Tài Anh, nhẹ giọng lên tiếng. Trần Tài Anh cười cười nói, lần này tôi đã nhận được rất nhiều giáo huấn rồi, tin tưởng tôi đi, nếu như lần sau nhà họ Lâm lại đến đây, tôi tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này xảy ra nữa đâu, bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xa. Mặc dù nhà họ Lâm có lớn, nhưng dù sao Hồng Thành cũng là địa bàn của Trần Tài Anh, lần này chuyện xảy ra đột ngột nên Trần Tài Anh không có đủ thời gian để chuẩn bị, do đó mới bị đánh không kịp trở tay. Lần sau người nhà họ Lâm lại đến đây, Trần Tài Anh có đủ cách để bọn họ không có cách nào ung dung ra khỏi Hồng Thành. À đúng rồi, anh có từng nghe nói tới quan lĩnh không? lâm thanh diện đột nhiên hỏi một câu trong bức thư của lâm trung thiên để lại có một chỉ tiết lộ ra là ông ta đã đến một nơi có tên là quan lĩnh lâm thanh diện đã dò trên bản đồ cũng không phát hiện ra chỗ nào có tên này anh nghĩ đến đây là một nơi khá bí ẩn trần tài anh nghe thấy câu hỏi của lâm thanh diện hơi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói sao cứ có cảm giác là đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó nhưng mà trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được để tôi điều tra giúp cho cậu một chút nếu như có tin tức thì tôi sẽ lập tức báo cho cậu ngay." Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ anh cũng không sốt ruột gì, vì trước khi tìm kiếm tung tích của ba, ít nhất anh phải loại trừ tai họa Lạc Hân này. Trước kia Lâm Thanh Diện không quan tâm đến nhà họ Lâm bị Lạc Hân khống chế, nhưng mà lần này trở về từ thủ đô, Lâm Thanh Diện đã nổi lên suy nghĩ muốn tiêu diệt bà ta. Nhà họ Lâm là cơ nghiệp được xây dựng bởi một tay của Lâm Trung Thiên, tuyệt đối không thể giao trên tay của loại người Lạc Hân và Triệu Xuân Diệu được. Mà Lâm Thanh Diện muốn diệt trừ Lạc Hân, nắm quyền khống chế nhà họ Lâm một lần nữa thì cũng không phải là việc gì khó, mấy năm nay thế lực mà anh tích lũy được cũng không chỉ có tập đoàn Thiên Dương. Đi ra từ mãn thiên tinh, Lâm Thanh Diện đi thẳng một đường đến ngân hàng, dự định rút ra 9 tỷ ngày hôm qua đã nói với Tống Huyền Khanh. Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, ánh mắt của Lâm Thanh Diện liếc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, lúc này anh dừng lại nhìn vào trong ngõ, phát hiện bóng dáng quen thuộc đó lại là Tôn Tuệ Phương. Lúc này Tôn Tuệ Phương đang đứng trước mặt của ba người, một nam một nữ tuổi khá lớn, xem ra là một đôi vợ chồng, người còn lại là một cậu trai khoảng chừng 18-19 tuổi, chắc có lẽ là con trai của hai vợ chồng này. Lúc này ba người bọn họ đang đôn Tôn Tuệ Phương vào trong góc, cậu trai trẻ tuổi đưa tay giật lấy cái thẻ ngân hàng ở trong tay của Tôn Tuệ Phương. Tôn Tuệ Phương nắm chặt tay lại, vẻ mặt tràn đầy suốt ruột. Anh cả, chị dâu, em đã đưa cho hai người 60 triệu rồi, hai người cũng đừng làm khó dễ em nữa. Số tiền còn lại trong cái thẻ này là để cho con gái của em dùng khi lên đại học, anh chị bỏ qua cho em đi Tôn Tuệ Phương cầu khẩn nói. Tôn Tuệ Phương, cô đúng là một kẻ không biết ơn nghĩa mà, lúc trước cô đến nhà của chúng tôi, ăn uống đều là của nhà chúng tôi, bây giờ con trai của tôi muốn cưới vợ, tìm cô lấy chút tiền mà cô cũng không chịu cho. Con gái của cô đi học thì có cái gì quan trọng, đi học ngoại trừ lãng phí tiền ra thì có làm được cái gì đâu, con trai của tôi cưới vợ mới là chuyện lớn. Cô đừng có đứng đây mà không phân rõ nặng nhẹ, mau đưa tấm thẻ này cho tôi đi, diện mạo của người phụ nữ trung niên hung dữ mở miệng nói. Tôn Tuệ Phương, cô cũng không biết tốt xấu, mau đưa thẻ này cho tôi đi. Dù như thế nào đi nữa thì cô cũng là vợ của em trai tôi, cho dù nó chết rồi, con trai tôi cưới vợ thì cô cũng có nghĩa vụ bỏ tiền ra, mau đưa cái thẻ ra đây, người đàn ông trung niên cũng hét lên một tiếng. Con của bọn họ thấy Tôn Tuệ Phương vẫn luôn nắm chặt cái thẻ không chịu buông tay, trong mắt lộ ra một tia tàn độc, sau đó đá một đá vào bụng của Tôn Tuệ Phương, làm cho chị ta bị ngã xuống mặt đất. Mẹ nó chứ, sức lực của con đàn bà thối này vẫn còn rất lớn, nhưng mà cuối cùng cũng lấy được tấm thẻ này rồi, lần này đã có tiền cưới vợ rồi, trên mặt mũi của đứa con trai tràn đầy đắc ý mà nói. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy con trai đã giật được cái thẻ rồi, trên mặt cũng nở nụ cười. Mở miệng nói, mật mã của cá thẻ này chắc là sinh nhật của con gái cô nhỉ, lúc đó cô rút tiền thì tôi đã lén lút nhìn rồi. Tiền ở trong thẻ này thuộc về chúng tôi, coi như là cô trả nợ đi, sau này hai nhà chúng ta cũng không có quan hệ gì với nhau, cô có thiếu tiền thì cũng đừng có đến tìm chúng tôi. Trên mặt của tôn tuệ phương tràn đầy nét tuyệt vọng, muốn nhào tới cướp tấm thẻ lại. Đứa con trai kia lại đá lên trên người của tôn tuệ phương một đá, không hề lưu tình chút nào con trai của mẹ giỏi quá, người phụ nữ trung niên còn khen hắn ta một câu. Sau đó ba người bọn họ liên xoay người muốn ra khỏi con ngõ nhỏ. Lúc này, Lâm Thanh Diện đã đi đến nhanh ở trước mặt của ba người bọn họ, giọng nói lạnh lùng trả thẻ lại cho chị ấy. Tôn Tuệ Phương, cô đúng là một kẻ không biết ơn nghĩa mà, lúc trước cô đến nhà của chúng tôi, ăn uống đều là của nhà chúng tôi, bây giờ con trai của tôi muốn cưới vợ, tìm cô lấy chút tiền mà cô cũng không chịu cho. Con gái của cô đi học thì có cái gì quan trọng, đi học ngoại trừ lãng phí tiền ra thì có làm được cái gì đâu, con trai của tôi cưới vợ mới là chuyện lớn. Cô đừng có đứng đây mà không phân rõ nặng nhẹ, mau đưa tấm thẻ này cho tôi đi, diện mạo của người phụ nữ trung niên hung dữ mở miệng nói. Tôn Tuệ Phương, cô cũng không biết tốt xấu, mau đưa thẻ này cho tôi đi. Dù như thế nào đi nữa thì cô cũng là vợ của em trai tôi, cho dù nó chết rồi, con trai tôi cưới vợ thì cô cũng có nghĩa vụ bỏ tiền ra. Mau đưa cái thẻ ra đây, người đàn ông trung niên cũng hét lên một tiếng. Con của bọn họ thấy Tôn Tuệ Phương vẫn luôn nắm chặt cái thẻ không chịu buông tay, trong mắt lộ ra một tia tàn độc, sau đó đá một đá vào bụng của Tôn Tuệ Phương, làm cho chị ta bị ngã xuống mặt đất. Mẹ nó chứ, sức lực của con đàn bà thối này vẫn còn rất lớn, nhưng mà cuối cùng cũng lấy được tấm thẻ này rồi, lần này đã có tiền cưới vợ rồi, trên mặt mũi của đứa con trai tràn đầy đắc ý mà nói. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy con trai đã giật được cái thẻ rồi, trên mặt cũng nở nụ cười, mở miệng nói, mật mã của cái thẻ này chắc là sinh nhật của con gái cô nhỉ, lúc đó cô rút tiền thì tôi đã lén lút nhìn rồi. Tiền ở trong thẻ này thuộc về chúng tôi, coi như là cô trả nợ đi, sau này hai nhà chúng ta cũng không có quan hệ gì với nhau, cô có thiếu tiền thì cũng đừng có đến tìm chúng tôi. Trên mặt của Tôn Tuệ Phương tràn đầy nét tuyệt vọng, muốn nhào tới cướp tấm thẻ lại đứa con trai kia lại đá lên trên người của Tôn Tuệ Phương một đá, không hề lưu tình chút nào. Con trai của mẹ giỏi quá, người phụ nữ trung niên còn khen hắn ta một câu. Sau đó ba người bọn họ liên xoay người muốn ra khỏi con ngõ nhỏ. Lúc này, Lâm Thanh Diện đã đi đến nhanh ở trước mặt của ba người bọn họ, giọng nói lạnh lùng, trả thẻ lại cho chị ấy, mươi 267 cả gia đình đều vô sỉ. Ba người bọn họ đều nhìn chăm chằm vào Lâm Thanh Diện, trên mặt của đứa con trai tràn đầy khinh thường, mở miệng nói: "Anh là ai? Đừng có đứng đây xen vào việc của người khác, cút nhanh lên đi." Người đàn ông và người phụ nữ trung niên cũng đều khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện, hiển nhiên không đặt Lâm Thanh Diện vào trong mắt. Lâm Thanh Diện đứng ở đầu ngõ cũng không hề động đậy, bây giờ Tôn Tuệ Phương tốt xấu gì cũng được coi là một phần tử trong gia đình của anh, thấy chị ta bị khi dễ, đương nhiên là Lâm Thanh Diện không thể ngồi xem không để ý tới đứa con trai thấy lâm thanh diện không động đậy liền đi về phía trước dùng vai của mình hung hăng đụng mạnh vào người của lâm thanh diện mẹ nó cũng dám đứng đây phách lối với ông đây anh cho rằng ông đây bị dọa à nói cho anh biết ở trong thôn ông đây cũng là người có băng nhóm những người ở xung quanh thôn ai gặp tôi cũng gọi một tiếng lão đại cút nhanh lên đi đừng có vướng víu ở đây đứa con trai la lên một tiếng trong giây phút mà vai của hắn ta đâm vào trên người của lâm thanh diện giống như là đâm vào tường đồng ra sắt, một sức lực rất mạnh làm cho hắn ta bật ngược trở về, trực tiếp làm hắn ta bắn ra xa một mét, sau đó liền ngã xuống đất. Người đàn ông và phụ nữ trung niên nhìn thấy như thế, nhanh chóng đi đến đỡ con trai của bọn họ dậy, sau đó hung ác nhìn Lâm Thanh diện, hận không thể đi lên xử lý anh. Cậu làm gì mà đẩy ngã con trai của tôi, nếu như nó có bị làm sao, cậu bồi thường có nổi không hả? Người phụ nữ trung niên mở miệng la. Con mẹ nó chứ, cũng dám đụng vào ông đây anh thật sự cho rằng ông đang ăn chay hả chờ một lúc nữa tôi sẽ để cho anh nếm thử thiết xa trường mà tôi đã khổ luyện nhiều ngày đứa con trai cắn răng nghiến lợi nói một câu tiếp theo liền muốn bỏ dậy từ dưới đất rồi lại bổ nhào về phía người của lâm thanh diện một lần nữa lâm thanh diện cảm thấy thật buồn cười cảm giác là đứa con trai này bị bệnh rồi tôn tuệ phương nhìn thấy lâm thanh diện xuất hiện ở đầu ngõ trên mặt vẫn rất kinh ngạc nhìn thấy đứa con trai kia vẫn còn đang tiếp tục ra tay với Lâm Thanh Diệt, chị ta nhanh chóng chạy tới ngăn ở giữa bọn họ. Lâm Thanh Diệt, cậu không cần phải để ý đến tôi đâu, tôi có thể xử lý tốt mà. Cậu đi nhanh đi, đừng để bọn họ làm cậu bị thương, Tôn Tuệ Phương tràn đầy lo lắng nói. Lâm Thanh Diệt cười mở miệng nói, chỉ dựa vào nít danh như cậu ta mà muốn làm tôi bị thương. Vẫn có chút khó khăn đó, lúc nãy tôi nhìn thấy bọn họ đã lấy thẻ ngân hàng của chị, chuyện này đã là phạm tội rồi, đã nhìn thấy thì sao có thể mặc kệ được. Mẹ kiếp, anh nói ai là con nít danh hả? Ông đây chính là lão đại của bang Thanh Long, dưới tay của tôi có mười mấy tên đàn em, anh xem thường ai đó hả? Nói cho anh biết, hôm nay anh đã chọc tới tôi rồi, nếu như anh muốn đi thì bây giờ cũng không đi được nữa đâu, đứa con trai mở miệng nói một câu. Người đàn ông và người phụ nữ trung niên cũng đứng ở một bên phụ họa. Trên mặt của tôn tuệ phương tràn đầy khó xử, nhìn về phía lâm thanh diệt, lên tiếng nói, "Lâm Thanh Diệt, bọn họ là người thân của tôi, chuyện này cũng không phải là chuyện lớn gì, nếu không thì cứ coi như thôi đi, tôi đưa thẻ ngân hàng đó cho bọn họ, tôi từ bỏ." "Chị đừng sợ, hôm nay việc này tôi sẽ làm chủ thay cho chị, đồ vật không phải là của bọn họ, bọn họ không có tư cách lấy đi." Lâm Thanh Diệt nói. Đứa con trai hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn nhau với người đàn ông trung niên, hai người bọn họ cùng lôi Tôn Tuệ Phương đến bên cạnh sau đó liền muốn đẻ Lâm Thanh Diện loại. Lâm Thanh Diện giơ tay lên đánh về phía ngực của đứa con trai và người đàn ông trung niên, mặt mũi của hai người tràn đầy đau khổ, tay vừa che lồng ngực của mình vừa lùi về phía sau, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện đã nhiều thêm một tia kiên kỳ. Còn muốn ra tay nữa không? Lâm Thanh Diện nhìn ba người bọn họ, ánh mắt bình tĩnh. Đứa con trai và người đàn ông trung niên đã nếm được sự lợi hại của Lâm Thanh Diện, trong lúc nhất thời cũng không dám lên tiếng nữa người phụ nữ trung niên vẫn trợn mắt nhìn lâm thanh diện như cũ nhưng mà thấy chồng và con trai của bà ta đều không phải là đối thủ của lâm thanh Diệt, cũng không dám đi đến gần lâm thanh diện lâm thanh diện quay đầu nhìn về phía tôn tuệ phương mở miệng hỏi chị tôn chị nói cho tôi biết xem đây là chuyện gì vậy tôn tuệ phương bất đắc dĩ thở dài kể những chuyện mà mình đã gặp phải cho lâm thanh diện nghe hai người nam nữ trung niên này là anh cả và chị dâu của tôn tuệ phương người đàn ông tên là đỗ tông sơn người phụ nữ tên là lưu thúy hoa con của bọn họ tên là đỗ tiểu lý người một nhà của bọn họ sống trong thôn ở ven hồng thành tôn tuệ phương là vợ của em trai đỗ tông sơn gả vào nhà họ đỗ từ rất sớm khi đó chồng của chị ta vẫn là người yếu ớt nhiều bệnh không thể làm được gì tất cả những chuyện ở trong nhà đều do tôn tuệ phương làm mấy năm trước sức khỏe của chồng chị ta càng ngày càng kém cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa mà qua đời lưu thúy hoa cảm thấy tôn tuệ phương là phụ nữ còn mang theo một đứa con gái, không có bản lĩnh gì, đến lúc đó không chừng sẽ ăn bám ở nhà của bọn họ, cho nên tìm lý do đuổi hai mẹ con bọn họ ra. Tôn Tuệ Phương cũng không nói lời oán giận, biết lo lắng của Lưu Thúy Hoa, một mình mang theo con gái ở bên ngoài găng sức làm lụng. Nhưng mà Tôn Tuệ Phương không muốn liên lụy đến nhà của Lưu Thúy Hoa, nhưng mà Lưu Thúy Hoa vẫn muốn nghĩ cách để lấy tiền của Tôn Tuệ Phương tới. Đúng lúc Đỗ Tiểu Lý đã đến tuổi kết hôn, cưới con dâu thì cần phải có tiền. Lưu Thúy Hoa liên đánh chủ ý này lên trên người của Tôn Tuệ Phương. Bọn họ ở trong thôn nghe người khác nói, mặc dù là mấy năm nay Tôn Tuệ Phương không kiếm ra được bao nhiêu tiền, nhưng mà không lo ăn không lo mặc, chắc chắn là tiết kiệm được không ít tiền. Mấy ngày trước hai người Lưu Thúy Hoa, Đỗ Tông Sơn liên dẫn theo Đỗ Tiểu Lý đến Hồng Thành để tìm Tôn Tuệ Phương đòi tiền của chị ta, còn kêu Tôn Tuệ Phương đặt khách sạn cho bọn họ, được hầu hạ ăn uống sung sướng. Tính tình Tôn Tuệ Phương hiên lành, không có cách nào trực tiếp từ chối người một nhà Đỗ Tông Sơn Cho nên đồng ý cho bọn họ 60 triệu Ngày hôm nay mấy người bọn họ cùng nhau đi lấy tiền Kết quả lúc đi đến đây Ba người của Lưu Thúy Hoa đột nhiên kéo chị ta vào trong con ngõ nhỏ Nhất định phải cướp lấy thẻ ngân hàng của chị ta Lâm Thanh Diện nghe Tôn Tuệ Phương nói xong Cảm thấy tức giận Nhìn về phía ba người Lưu Thúy Hoa Lên tiếng nói Lúc trước các người đã ngại chị Tôn sẽ bám víu lấy các người Nên đuổi hai mẹ con của chị ấy ra ngoài bây giờ lại chạy đến đây đòi tiên của chị ấy, các người không cảm thấy chuyện này rất quá đáng hả? Cái này thì có gì mà quá đáng chứ, mấy năm mà cô ta đến nhà của chúng tôi, ăn uống đều là nhà của chúng tôi, ngay cả cái tên chồng ốm yếu bệnh tật của cô ta nữa, không có nhà của chúng tôi giúp đỡ, chỉ sợ là đã chết sớm hơn nhiều năm rồi. Bây giờ chúng tôi đòi hỏi chút tiên của cô ta thì sao chứ, trong tay của cô ta có tiên, không nên cho chúng tôi hả à? Lưu Thúy Hoa một mặt không quan trọng nói. Trên mặt của Tôn Tuệ Phương tràn đầy tức giận, mở miệng nói, hai người chịu giúp đỡ cho chúng tôi còn không phải là bởi vì nhà của chúng tôi hả? Chồng của tôi mất không bao lâu, hai người lập tức chiếm nhà của tôi, chỉ riêng một mảnh đất kia cũng có thể đền lại được gấp mấy trăm lần với phần tiền mà các người đã giúp chúng tôi. Lưu Thúy Hoa chừng Tôn Tuệ Phương một chút, nói cô đừng có không biết tốt xấu ở đây, mảnh đất kia võn là của chúng tôi, không có liên quan gì đến cô. Chị ấy đã cho các người 60 triệu, số tiền còn lại trong cái thẻ này chính là tiền của chị tôn cho con gái đi học vậy mà các người cũng muốn cướp lấy số tiền này các người có còn chút lương tâm hay không hả lâm thanh diện tiếp tục chất vấn đừng có nói đùa một con nhóc muốn học tới trình độ cao như vậy thì làm được cái gì còn không phải giặt quần áo nấu cơm sinh con cho người ta hả tiền này để cho con gái của cô ta đi học còn không bằng để cho con trai của tôi cưới vợ như thế này thì con trai của tôi mới có thể cưới được một cô vợ tốt còn tốt hơn nhiều so với việc lãng phí cho con nhóc kia, Lưu Thúy Hoa nói. Trong lòng của Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy tức giận, Lưu Thúy Hoa này quả thật vô sỉ đến cực điểm, hơn nữa bà ta còn cảm thấy bà ta làm như vậy là đúng, đây là chỗ làm cho người khác cảm thấy buôn nôn nhất. Tôi cố gắng để cho con gái của tôi đi học chính là vì để cho nó thoát khỏi những con người như các người, mỗi một đồng tiền cho con bé xài tôi đều cảm thấy giá trị, các người dựa vào cái gì mà nói con bé đi học chính là lãng phí. Tôn Tuệ Phương mở miệng nói. Xía, còn thoát khỏi nhà chúng tôi. Nói cho cô biết, đưa số tiền này cho chúng tôi thì cô Liên có thể thoát khỏi chúng tôi rồi. Nếu như hôm nay cô không cho chúng tôi đi, cả đời này chúng tôi đều sẽ để cho cô không thể thoát khỏi được. Lưu Thúy Hoa cười nhạo nói. Lâm Thanh Diện nhìn Tôn Tuệ Phương một chút, lên tiếng nói chị Tôn, tôi có thể lấy số tiền này về giúp cho chị. Hơn nữa còn có thể làm cho sau này bọn họ không dám đến tìm chị để gây phiên phức, chỉ cần chị lên tiếng tôi đảm bảo sẽ để cho bọn họ hối hận tôn tuệ phương lắc đầu nói tôi từ bỏ số tiền đó mặc dù là tôi tiết kiệm số tiền này không dễ dàng nhưng mà tôi càng muốn hủy sạch quan hệ với bọn họ nhiều hơn chị ta đã nói chỉ cần cho chị tao số tiền này thì sau này bọn họ sẽ không dây dưa với hai mẹ con của chúng tôi nữa vậy thì tôi tình nguyện từ bỏ số tiền này cô nghĩ như vậy là được rồi cô không có tiền đương nhiên là chúng tôi sẽ không dây dưa với cô nữa lưu thúy hoa cười lạnh nói lâm thanh diện thở dài đây là việc nhà của tôn tuệ phương anh cũng không có quyền ép buộc bọn người lưu thúy hoa trả tiền lại đã tôn tuệ phương không muốn số tiền đó nữa vậy thì anh cũng không cần nói cái gì tiếp có điều tôn tuệ phương làm việc ở trong nhà của lâm thanh diện đương nhiên là lâm thanh diện sẽ không để cho con gái của chị ta không đi học được lâm thanh diện chúng ta đi thôi tôn tuệ phương nói Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía ba người Lưu Thúy Hoa một chút, giọng nói lạnh lùng, nhớ kỹ lời mà các người đã nói, cầm lấy số tiền này rồi thì đừng đến dây dưa với chị ấy nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với các người. Ba người Lưu Thúy Hoa đều một mặt khinh thường, trong suy nghĩ của bọn họ, tất cả tiền của Tôn Tuệ Phương đều rơi vào trong tay của bọn họ, đương nhiên là bọn họ không cần phải đi dây dưa với Tôn Tuệ Phương nữa. Chúng ta đến ngân hàng rút tiền đi, Tôi đoán là trong thẻ của cô ta còn 90 triệu, 150 triệu đó chắc chắn có thể lấy được một đứa con dâu tốt, mặt mũi Lưu Thúy Hoa tràn đầy vui vẻ nói. Sau khi đi ra từ con hẻm nhỏ, Lâm Thanh Diện an ủi Tôn Tuệ Phương vài câu. Nhớ đến ngày hôm nay anh muốn đi đến ngân hàng để lấy 9 tỷ tiền mặt, một mình thì cầm không nổi, cho nên kêu Tôn Tuệ Phương đi cùng để hỗ trợ. Đến lúc đó anh rút nhiều tiền thêm một chút cho Tôn Tuệ Phương, để chị ta không lâm vào hên cảnh không có tiền cho con gái đi học sau khi hai người đi đến ngân hàng, lâm thanh diện cũng không tìm người quản lý, dự định trực tiếp lấy ở quầy. anh cầm sổ chờ ở đại sảnh. tôn tuệ phương nhìn lâm thanh diện một chút, lên tiếng nói: lâm thanh diện, cậu muốn rút tiền hả? việc này còn cần tôi đến để làm gì? nếu không thì để tôi đi về trước quét dọn vệ sinh. không cần phải vội, tiền tôi lấy hơi nhiều, chỉ giúp tôi một chút. lâm thanh diện nở nụ cười. tôn tuệ phương hiểu hơi nhiều một chút cũng chính là ba trăm. 600 trăm triệu, dưới cái nhìn của chị ta thì sau trăm triệu cũng không tính là nặng lắm. Lâm Thanh Diện kêu chị ta đến giúp đỡ, thật ta cũng không cần thiết. Không qua bao lây, một nhà lưu thúy hoa cũng đi vào ngân hàng, bọn họ nhìn thấy hai người Lâm Thanh Diện và Tôn Tuệ Phương cũng ở đây, đến lộ nụ cười lạnh. Thằng nhóc này sẽ không phải là muốn đến để lấy tiền cho Tôn Tuệ Phương đó chứ. Làm tôi tức cười muốn chết đi được, bản thân của cậu ta ăn bận không ra làm sao, nhìn cũng không giống như là người có tiền, mà lại còn muốn giúp người khác, Lưu Thúy Hoa khinh bỉ nói. Đỗ Tiểu Lý nhìn Lâm Thanh Diện một chút, đưa tay ra chỉ chỉ vào máy rút tiền tự động ở bên kia, lên tiếng nói, anh muốn rút năm 600 ngàn thì đến cái máy rút tiền tự động ở bên kia là được rồi, đừng xếp hàng ở phía trước của chúng tôi, làm lãng phí thời gian. Số tiền mà chúng tôi lấy mới là lớn, phía ngân hàng chắc chắn sẽ ưu tiên phục vụ cho chúng tôi trước. Lâm Thanh Diện không phản ứng lại bọn họ, lúc này bộ đàm đã gọi số của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đứng dậy bước tới. Đỗ Tiểu Lý thấy thế thì bước nhanh chạy tới, nhào đến trước mặt của Lâm Thanh Diện rồi ngồi ở trước quầy. Chương 268, 10 tỷ 500 triệu tiền mặt. Rút hết số tiền trong thẻ này ra cho tôi, Đỗ Tiểu Lý đưa tấm thẻ ngân hàng của Tôn Tuệ Phương tới. Lúc nãy chuyên viên quầy nhìn thấy Đỗ Tiểu Lý trên ngang, nếu như là bình thường, cô ta cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Dù sao thì xử lý trước cho ai đối với cô ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Tuy nhiên con số vừa được gọi lúc nãy đã đánh dấu rõ ràng có mức độ ưu tiên cao cấp, bình thường chỉ có những khách hàng cao cấp của ngân hàng mới có thể lấy số này, cho nên mới được ghi rõ ràng như vậy. Khách hàng như vậy đối với ngân hàng mà nói là cực kỳ quan trọng, nếu như bởi vì sự thờ ơ của cô ta mà để cho ngân hàng này tổn thất một người khách, vậy thì e rằng cô ta cũng không giữ được công việc của mình cho nên cô ta nhìn đô tiểu lý một chút, lên tiếng nói, anh ra phía sau xếp hàng đi, bây giờ đã đến lượt của anh này rồi, ngân hàng chúng tôi không cho phép chen ngang đâu. Đỗ tiểu lý nhìn chuyên viên kia một chút, lên tiếng nói, trong thẻ của tôi có mấy trăm triệu, anh ta không có tiền bằng tôi đâu, cô cứ giúp trước cho tôi đi. Chuyên viên quầy nhíu mày lên tiếng nói, cho dù quý khách này chỉ lấy 10.000 thì tôi cũng phải lấy trước giúp cho anh ấy, nếu như anh không ra phía sau xếp hàng thì tôi sẽ gọi bảo vệ đỗ tiểu lý nghe thấy chuyên viên nói như vậy đành phải hùng hùng hổ hổ đứng dậy còn quay đầu lại chừng mắt nhìn lâm thanh diện mắng mỏ người dân trong thành phố này nghèo mà còn nói chuyện quy tắc còn nhất định phải xếp hàng đúng là không biết phân rõ nặng nhẹ quần áo ở trên người của anh ta còn không tốt bằng của tôi có thể lấy được mấy đồng tiền chẳng lẽ là cô sợ tôi rút hết tiền ra à thôi được rồi con trai à cậu ta trước thì cứ để cậu ta trước đi đúng lúc chúng ta cũng nhìn xem xem cậu ta có thể rút được bao nhiêu tiền Tiện thể cười vào mặt cậu ta luôn, Lưu Thúy Hoa mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười ngồi ở phía trước quay, chuyên viên đó lập tức lộ ra một nụ cười vô cùng cung kính với Lâm Thanh Diện, lên tiếng nói: "Sao xin chào quý khách, rất vui vì được phục vụ cho quý khách." Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn Đỗ Tiểu Lý một chút, lời nói lúc nãy của hắn ta đã nhắc nhở Lâm Thanh Diện. Một nhà ba người này ghê tởm như thế, nếu như bây giờ mình rút hết tất cả tiền mà của ngân hàng này đi, Đoán chừng là có thể làm cho bọn họ khó chịu thêm mấy ngày nữa nhỉ? Hiện tại ngân hàng của các cô có số tiền mặt tổng cộng là bao nhiêu? Lâm Thanh Diện hỏi. Chắc có lẽ là 10 tỷ 500 triệu, chuyên viên trả lời. Đỗ Tiểu Lý nghe thấy Lâm Thanh Diện hỏi như thế này, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười lạnh, mở miệng nói sẽ không phải là anh muốn rút hết số tiền mặt này đó chứ? Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng thấy ai nói phép như vậy đâu hai người Lưu Thúy Hoa và Đỗ Tông Sơn đều trào phúng nhìn chăm chằm vào Lâm Thanh Diệt, hiến nhiên cảm thấy Lâm Thanh Diện hỏi người ta còn lại bao nhiêu tiền thì hơi ngu ngốc, dù sao ai cũng không có khả năng lập tức rút hơn 9 tỷ. Ngân hàng sẽ nghĩ đến việc phân phối đồng đều và sẽ không cho phép một người rút quá nhiều tiền mặt như vậy. Lấy một số tiền mặt lớn như thế này thì cũng phải hẹn trước với ngân hàng, trực tiếp đến ngân hàng lấy thì không thể nào lấy được nhiều như vậy. Không sai, đúng là tôi muốn lấy nhiều tiền như vậy, Lâm Thanh Diện cười nhìn Đỗ Tiểu Lý một chút, quay đầu nói với chuyên viên, lấy hết 10 tỷ 500 triệu này ra cho tôi đi. Lưu Thúy Hoa cười ha ha mở miệng nói, đầu óc của cậu quả là không dùng được rồi nha, ngay cả tôi cũng biết ngân hàng rút tiền thì phải có giới hạn, một ngày cũng chỉ có thể rút được 5-600 triệu. Trước tiên không nói đến việc cậu có nhiều tiền như vậy hay không, cho dù là cậu có, ngân hàng người ta cũng không thể nào rút cho cậu được. Đừng có nói bậy, loại người nghèo kiết xác như cậu ta, 1 triệu 050 nghìn đồng còn có thể, cái gì mà 10 tỷ 500 triệu, bà coi cậu ta như là tỷ phú à, Đỗ Tông Sơn khinh bị nói. Nhìn xem đi, ngân hàng này cũng cảm thấy chắc chắn là đầu óc cậu ta có bệnh, nếu như muốn rút 10 tỷ 500 triệu, vậy sao anh không mua luôn cái ngân hàng này lại đi, Đỗ Tiểu Lý cười lạnh nói. Chuyên viên nhìn Lâm Thanh Diện một chút, trên mặt cũng hơi do dự, dù sao thì trong ngân hàng quả thật có quy định này, không thể nào lấy hết số tiền mặt trong ngân hàng cho một người được, Thưa quý khách, nếu như quý khách muốn lấy một lần nhiêu tiên như vậy, cần phải. Lâm Thanh Diện trực tiếp đưa tấm thẻ đó tới. Sau khi người của ngân hàng nhìn thấy tấm thẻ đó của Lâm Thanh Diện liên thay đổi sắc mặt, sau đó nhanh chóng nhận lấy, mở miệng nói, quý khách, để tôi làm giúp cho quý khách, quý khách chờ một lát nha. Ngân hàng này chính là ngân hàng mà trước đó Lâm Thanh Diện vẫn luôn đến đây, quản lý của ngân hàng vì muốn để cho Lâm Thanh Diện có thể tùy thời nhận được đãi ngộ ưu tiên nhất, cho nên đã nói với tất cả mọi người về hình dáng của tấm thẻ đen này, nói với bọn họ một khi nhìn thấy tấm thẻ đen này thì nhất định phải phục vụ người có tấm thẻ này với tiêu chuẩn tối cao nhất. Đối với người khác mà nói, mỗi ngày lấy tiền mặt thì có giới hạn, nhưng mà đối với tấm thẻ đen này của Lâm Thanh Diện mà nói, quy định này chỉ là thùng rỗng kêu to. Người một nhà của Đỗ Tiểu Lý nhìn thấy thậm chí là chuyên viên không thèm nhìn trong tấm thẻ này của Lâm Thanh Diện có bao nhiêu tiền liền trực tiếp đồng ý giúp cho Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng tràn đầy bất ngờ cô cũng không kiểm tra tấm thẻ này của anh ta, trong tấm thẻ này của anh ta có nhiều tiền như vậy hay không cũng chưa chắc đâu nha, sao cô lại đồng ý lấy cho anh ta chứ, đỗ tiểu lý hỏi một câu. Dựa vào thân phận của quý khách này, căn bản không cần phải nhìn, cho dù quý khách này không cầm thẻ ngân hàng đến đây, trực tiếp muốn lấy 10 tỷ 500 triệu của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ đưa cho quý khách ấy, chuyên viên nói. Lâm Thanh Diện đã dùng tấm thẻ đen này để gửi 3.000 tỷ vào trong ngân hàng này, ngay cả khi anh không cần mang thẻ đến đây, chỉ cần trực tiếp xuất trình danh tính thì ngân hàng cũng sẽ đưa tiền cho Lâm Thanh Diện. Người một nhà Đỗ Tiểu Lý thấy như thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy, có mặt mũi lớn ở ngân hàng như thế, cho dù đồ ngu cũng biết được anh chắc chắn không phải là người bình thường. Trên mặt của Lưu Thúy Hoa tràn đầy oán khí nhìn Tôn Tuệ Phương một chút, trong lòng sinh ra cảm giác ghen ghét nồng đậm. Tôi nói chứ con đàn bà này sao có thể bỏ được cái thẻ ngân hàng này cho chúng ta, hóa ra là đã đeo bám được người có tiền như thế, tức chết tôi rồi. Không được, chúng ta không thể bị mấy chục triệu này đuổi đi được, cô ta còn phải tiếp tục cho chúng ta tiền, Lưu Thúy Hoa nói. Mẹ, đầu tiên chờ một chút, nhìn xem cái tên này có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy hay không đã, Đỗ Tiểu Lý nói. Chuyên viên của ngân hàng bắt đầu chuẩn bị tiền mặt giúp Lâm Thanh Diệt, vì để đảm bảo thời gian Thuận tiện gọi những người không có việc gì làm ở mấy cửa khác đến để làm cùng. Chuyên viên chuẩn bị cho Lâm Thanh Diện ba cái ba lô cực kỳ lớn, giống như là ba lô leo núi, không gian ở bên trong rất to. 10 tỷ 300 triệu tiền mặt chất đầy ba cái ba lô lớn, làm cho người một nhà của Đỗ Tiểu Lý đều nhìn đến trợn mắt. Những người khách đến ngân hàng để xử lý nghiệp vụ cũng đều bị ba cái ba lô tiền lớn này làm cho chấn động, đều ném ánh mắt hâm mộ về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không lo lắng những người này biết trong ba lô chứa nhiều tiền như vậy, dù sao dựa vào thực lực của anh, nếu như ai dám cướp tiền của anh, vậy thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có một cái. Quý khách, ở bên đây vẫn còn thừa lại 500 triệu tiền mặt, thật sự không thể nhét vào được nữa, quý khách xem xem có cần tôi lấy một cái túi khác cho quý khách hay không. Chuyên viên lên tiếng hỏi, không cần đâu, cô cứ làm một cái thẻ ngân hàng cho chị ấy là được rồi, chuyến hết số tiền này vào trong cái thẻ kia lại được, Lâm Thanh Diện đưa tay chỉ Tôn Tuệ Phương, sau đó đứng dậy kêu Tôn Tuệ Phương ngồi xuống để làm thẻ ngân hàng. Lúc này Tôn Tuệ Phương cũng đang trong trạng thái bất ngờ, bây giờ nghe thấy Lâm Thanh Diện lại nói là muốn làm cho chị ta một cái thẻ ngân hàng, rồi lại bỏ 500 triệu vào bên trong, chị ta lập tức mở to hai mắt nhìn. "Chị Tôn, chị ngồi xuống làm thẻ đi, chắc là chỉ có mang theo chứng minh nhân dân chứ?" Lâm Thanh Diện nói. "Lâm Thanh Diện, cậu đừng như vậy mà" Số tiền này tôi không thể lấy được đâu. Số tiền còn lại cứ bỏ vào trong thẻ của cậu đi, cậu làm một cái thẻ cho tôi để làm gì?" Tôn Tuệ Phương nhanh chóng từ chối. "Con gái của chị đi học cũng cần dùng tiền mà, bây giờ tiền của chị đã bị mấy người vô sỉ này cướp đi rồi, chắc chắn là bây giờ chị rất cần tiền, coi như là tôi tài trợ số tiền này cho con gái của chị đi học đi." Lâm Thanh diện nói. "Không được, không được, số tiền này thật sự nhiều lắm, bây giờ tôi làm việc ở trong nhà của cậu." Tiền lương mỗi tháng cũng không ít, tôi không thể nhận số tiền này của cậu được." Tôn Tuệ Phương nói. Lâm Thanh Diện trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, "Vậy như thế này đi, số tiền này cứ coi như là tiền lương tôi đưa sớm cho chị, chị cần dùng trước, đến lúc đó tôi cũng sẽ không phát tiền lương cho chị nữa, chị xem như thế này có được không?" Trong lòng của Tôn Tuệ Phương tràn đầy cảm kích, biết Lâm Thanh Diện đây là vì lấy lại mặt mũi cho chị ta. Thời buổi này không có được mấy người đưa tiền lương trước mà còn chưa làm gì huống hồ gì lần này Lâm Thanh Diện lại đưa mình 500 triệu, cái này đối với Tôn Tuệ Phương mà nói đã là một khoản tiền khổng lồ. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì, có người cho cô nhiều tiền như vậy mà cô còn không muốn, bộ cô bị ngu hả? Mặt mũi Lưu Thúy Hoa tràn đầy ghen ti nhìn Tôn Tuệ Phương. Bà ta muốn chờ một lúc nữa Tôn Tuệ Phương làm thẻ rồi lại giật tấm thẻ kia của chị ta, vậy thì 500 triệu này sẽ trở thành tiền của bà ta. Tôn Tuệ Phương không phản ứng lại Lưu Thúy Hoa, chỉ ta biết là Lâm Thanh Diện đã nói như vậy thì sẽ không thu hồi những lời nói này lại, cho nên nhẹ nhàng gật đầu nói, Lâm Thanh Diện, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ đại ơn đại đức của cậu, chỉ cần cậu không đuổi tôi, sau này tôi vẫn sẽ luôn làm việc cho cậu thật tốt. Lãm Thanh Diện cười cười, kêu Tôn Tuệ Phương ngồi xuống để làm thẻ. Một nhà ba người của Lưu Thúy Hoa đều nhìn chằm chằm vào Tôn Tuệ Phương, ba người bọn họ đều đi đến, chờ lát nữa nhìn Tôn Tuệ Phương cài mật khẩu là gì lâm thanh diện quay đầu lại nhìn ba người bọn họ một chút giọng nói lạnh lùng cách xa nơi này một chút đi nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với các người lưu thúy hoa trừng mắt nhìn lâm thanh diện cao giọng nói cậu kêu chúng tôi tránh xa một chút thì chúng tôi liền tránh xa một chút à tôn tuệ phương này chính là em dâu của chúng tôi đó dựa vào cái gì mà chúng tôi không thể đứng ở chỗ này đúng vậy đó chúng tôi là người một nhà anh là người ngoài dựa vào cái gì mà quản chuyện người nhà của chúng tôi người nên tránh xa mới là anh đó. Đỗ Tiểu Lý tức giận nói. Lúc chị tôn đưa thẻ ngân hàng cho các người đã nói rõ, sau này không có bất kỳ quan hệ gì với các người nữa. Các người lấy mặt mũi từ đâu mà nói là người một nhà với chị ấy? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Cậu quản được hả? Bây giờ cô ta có tiền, chúng tôi đương nhiên là người một nhà với cô ta. Đợi đến lúc mà cô ta không có tiền nữa, chúng tôi cũng sẽ không xem cô ta là người một nhà. Lưu Thúy Hoa chẳng biết xấu hổ mà nói. Nói như vậy, các người còn muốn đánh chú ý lên số tiền này của chị ấy à? Lâm Thanh Diện hỏi. Không sai, sao vậy, chẳng lẽ là cậu không muốn cho cô ta tiên nữa? Cậu nói lời phải giữ lấy lời, lúc nãy chúng tôi cũng đã nghe được cậu muốn cho cô ta tiền, nếu như ngày hôm nay cậu không cho, chúng tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, Lưu Thúy Hoa chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười, đưa tay lấy ra 30 triệu từ trong cái ba lô ở bên cạnh, Hỏi Lưu Thúy Hoa, bà có dám lấy 30 triệu này không? Lưu Thúy Hoa nhìn thấy 30 triệu đó, không nói hai lời liền giật lấy, mở miệng nói cái này có cái gì mà không dám lấy, cậu cũng ngu ngốc quá đi thôi, vậy mà lại chủ động đưa tiền cho tôi. Tôi chưa nói là muốn cho bà, Lâm Thanh Diện nở nụ cười rồi quay đầu nhìn về phía chuyên viên, ném cho cô ta một ánh mắt. Chuyên viên đó lập tức hiểu được ý của Lâm Thanh Diện, lúc này nhấn nút báo động ở bên cạnh bàn. Trong lúc nhất thời trong toàn bộ đại sảnh đều vang lên âm thanh cảnh báo, người một nhà của Lưu Thúy Hoa vẫn còn chưa hiểu đây là có chuyện gì. Tưởng rằng là có người đến đây để cướp tiền, vẫn còn đang chờ xem náo nhiệt. Trong vòng một phút sau, một nhóm cảnh vệ mặc đồng phục cầm trong tay gậy sắt đi đến, chuyên viên nhìn thấy bọn họ thì lập tức đưa tay chỉ Lưu Thúy Hoa, lên tiếng nói chính là bà ta đã giật lấy tiền của quý khách này. Những người kia lập tức xông lại, nhanh chóng đè Lưu Thúy Hoa dưới mặt đất, lấy tiền trong tay của bà ta trở về hai người Đỗ Tiểu Lý và Đỗ Tông Sơn nhìn thấy cảnh này thì lập tức vội vã đi lên, muốn đánh nhau với mấy người đàn ông kia. Hai người bọn họ là đồng lõa đó, chuyên viên lại hô lên một tiếng. Mấy phút sau, Đỗ Tiểu Lý và Đỗ Tông Sơn đều bị đè trên mặt đất, những người kia chê bọn họ không thành thật, còn hung hăng đạp mấy đạp lên trên người của bọn họ. Thưa cậu, tiền của cậu đây, một người trả lại 30 triệu đó cho Lâm Thanh Diện. Các người thả chúng tôi ra, mấy người không biết xấu hổ này tôi không giật lấy tiền của cậu ta, là do cậu ta tự nguyện cho tôi, Lưu Thúy Hoa không phục nói. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói qua lời nói này, Lâm Thanh Diện cười nói. Con mẹ nó đừng có nói nhảm ở đây, dám cướp tiền ở ngân hàng, các người hay quá nhỉ. Đi theo chúng tôi một chuyến, không dạy dỗ một chút thì các người còn cho rằng cảnh vệ của ngân hàng là dùng để trang trí. Một đám người áp chế ba người Lưu Thúy Hoa rời khỏi đại sảnh, có thể nghĩ được ba người bọn họ sẽ có kết cục gì. Tôn Tuệ Phương cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, có làm như thế nào chỉ ta cũng không nghĩ đến Lâm Thanh Diện lại dùng cách này để xử lý một nhà ba người lưu thúy hoa. Nhanh chóng làm thẻ đi, đừng để ý đến bọn họ, sẽ có người của chính nghĩa giúp đỡ dậy bọn họ làm người, Lâm Thanh Diện cười nói. chương 269, đây là món quà mà con chuẩn bị cho mẹ. Sau khi làm thẻ ngân hàng xong xuôi, người của ngân hàng hỗ trợ chuyển 500 triệu vào trong thẻ, Hai người cầm cái ba lô chứa hơn 9 tỷ tiền mặt rời khỏi ngân hàng. Bên trái và bên phải của Lâm Thanh Diện mang hai cái ba lô, cái ba lô còn lại thì ở trên người của Tôn Tuệ Phương. Đây là lần đầu tiên mà chị ta cảm nhận được tiền mặt lại nặng này như thế. "Lâm, Lâm Thanh Diện, chúng ta thật sự mang trở về như vậy hả? Nếu như bị người khác để mắt tới thì làm sao bây giờ?" Tôn Tuệ Phương hỏi. Lâm Thanh Diện cười lên tiếng nói, "Yên tâm đi, không ai dám đến cướp đâu." hơn nữa cũng chỉ có hơn 9 tỷ mà thôi, cũng coi như không có bao nhiêu tiền. Tôn Tuệ Phương hít sâu một hơi, hơn 9 tỷ mà lại nói không có bao nhiêu tiền, vậy Lâm Thanh Diện có bao nhiêu tiền lận? Chị ta nuốt nước bọt, đeo cái túi đi theo sau lưng của Lâm Thanh Diện, dù sao Lâm Thanh Diện còn không sợ, vậy thì chị ta cũng không cần phải sợ nữa. Lâm Thanh Diện đi đến ven đường đón một chiếc xe taxi, đặt ba cái ba lô trong cốp sau. Sau khi lái xe nhìn thấy thì mặt mũi tràn đầy kỳ quái, nghĩ thầm hai người này lại mang theo ba cái ba lô lớn như vậy, cũng không biết là làm cái gì. Vừa mới ngồi lên xe không bao lâu, điện thoại của Lâm Thanh Diện liền vang lên, là hứa Bích Hoài gọi tới. Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Hứa Bích Hoài hỏi. Đang ở trên xe taxi, sao vậy? Lâm Thanh Diện trả lời. Em vừa nhớ đến hôm nay là sinh nhật của mẹ em, bây giờ mấy người bạn của mẹ em cũng mang theo quả cáp đến đây. Nếu không thì anh xem xem mua món quà gì đó đi, mấy người bạn đó của mẹ em đều tương đổi nhiều chuyện, nếu như biết sinh nhật của bà ấy mà anh không mua quà đến thì chắc chắn sẽ nói xấu ở sau lưng, hứa Bích Hoài nói. Được, để anh xem xem mua món quà trở về, Lâm Thanh Diện trả lời. Cúp điện thoại, Lâm Thanh Diện nghiêm túc suy nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được mua quà gì cho Tống Huyền Khanh. Với lại mình mang theo ba cái ba lô lớn tiền mặt đi mua đồ cũng không tiệt, sau khi suy nghĩ một hôi, trong lòng của Lâm Thanh Diện nghĩ ba cái ba lô tiền mặt này không phải là món quà có sẵn hay sao? Cái mà Tổng Huyền Khanh thích nhất cũng chính là tiên, lúc mình đến đó thì trực tiếp đặt ba cá ba lô này ở trước mặt của bà ta, chắc chắn là bà ta sẽ cực kỳ vui mừng. Vịnh Đằng Long, biệt thự trung tâm. Lúc này, Tổng Huyền Khanh đang một mặt tươi cười nhìn mấy người phụ nữ có tuổi tác không chênh lệch với bà ta đang đứng ở trước mặt, những người này đều là mấy người bạn cũ của bà ta, đã có mấy người không liên lạc mấy năm, Hôm nay một đám người bọn họ đột nhiên lại mang theo quà cắp đến Vịnh Đằng Long, nói là muốn chúc sinh nhật cho Tổng Huyền Khanh, người nào cũng biểu hiện khá thân thiết. Sở dĩ bọn họ đột nhiên lại biến thành như thế này đương nhiên là bởi vì nghe ngóng được từ vài người bạn, hiện tại Tống Huyền Khanh đã vào ở trong biệt thự trung tâm ở Vịnh Đằng Long. Biệt thự ở đây là biểu tượng của địa vị, những người bạn cũ này của Tống Huyền Khanh đã dần dần cắt đứt liên lạc với Tống Huyền Khanh từ lâu, cũng là bởi vì cảm thấy Tống Huyền Khanh không có giá trị để làm bạn bè, Bây giờ bà ta đã vào ở biệt thự Vịnh Đằng Long, thân phận lập tức đi lên, những người này đương nhiên muốn đến để nịnh bợ. Ngay cả bản thân Tổng Huyền Khanh cũng đã quên mất sinh nhật của mình là lúc nào, nếu như không phải những người này đến đây, bà ta căn bản cũng không nhớ ra đâu. Mãi bà nói chứ, mấy bà đến đây còn mua nhiều đồ vật như vậy làm cái gì, mấy cái này ở bên ngoài có nhiều mà, tôi cũng đâu có thiếu mấy cái này chắc chắn sẽ nói xấu ở sau lưng, hứa bích hoài nói. Được, để anh xem xem mua món quà trở về lâm thanh diện trả lời cúp điện thoại lâm thanh diện nghiêm túc suy nghĩ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được mua quà gì cho tống huyền khanh với lại mình mang theo ba cái ba lô lớn tiền mặt đi mua đồ cũng không tiện sau khi suy nghĩ một hôi trong lòng của lâm thanh diện nghĩ ba cái ba lô tiền mặt này không phải là món quà có sẵn hay sao cái mà tống huyền khanh thích nhất cũng chính là tiên lúc mình đến đó thì trực tiếp đặt ba cá ba lô này ở trước mặt của bà ta chắc chắn là bà ta sẽ cực kỳ vui mừng. Vịnh Đằng Long, biệt thự trung tâm. Lúc này, tổng huyền khanh đang một mặt tươi cười nhìn mấy người phụ nữ có tuổi tác không chênh lệch với bà ta đang đứng ở trước mặt. Những người này đều là mấy người bạn cũ của bà ta, đã có mấy người không liên lạc mấy năm. Hôm nay một đám người bọn họ đột nhiên lại mang theo quà cắp đến Vịnh Đằng Long, nói là muốn chúc sinh nhật cho tổng huyền khanh, người nào cũng biểu hiện khá thân thiết sở dĩ bọn họ đột nhiên lại biến thành như thế này đương nhiên là bởi vì nghe ngóng được từ vài người bạn, hiện tại Tống Huyền Khanh đã vào ở trong biệt thự trung tâm ở Vịnh Đằng Long. Biệt thự ở đây là biểu tượng của địa vị, những người bạn cũ này của Tống Huyền Khanh đã dần dần cắt đứt liên lạc với Tống Huyền Khanh từ lâu, cũng là bởi vì cảm thấy Tống Huyền Khanh không có giá trị để làm bạn bè. Bây giờ bà ta đã vào ở biệt thự Vịnh Đằng Long, thân phận lập tức đi lên, những người này đương nhiên muốn đến để nịnh bợ. Ngay cả bản thân Tổng Huyền Khanh cũng đã quên mất sinh nhật của mình là lúc nào, nếu như không phải những người này đến đây, bà ta căn bản cũng không nhớ ra đâu. Mấy bà nói chứ, mấy bà đến đây còn mua nhiều đồ vật như vậy làm cái gì, mấy cái này ở bên ngoài có nhiều mà, tôi cũng đâu có thiếu mấy cái này đâu. Sau này mọi người cứ đến tay không đi, muốn ăn cái gì thì để tôi mua là được rồi, Tống Huyền Khanh cười cười nhìn đám người. Hôm nay là sinh nhật của bà mà, chúng ta đương nhiên phải mang theo chút quà cáp rồi. Không thể không nói, mấy năm nay bà thay đổi cũng lớn quá nha, chỉ chớp mắt mà đã ở trong biệt thự lớn như vậy rồi. Nếu không phải có ánh sáng của bà, cả đời này chúng tôi cũng sẽ không nhìn thấy một căn nhà tốt như vậy, một người phụ nữ trông lớn tuổi nhất lên tiếng nói. Mấy người bạn này của Tống Huyền Khanh ban đầu đã kết thành chị em, bọn họ xưng hô theo tuổi tác, có tổng cộng 5 người, người vừa mới nói đó chính là bà cả, mà Tống Huyền Khanh thì xếp thứ ba Đúng vậy đó bà ba biệt thự này của bà là do con rể mua hả? Thật sự có tiền đồ đó nha, chúng tôi muốn ở một nơi như thế này cũng không ở được nữa là, bà hai tiếp lời. Thật ra thì bà ta biết con rể của Tống Huyền Khanh chính là Lâm Thanh Diện, cũng biết tiếng tăm của Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành, nói như vậy cũng chỉ là vì thăm dò tình huống hiện tại của Lâm Thanh Diện. Dù sao thì điều kiện sinh hoạt của nhà Tống Huyền Khanh trở lên tốt như vậy, trong lòng của bọn họ đều cực kỳ ghét, vì muốn tìm chút cảm giác cân bằng nên cũng chỉ có thể bỏ công tốn sức trên người của cái tên Vô Dụng Lâm Thanh diện này. Tống Huyền khanh nghe thấy bà hai nhắc tới Lâm Thanh diện, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Sáng ngày hôm nay Lâm Thanh diện đã nói đi lấy tiền mặt cho bà ta, kết quả đến bây giờ, ngay cả một bóng người cũng không thấy đâu. Trong lòng của bà ta cảm thấy chắc chắn là Lâm Thanh diện đang lừa dối bà ta, cái tên phế vật kia căn bản cũng không lấy ra được 9 tỷ tiền mặt cho bà ta lúc đó bà ta đã nghĩ nếu như Lâm Thanh Diện trở về mà không mang theo tiền mặt, bà ta phải làm sao mới có thể đuổi Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Kết quả chưa đến một lát thì mấy người chị em cũ này đã đến, bà ta cũng không để ý đến chuyện của Lâm Thanh Diện nữa. Bây giờ bà hai lại nhắc đến Lâm Thanh Diện, trong lòng của Tống Huyền Khanh Liên cảm thấy tức giận, đương nhiên là sắc mặt không được đẹp rồi. Đừng có nhắc đến cái tên vô dụng kia nữa, biệt thự này là do con gái của tôi dựa vào bản lĩnh của mình mà mua được, không có chút liên quan nào đến cậu ta. Thật ra tôi đã sớm không vừa mắt cái tên phế vật kia rồi, tôi còn đang muốn đuổi cậu ta ra khỏi nhà đây." Tống Huyền Khanh nói. "Chẳng lẽ là đứa con rể nhà của bà bây giờ vẫn không có việc gì làm hả?" Bà Hai mở miệng hỏi. "Còn không phải sao, sao cả ngày không biết làm cái gì cả, cứ khoác lác ở trước mặt của tôi, nói mình là người có tiên đến cỡ nào. Tôi thấy số tiền kia của cậu ta đều là do con gái của tôi lén lút cho." Cậu ta là người không có một chút bản lĩnh nào, đi chỗ nào để kiếm tiền chứ Tống Huyền Khanh tức giận nói. Mặt mũi của bọn họ đều tràn đầy đồng cảm nhìn về phía Tống Huyền Khanh, trong lòng thì lại có chút vui vẻ. Theo bọn họ suy nghĩ, mặc dù Tống Huyền Khanh ở một nơi tốt như vậy, nhưng mà lại có một người con rể không có tiền đồ, cái này cũng đủ làm cho bà ta bực mình. Mấy chuyện đó quả thật làm cho lòng người mệt mỏi ha, tôi nghe nói bây giờ Hứa Bích Hoài cũng đã là chủ tịch của công ty rồi. Nếu như Lâm Thanh Diện còn không có tiền đô như vậy, quả thật là không xứng với hứa Bích Hoài nhỉ?" Bà Tư mở miệng nói. Lúc này, Hứa Bích Hoài đang bưng hoa quả đã gọt tới, cô nghe thấy những lời tống Huyền Khanh nói về Lâm Thanh Diện, cô nhíu mày. Mẹ lại nói xấu Lâm Thanh Diện nữa rồi, mẹ nói biệt thự này không phải là Lâm Thanh Diện mua, chẳng lẽ là của mẹ hả? Còn có mấy món đồ trang sức kia nữa, tiền mà bọn con dùng lúc đi ra ngoài chơi đều là của Lâm Thanh Diện, bây giờ mẹ lại nói Lâm Thanh Diện như vậy? có chút không thích hợp đâu, hứa Bích Hoài giải thích. Bà nhìn thử xem đứa con gái này của tôi cũng chỉ biết nói chuyện thay cho cái tên phế vật Lâm Thanh Diện kia, tôi mà nói đến chuyện của Lâm Thanh Diện thì con bé chắc chắn sẽ ồn ảo với tôi. Cũng không biết là Lâm Thanh Diện tẩy não con bé như thế nào, tôi cũng sắp không nhận ra đứa con gái này của mình nữa rồi, Tông Huyên Khanh than thở nói. Con cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi, ngay cả cái ghế chủ tịch của công ty nhà họ hứa cũng đều dựa vào sự giúp đỡ của Lâm Thanh Diện, mẹ cũng đừng có ở đây mà ghét bỏ Lâm Thanh Diệt, hứa Bích Hoài phản bác. Dựa vào cậu ta á, vậy sao cậu ta không tự làm chủ tịch đi, còn không phải là bởi vì cậu ta không có bản lĩnh này à, Tống Huyền Khanh thầm nói. Mấy chị em cũ của Tống Huyền Khanh đều cảm thấy hứa Bích Hoài đang cố gắng tìm lại mặt mũi cho Lâm Thanh Diệt, dựa vào trình độ của Lâm Thanh Diệt, chắc chắn không thể làm được những chuyện này. Hứa Bích Hoài à, cháu cũng đừng có nói chuyện thay cho cái tên vô dụng đó nữa, cậu ta có tài đức gì cũng đã chuyên hết khắp Hồng Thành rồi. Bây giờ cháu yêu tú như vậy, cho dù ly hôn chắc chắn cũng có thể tìm được người tốt hơn, theo như gì thấy không bằng cháu đá lâm thanh diện kia đi cho rồi, bà cả khuyên. Nói rất đúng đó, vóc dáng của hứa Bích Hoài xinh đẹp như vậy, lại là chủ tịch của công ty, là một người yêu tú như thế, đương nhiên phải xứng với một người đàn ông yêu tú. Lâm thanh diện kia tính là cái gì chứ? không bằng cháu đá cậu ta đi rồi tìm người tốt hơn bà năm cũng nói theo một câu hứa bích hoài thấy mọi người cũng bắt đầu giúp đỡ tống huyền khanh khuyên cô đá lâm thanh diện đi lập tức cảm thấy tức giận nói thẳng sao cháu sẽ không chia tay với lâm thanh diện đâu cả đời này cháu cũng chỉ nhận một mình anh ấy là chồng các gì cũng đừng có khuyên cháu nữa tống huyền khanh thở dài mở miệng nói có thấy chưa tôi đã nói là con bé bị tên phế vật lâm thanh diện đó tẩy não rồi bà cả đảo tròng mắt nhìn hứa bích hoài rồi hỏi hứa bích hoài cháu nói lâm thanh diện tốt như vậy hôm nay là sinh nhật của mẹ cháu lâm thanh diện đã đi đâu rồi sao cậu ta không ở trong nhà chúc mừng sinh nhật mẹ cháu vậy hơn nữa một ngày quan trọng như vậy nếu như mà cậu ta không tặng quà gì chỉ sợ là có chút khó nói rồi một lát nữa lâm thanh diện sẽ trở về anh ấy đang mua quà cho mẹ cháu hứa bích hoài nói cô hiểu lâm thanh diện rất rõ ràng lúc nãy lâm thanh diện đã đồng ý sẽ mua quà trong điện thoại vậy thì chắc chắn sẽ không nuốt lời gì đâu có thấy đâu cái tên phế vật kia chỉ sợ là cậu ta căn bản cũng không nghĩ đến chuyện này chắc là cậu ta cũng chỉ nhớ đến bản thân mình thôi bà cả mở miệng nói đúng vậy đó với lại cho dù có thật sự mua quà đoán chừng cũng không phải là món quà gì tốt ngay cả một công việc mà cậu ta cũng không có nghe bà ba nói là cậu ta cũng chỉ biết khoác lác không chừng là mua hàng ở vỉa hè trở về nói dối với bà ba nữa đó, bà hai cũng phụ họa theo. Sẽ không đâu, Lâm Thanh Diện không phải là người như vậy, hứa Bích Hoài nói. Vậy cháu có dám đánh cược cùng với bọn gì hay không? Nếu như món quà của Lâm Thanh Diện mang về có thể nhìn được, bọn gì cũng sẽ không nói cái gì nữa. Nhưng nếu như cậu ta mang về một thứ rất kém cỏi, hoặc là nói căn bản cũng không mang theo quà về, vậy thì cháu phải đuổi cậu ta trước mặt bọn gì, như thế nào? Bà Tư đảo mắt lên tiếng nói. Chú ý này hay đó, tặng quà gì trong ngày sinh nhật của mẹ vợ là cách tốt nhất có thể nhìn được con rể tốt hay là không. Lần trước lúc sinh nhật của tôi, con rể của tôi đã tặng tôi một sợi dây chuyền có trị giá hàng chục triệu đó. Bà năm mở miệng nói. Đúng đúng đúng, mấy ngày trước con rể của tôi vừa mới cho tôi một cái thẻ ngân hàng, nói là làm tiền tiêu vặt cho tôi. Tôi vào ngân hàng kiểm tra một chút, ở bên trong có 300 triệu, bà cả nở nụ cười. Bà hai cũng không cam lòng yếu thế lên tiếng nói, mặc dù là con rể nhà tôi không tốt như nhà của mọi người, nhưng mà sau Tết cũng mua cho tôi hai bộ quần áo có giá trị mấy triệu bạc, cái này cũng đủ để nhìn thấy lòng hiếu thảo của thằng bé. Tống Huyền Khanh thấy tất cả mọi người đều đang nói con rể của mình tốt bao nhiêu, khuôn mặt lập tức trở nên khó nhìn. Trong ấn tượng của bà ta, Lâm Thanh Diện cũng chỉ được hình dung bằng hai chữ kém cỏi. Cho dù trước kia Lâm Thanh Diện đã tặng cho bà ta rất nhiều đồ trang sức quý báu, còn sang tên căn biệt thự cho bà ta, vậy thì bà ta cũng không thấy lâm thanh diện tốt bao nhiêu mà bây giờ bà ta trực tiếp không thèm để ý đến những chuyện này chỉ cảm thấy lâm thanh diện kém hơn mấy đứa con rể của mấy người chị em cũ của mình đám người nhìn thấy sắc mặt của tống huyền khanh âm châm trong lòng đều mừng thâm đều cảm thấy trong lòng đã cân bằng không ít bích hoài mẹ cảm thấy là mấy gì nói cũng đúng lắm đó chờ một lát nữa lâm thanh diện trở về nếu như lại tiếp tục chuẩn bị không hợp vậy thì con phải ly hôn với cậu ta con rể không hiếu kính này có muôn cũng vô dụng thôi, Tống Huyền Khanh nói. Hứa Bích Hoài im lặng, lên tiếng nói, "Mẹ, mẹ cũng đừng có gây chuyện vô lý nữa." Ai gây chuyện vô lý, mấy gì của con đều cảm thấy như vậy, làm sao lại trở thành gây chuyện vô lý? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, chờ một lát nữa Lâm Thanh Diện trở về, nếu như biểu hiện không được, vậy thì con đá cậu ta ở trước mặt của các gì, ly hôn với Lâm Thanh Diện đi." Thái độ của Tống Huyền Khanh kiên quyết nói mãi người chị em cũ của mẹ cô cứ ồn ào, để cho hứa Bích Hoài căn bản cũng không có cơ hội nói chuyện. Không đầy một lát sau, Lâm Thanh Diện và Tôn Tuệ Phương liền mang theo ba cái ba lô tiền mặt lớn về tới biệt thự. Đám người nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã trở về, lập tức đều nhìn về phía của anh. Hứa Bích Hoài đi nhanh qua, lên tiếng hỏi Lâm Thanh Diện, anh có mua quà cho mẹ của em không vậy? Có quà, nhưng mà không cần phải mua, Lâm Thanh Diện cười nói. Quà gì vậy? Hứa Bích Hoài vẫn có chút thấp thỏm, nếu như Lâm Thanh Diện chuẩn bị quà không phù hợp, chắc chắn là Tống Huyền Khanh lại ẩm ý một trận. Chờ một lát nữa em sẽ biết, Lâm Thanh Diện nói. Anh cười cười đi đến ghế sofa, chào hỏi với mấy người bọn họ. Trên mặt của mấy người chị em của Tống Huyền Khanh đều tràn đầy khinh thường mà nhìn chằm chằm anh, căn bản của không đặt anh vào trong mắt. Lâm Thanh Diện, quà của cậu mua cho tôi đâu? Tôi nói cho cậu biết, tôi đã nói với hứa Bích Hoài rồi, nếu như hôm nay cậu chuẩn bị quà không ra gì, vậy thì cậu sớm ly hôn với Hứa Bích Hoài đi." Tống Huyền khanh lạnh lùng nói. Lâm Thanh diện sửng sờ, có đều lập tức nở nụ cười lên tiếng nói, "Món quà lần này mà con chuẩn bị chắc chắn là mẹ sẽ thích." Nói xong, anh cầm ba cái ba lô kia tới. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ba cái ba lô đó, không biết là cái gì. Cái này là cái gì chứ? Hơn nữa còn có nhiều như vậy, chắc chắn không phải là thứ gì đáng tiền đâu." Bà cả nói. Tôi cũng cảm thấy là vậy đó, nếu như là thứ gì tốt lành, tại sao lại là ba cái ba lô lớn như vậy, đừng nói mấy cái này là ba lô sách nha, bà hai phụ họa. Tôi cảm thấy cũng không cần nhìn đâu, chắc chắn là không phải đồ gì tốt, không chừng là cậu ta mang về từ chợ đó, ba cái ba lô lớn như vậy giống như nhặt phe chai ấy, bà ta diễu cợt nói. Trên mặt của Tống Huyền Khanh rất lạnh lùng, sớm đã không còn kiên nhẫn với Lâm Thanh Diệt. Lâm Thanh Diệt, nhanh nói xem mấy cái này của cậu là gì nếu như thực sự là rác rưởi gì đó không lấy ra dược, tốt nhất là u, cậu vứt ra ngoài càng sớm càng tốt, Tống Huyền Khanh nói một câu. Lâm Thanh Diện cầm lấy một trong ba cái ba lô đó, sau khi mở ra thì trực tiếp đổ tiền mặt ở bên trong ra, tiền mặt màu xanh chất thành một cái núi nhỏ ở trên bàn, làm cả phòng khách như đều có màu xanh. Trong một giây mà tiền mặt rơi ra từ trong ba lô, tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, biểu cảm phấn khích hiện lên trên mặt tuyệt đối là có một không hai trong cuộc đời. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn họ cũng không nói thành lời, tiền mặt như là ngọn núi nhỏ đó đều ép cho bọn họ không thở nổi. Lâm Thanh Diện cười cười nhìn Tống Huyền Khanh một chút, mở miệng nói: "Mẹ, đây chính là món quà lần này con chuẩn bị cho mẹ, mẹ có thích không?" Chương 270: Ám thị của Hứa Bích Hoài. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm đống tiền chất thành núi nhỏ trên bàn hồi lâu, mới từ trong cơn bàng hoàng phản ứng trở lại, sau đó vội vàng đưa tay vơ lấy hai sắp tiền nhìn kỹ, phát hiện đều là tiên thật. Bà cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi, cả đời bà đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền để ở trước mặt như thế. Mấy chị em bạn già đó của Tống Huyền Khanh căn bản nói không thành lời, bọn họ vốn tưởng Lâm Thanh Diện không có bản lĩnh, chắc chắn không thể ra thứ gì tốt, đều khuyên hứa Bích Hoài ly hôn với anh. Nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện trực tiếp đổ ra một đống tiền lớn, nếu như nói đây không phải thứ gì tốt, vậy thì trên thế giới này không có thứ gì tốt nữa rồi. Mấy người lập tức nghẹn lời với Lâm Thanh Diện, dù sao con rể của bọn họ không thể lấy ra nhiều tiền như vậy cho bọn họ. Hứa Bích Hoài cũng không ngờ thứ Lâm Thanh Diện mang về lại là thứ này, trợn trừng hai mắt, nhìn hôi lâu. Cô nghĩ đến chuyện mấy tỷ mà hôm qua Tống Huyền Khanh nói với Lâm Thanh Diện, trong lòng có hơi hiểu ra, Lâm Thanh Diện tại sao lại đem nhiều tiền như vậy về. Cô thở dài bất lực, Lâm Thanh Diện có thể lấy ra nhiều tiền như vậy không có khiến cô cảm thấy quá bất ngờ cô chỉ cảm thấy Lâm Thanh Diện quá ngốc rồi, lòng tham của Tống Huyền Khanh căn bản chính là một cái động không đáy, mấy tỷ này căn bản không thể lấp đây. Lần này Lâm Thanh Diện cho bà Tiên, lần sau bà chắc chắn sẽ lại muốn thứ khác, đây cũng là một trong những nguyên nhân hứa bích hoài ngăn cản Tống Huyền Khanh. Lâm Thanh Diện, trong hai túi này cũng đều là tiền sao. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm hai chiếc túi còn lại, mặt mày tràn đầy hưng phấn nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, mở miệng nói tiền trong ba chiếc túi này tổng cộng là 10 tỷ, con cũng coi như hoàn thành lời hứa với mẹ rồi, cho nên sau này mẹ không cần nhúng tay vào chuyện giữa con và Bích Hoài nữa. Tống Huyền Khanh lúc này đâu còn lòng giả dạ quan tâm Lâm Thanh Diệt, bà tùy tiện đáp lại Lâm Thanh Diện mấy câu, bèn đi xem tiền trong hai chiếc túi còn lại. Mấy chị em gái già đó của Tống Huyền Khanh mặt mày đều âm trầm nhìn chăm chăm số tiền trên bàn, vốn dĩ bọn họ còn muốn dựa vào con rể, để thỏa mãn lòng hư vinh của mình nữa chứ. Ai ngờ, quà sinh nhật mà Lâm Thanh Diện tặng cho Tống Huyền Khanh lại là 10 tỷ, chuyện này nếu đổi thành con rể của bọn họ, chỉ sợ cả đời này cũng không làm được. Chị cả, chị hai, hai người cũng đừng ngây ra đó, mau giúp em đổ tiền trong hai chiếc túi này ra, xếp thành một đống, em muốn xem 10 tỷ tiền mặt, rốt cuộc có thể xếp đống thành ngọn núi sẽ lớn như thế nào, Tống Huyền Khanh ngoảng đầu lướt nhìn đám chị cả. Mấy người chị cả mặt mày tràn ngập ngại ngùng, vội vàng đến giúp. Tống Huyền Khanh làm như vậy đương nhiên là cố ý, bà lúc đó rõ ràng có thể cảm nhận được sự chế giễu của mấy người chị em đối với mình, cho nên bà nhìn thấy Lâm Thanh Diện trở về, mới tức giận như vậy. Bây giờ Lâm Thanh Diện lấy 10 tỷ làm quà tặng cho bà, không nghi ngờ gì nữa đã khiến bà xả được cơn giận trước mặt mấy chị em bạn già này. 10 tỷ tiền mặt, xếp thành một ngọn núi nhỏ cao gần nửa mét, cho người ta cảm giác kích thích thị giác cực kỳ mãnh liệt. Ai à, Em còn nói đứa con rể này sẽ không tặng cho em cái gì tốt đâu, không ngờ lại cho em một bất ngờ lớn như vậy. Nếu đã như thế, vậy tạm thời không ép nó ly hôn với Bích Hoài nữa, Tống Huyền Khanh đắc y nói. Mấy người chị cả đều cười theo, lần này bọn họ hoàn toàn không có lòng đi so với Tống Huyền Khanh, dù sao mặc kệ so cái gì, bọn họ đều không so được. Sau đó Tống Huyền Khanh kêu Lâm Thanh Diện xếp chỗ tiền này lại, để vào trong phòng ngủ ở tầng 2, đoán chắc tối này bà ôm đống tiền này ngủ. Mấy chị em bạn già của Tống Huyền Khanh ở lại biệt thự ăn bữa tối, chỉ có điều từ sau khi Lâm Thanh Diện trở về, bọn họ không có náo nhiệt như vậy nữa, vừa nghĩ đến Lâm Thanh Diện mang về 10 tỷ, trong lòng bọn họ liên thấy đố kỵ. Ăn tối xong, mấy chị em bạn già cũng không muốn tiếp tục ở lại, bèn lần lượt rời khỏi Vịnh Đằng Long. Sau khi Tống Huyền Khanh tiến mấy người đó, quay lại biệt thự, chỉ cảm thấy tinh thân thoải mái, vô cùng vui vẻ. Mẹ, mẹ cân nhiều tiền như vậy để làm gì, nếu như trong nhà dụ trộm đến, nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ mất hết." Hứa Bích Hoài có chút bất mãn liếc nhìn Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh mặt mày vô tư, mở miệng nói, "Là bản thân nó đồng ý với mẹ, hơn nữa bảo vệ trong nhà chúng ta con còn không biết, trộm muốn vào cũng không vào được, con đừng lo lắng." "Mẹ, tiền con đã cho mẹ rồi, sau này mẹ đừng ép con ly hôn với Bích Hoài nữa." Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Tống Huyền Khanh khinh thường liếc nhìn Lâm Thanh Diện mở miệng nói cái này phải xem biểu hiện của cậu, số tiền này chắc là số tiền cuối cùng của cậu rồi, bây giờ số tiền này đều nằm trên tay tôi, cậu lại trở thành tên nghèo kiết xác không một xu dính túi, cho nên sau này cậu nếu như dám tiếp tục hô to gọi nhỏ với tôi, cẩn thận tôi đến một miếng cơm cũng không cho cậu ăn. Bây giờ mau chóng đi rửa bát cho tôi, chuyện của cậu và Bích Hoài, khoảng thời gian này tôi tạm thời để yên, nhưng nếu như tôi tìm thấy người tốt hơn cậu, tôi vẫn sẽ bắt Bích Hoài gả cho người tốt hơn, cậu cho tiền rồi thế nào chứ, còn không phải bị gia tộc vứt bỏ hay sao, con gái tôi bây giờ chính là chủ tịch của công ty hứa ra, cậu căn bản không xứng với nó. Nói xong, Tống Huyền Khanh lên lầu đi xem số tiền đó của bà. Lâm Thanh Diện thở dài bất lực, xem ra anh vẫn xem nhẹ trình độ vô lý của Tống Huyền Khanh rồi, có điều chỉ là 10 tỷ mà thôi, đối với Lâm Thanh Diện mà nói cũng không đáng gì, coi như khiến ngày sinh nhật Tống Huyền Khanh vui vẻ một chút, cũng đáng. Em đã nói rồi, lòng tham của mẹ em chính là cái động không đáy anh thật ngây thơ hứa bích hoài nhìn lâm thanh diện mặt mày cũng đầy vẻ bất lực lâm thanh diện mỉm cười mở miệng nói ít nhất khoảng thời gian này mẹ sẽ không gây phiền phức cho chúng ta số tiền này cũng không cho không nói xong anh ta bèn thu dọn bàn ăn đi rửa bát em rửa cùng anh hứa bích hoài thấy lâm thanh diện đi vào phòng bếp đi theo anh vào trong rửa bát xong sau khi thu dọn hết mọi thứ lâm thanh diện và hứa bích hoài đi tắm khi muốn đi tắm lâm thanh diện đảo mắt đi theo sau hứa bích hoài muốn cùng vào phòng tắm hứa bích hoài phát hiện lâm thanh diện đi theo đằng sau mình cô lập tức dừng lại quay lại nhìn anh mở miệng hỏi anh muốn làm gì đi đi tắm lâm thanh diện hơi lắp bắp nói vậy anh tắm trước đi em lát nữa sẽ tảm hứa bích hoài trực tiếp tránh ra có điều cô không có đi xa mà giả bộ nhìn vào bức tranh trên tường bên cạnh phòng tắm ám thị này của mình, chắc đã rất rõ ràng rồi nhỉ. Tim hứa bích hoài đập thình thịch, có hơi căng thẳng. Lâm thanh diện nghe hứa bích hoài nói như vậy, mặt mày bất lực, chỉ đành một mình lưỡng thưởng đi vào trong phòng tắm. Hứa bích hoài nhìn thấy lâm thanh diện cứ như thế đi vào, bỗng tức giận dậm chân, trong lòng nghĩ cái tên ngốc này sao lại không biết động não vậy, người ta giả vờ như thế, anh sao không thể to gan hơn một chút chứ. Sau khi lâm thanh diện tắm rửa xong, Hứa Bích Hoài tức giận đùng đùng đi vào phòng tắm, mày mặt Lâm Thanh Diện ngơ ngác, trong lòng nghĩ Hứa Bích Hoài sao đi tắm mà hỏa khí lại lớn như thế, chẳng lẽ gần đây công việc ở công ty quá bận. Lát nữa anh mát xa cho cô thư giãn một chút. Rất nhanh, Hứa Bích Hoài tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Cô lần này thật sự liều rồi, nếu như như thế này Lâm Thanh Diện cũng không nhìn ra cách nghĩ của cô, vậy hôm nay cô tấn công Lâm Thanh Diện. Tắm xong rồi à, anh mát xa cho em nhé. Lâm Thanh Diện thấy hứa Bích Hoài trở ra, lập tức đứng dậy, muốn mát xa cho cô. Nhưng khi anh nhìn thấy bờ vai trắng nõn sáng bóng của hứa Bích Hoài, cùng hai chân thon dài lộ ra bên ngoài thì lập tức ngây người. Hứa Bích Hoài vốn xinh đẹp, sau khi tắm xong, mái tóc ướt khiến cô trở nên quyến rũ ma mị, bây giờ trên người cô lại chỉ có một chiếc khăn tắm, mặc dù vị trí quan trọng không có lộ ra ngoài, nhưng điều này lại hấp dẫn người khác nhất. Cộng thêm khi hứa Bích Hoài hít thở, ngược phập phồng, Chiếc khăn tắm đó tùy lúc cũng lên xuống theo. Hứa Bích Hoài đóng cửa lại, mắt nhìn thẳng Lâm Thanh Diện, gò má hơi ửng đỏ. Anh, anh chắc chắn chỉ massage cho em thôi không? Hứa Bích Hà Ôi dùng giọng nói dịu dàng mở miệng nói. Cô cũng cảm thấy câu này của Minh Dường như đã tương đối rõ ràng. Lâm Thanh Diện cho dù có ngốc hơn nữa chắc chắn có thể nghe ra ý tứ trong lời nói này. Lâm Thanh Diện nuốt nước bọt, nơi bụng dưới chuyển đến một luồng khí nóng. Hứa Bích Hoài đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ cô muốn cùng mình sinh bảo bảo rồi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 271, chuyện này AI kháng cự được. Lâm Thanh Diện cứ ngây ngốc đứng đó nhìn Hứa Bích Hoài đến 5 phút, cơ thể cứng nhắc, không có bất cứ động tác gì. Hứa Bích Hoài vốn dĩ còn tưởng Lâm Thanh Diện sau khi nghe được lời cô nói sẽ đi tới, ôm lấy mình vào lòng, thuận tiện gỡ khăn tắm trên người cô xuống vào vấn đề chính. Nhưng thời gian 5 phút trôi qua, tên Ngốc Lâm Thanh Diện này lại không có bất kỳ động tác nào, điều này khiến Hứa Bích Hoài đợi có chút mất kiên nhẫn. Trong lòng cô đang nghiến răng nghiến lợi, thật sự có chút không hiểu Lâm Thanh Diện đang nghĩ cái gì. Lâm Thanh Diện, anh có phải đàn ông không? Em đã đứng ở đây 5 phút rồi, chẳng lẽ anh muốn em đứng như này cả đêm sao? Hứa Bích Hoài ảo não mở miệng. Lâm Thanh Diện lúc này mới phản ứng lại, mau chóng bước tới đỡ hứa bích hoài, để cô ngồi trên giường. Bà, bà xã, em muốn cùng anh làm loại chuyện đó sao? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Hứa bích hoài nghẹn lời, cô đã ám thị rõ ràng như vậy rồi, tên này thế nào vẫn muốn hỏi cô, điều này khiến cô ngại muốn chết. Không muốn, hứa bích hoài tức giận đùng đùng nói một câu, quay đầu sang một bên. Lần này Lâm Thanh Diện nghe ra cô đang nói lời giận dỗi, mặt mày ái náy, vội vàng giải thích, bà xã, anh biết, vừa rồi em chắc chắn đã chuẩn bị xong rồi, đợi cùng anh làm chút gì đó, nhưng khoảng thời gian này anh không thể làm loại chuyện đó. Trong lòng Lâm Thanh Diện rất sốt ruột, vừa rồi khi nghe thấy câu nói đó của hứa Bích Hoài thì anh đã biết hứa Bích Hoài muốn kêu anh làm cái gì rồi, chỉ có điều trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh nhớ đến Phương Ngọc Lân khi giúp anh tiến hành ngâm thuốc, sau khi kết thúc việc ngâm thuốc, trong vòng một tháng không được làm chuyện đó. Mặc dù ngâm thuộc khiến lực lượng của Lâm Thanh Diện khôi phục đến đỉnh phong, nhưng loại thuốc lạc tâm hạ với anh còn sót ở trong cơ thể lâm thanh diệt, hiệu quả của việc ngâm thuốc cũng chỉ là áp chế dược tính của loại thuốc đó, từ từ tiêu trừ, tiêu trừ toàn bộ xong, cần thời gian một tháng. Trong thời gian một tháng này, nếu như lâm thanh diệt làm chuyện đó, sẽ dẫn đến hiệu quả của việc ngâm thuốc bị phá vỡ, cũng hết cách loại bỏ dược tính còn sót lại trong cơ thể của anh nữa. Chính vì nghĩ đến điều này, Lâm Thanh Diện sau khi nghe thấy lời của hứa Bích Hoài mới cứng nhắc tại chỗ, trong lòng anh đương nhiên muốn giao lưu sâu với hứa Bích Hoài, nhưng chữa trị trước đó của anh sẽ uống phí. Tại sao? Chẳng lẽ phương diện này của anh có vấn đề gì sao? Lâm Thanh Diện, thật ra loại chuyện này cũng không có gì không nói được cả, có vấn đề gì chúng ta đi khám bác sĩ, anh cũng không cần giấu em, hứa Bích Hoài mở miệng nói. Lâm Thanh Diện không biết nên khóc hay nên cười, bèn nói chuyện mình ở huyện Yên Vân chữa trị giải thích với hứa Bích Hoài, hơn nữa trịnh trọng thể hiện rõ phương diện đó của anh không có vấn đề hứa bích hoài nghe lâm thanh diện giải thích vừa ảo não vừa lo lắng thay cho lâm thanh diện mặt mày uất ức nói đã nói đợi anh trở về chúng tôi sẽ sinh bảo bảo kết quả anh bây giờ lại không thể làm chuyện đó bình thường anh thẳng như vậy em làm sao phải khổ tâm như thế chứ lâm thanh diện nghiêm túc nói với hứa bích hoài anh bảo đảm với em đợi qua đoạn thời gian này nhất định sẽ chủ động tìm em sau này sẽ không tiếp tục để em khó xử như vậy nữa hứa bích hoài nghe thế trong lòng mặc dù không giận lâm thanh diện có điều vẫn đưa tay đập vào ngực của lâm thanh diện mấy cái không đập không được vừa đập khăn tắm trên người hứa bích hoài nới lỏng trực tiếp rơi xuống từ trên làn da sáng bóng của cô cảnh xuân đập thẳng vào mắt lâm thanh diện anh suýt chút nữa trực tiếp trào máu mũi hứa bích hoài thấy mắt của lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào mình nhất thời mặt mày cũng vô cùng xấu hổ vội vàng đưa tay cầm khăn tắm lên, che đậy cơ thể của mình. Đồ khốn, anh còn nhìn, hứa bích hoài hờn dỗi nói một câu. Lâm Thanh Diện lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, xoay người quay lưng với hứa bích hoài, há miệng hít thở. Thật sự là tạo nghiệt, cô không phải cô tình chứ, biết rõ bản thân bây giờ không thể làm loại chuyện đó, lại vẫn muốn để anh chịu cám dỗ lớn như vậy. Chuyện này ai kháng cự được chứ? Hứa Bích Hoài đi lấy váy ngủ của mình lại, cũng không để Lâm Thanh Diện tránh né, cứ như thế mặc lên người mình, sau đó nằm lên giường. Lâm Thanh Diện, sau này anh ngủ trên giường, không cần ngủ trên sàn nữa, Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Lâm Thanh Diện quay qua nhìn cô, phát hiện cô đã mặc váy ngủ rồi, lúc này mới thở phào. Không được không được, anh vẫn là ngủ dưới sàn đi, đợi qua khoảng thời gian này rồi ngủ trên giường, Lâm Thanh Diện vội mở miệng. Vừa rồi một ánh nhìn đã khiến Lâm Thanh Diện cực kỳ không bình tĩnh nổi giờ nếu như còn ngủ cùng một giường, anh đêm nay không chắc có thể nhịn nổi không nữa. Trước khi dược tính trên người anh còn chưa có loại bỏ hoàn toàn, tốt nhất không nên đối mặt với nguy hiểm này. Trong thời gian nửa tháng sau, cuộc sống của cả nhà Lâm Thanh Diện cũng coi như bình lặng, Tống Huyền Khanh không tiếp tục gây phiên phức với Lâm Thanh Diện nữa, hứa bích hoài ngày nào cũng bận chuyện công ty, Lâm Thanh Diện tạm thời cũng không cần lo lắng nhà họ Lâm đến gây chuyện. Chiều hôm nay, Lâm Thanh Diện bước ra từ mãn thiên tinh, đi thẳng về nhà. Anh đi xem tình hình gần đây của Triệu Xuân Diệu trong khoảng thời gian này, chân tài anh dựa theo yêu cầu của Lâm Thanh Diệt, mỗi ngày đều tắt Triệu Xuân Diệu 100 cái, sau đó dội một xô nước lạnh lên người anh ta. Hơn nửa tháng trôi qua, Triệu Xuân Diệu đã trở nên gây gò, dù nằm bình thường, người cũng sẽ không nhịn được run rẩy. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Triệu Xuân Diệu, Lâm Thanh Diệt cũng không có chút đồng cảm, đối với sai lầm mà Triệu Xuân Diệu phạm phải, chút trừng phạt này còn quá nhẹ rồi. Trần Tài Anh nói với Lâm Thanh Diện trong khoảng thời gian này Lạc Hân có liên lạc với Triệu Xuân Diệu mấy lần, đều bị Trần Tài Anh dùng giọng giả ứng phó qua loa, trong thời gian ngắn, Lạc Hân chắc sẽ không phát hiện Triệu Xuân Diệu đã xảy ra chuyện. Lâm Thanh Diện hỏi chuyện của quan lãnh, Trần Tài Anh nói vẫn đang điều tra, quan lãnh này cực kỳ thân bí, chỉ dựa vào một cái tên muốn điều tra được, vẫn có chút khó khăn. Về đến nhà, Lâm Thanh Diện thấy hứa Bích Hoài còn chưa về, Bèn hỏi Tôn Tuệ Phương. Lát nãy Bích Hoài gọi điện về, nói tối nay có bữa tiệc xã giao, nói sẽ về muộn, bảo chúng ta bữa tối không cần đợi cô ấy, Tôn Tuệ Phương trả lời. Lâm Thanh Diện gật đầu, cũng không để ý, hứa Bích Hoài sau khi trở thành chủ tịch của công ty hứa ra, xã giao là chuyện không thể tránh khỏi. Hôm qua Lâm Thanh Diện cũng nghe Hứa Bích Hoài nói, gần đây cô đang tranh một dự án hợp tác tương đối lớn, dự án này nếu như có thể tranh được, lợi nhuận mang lại không kém gì dự án của tập đoàn Thiên Dương với nhà họ Hứa. Lần này Hứa Bích Hoài muốn chứng minh năng lực của bản thân, cho nên từ chối để Lâm Thanh Diện giúp đỡ, cô thậm chí không nói cho Lâm Thanh Diện biết dự án lần này là của công ty nào. Lâm Thanh Diện biết trong lòng Hứa Bích Hoài cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, thấy Hứa Bích Hoài không muốn nói, cho nên không có hỏi. Theo anh thấy, lấy năng lực của Hứa Bích Hoài, bàn bạc mấy dự án tương đối lớn cũng không phải chuyện khó gì. Ăn tối xong, lâm thanh diện chuẩn bị đi rửa bát tôn tuệ phương thấy vậy vội dành với lâm thanh diện bê bát đi vào bếp lâm thanh diện mỉm cười cũng không nói gì định gọi điện cho hứa bích hoài hỏi xem cô khi nào về có cân đi đón không vào lúc này điện thoại của lâm thanh diện đổ chuông anh câm lên xem phát hiện là từ tài gọi tới ông già sao lại nhớ tôi rồi tìm tôi chắc chắn không có chuyện gì tốt đâu nhỉ lâm thanh diện cười hỏi cậu nói thế à tôi tìm cậu sao không thể có chuyện tốt chứ cậu bây giờ có thời gian không đến y quán của tôi một chuyến đi giọng nói của từ tài có hơi ngại ngùng chuyện gì nói trước rồi tôi sẽ đến lâm thanh diện mở miệng đến giúp tôi đánh ván cờ gặp phải đối thủ lợi hại cậu nếu như giúp tôi thắng tôi tặng tú cho cậu làm vợ nhỏ điều này lẽ nào không phải chuyện tốt sao từ tài mở miệng nói sư phụ sư phụ khốn kiếp người đang nói linh tinh cái gì thế bên đó truyền đến giọng nói vừa xấu hổ vừa tức giận của tú lâm thanh diện nghẹn lời nghĩ đến tuổi của tú và trung linh nhi chắc sắp xỉ một trung linh nhi đã khiến lâm thanh diện vô cùng đau đầu anh không dễ gì thoát khỏi trung linh nhi bây giờ nếu như tiếp tục đến một tú nữa anh chắc chắn sẽ điên mất cho nên anh nói với từ tài đến đánh cờ thì được nhưng chuyện để tú làm vợ nhỏ thì khỏi cân thương lượng khi cúp máy anh dường như thấp thoáng nghe thấy tiếng oán trách của tú Vậy mà còn dám chê bai con, tên này thật sự đáng ghét giống như sư phụ. Lâm Thanh Diện nghĩ hứa Bích Hoài tham gia tiệc rượu chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, bèn thu thập một chút, đến y quán của tử tài. Khách sạn quốc tế Thiên Thành Trong một phòng bao cao cấp, hứa Bích Hoài đang kính rượu với người cùng bàn. Bàn này có người của hai công ty, một là công ty hứa ra, hai là công ty bất động sản có tiếng ở Hồng Thành, người của công ty địa ốc Vân Hải. Mấy năm nay công ty Địa ốc Vân Hải dựa vào giá nhà đất tăng vọt, nhận được làn sóng mới, hai năm nay phát triển mạnh, trở thành nơi giao dịch bất động sản lớn thứ hai ở Hồng Thành. Trên bọn họ, đương nhiên là tập đoàn Thiên Dương rồi, chỉ có điều trọng tâm phát triển của tập đoàn Thiên Dương hiện nay đã không đặt ở Hồng Thành, cho nên công ty Địa ốc Vân Hải cũng coi như doanh nghiệp hàng đầu, nói chuyện cũng tính một tính hai. Nếu như xem giá trị thương nghiệp ngay cả nhà họ cổ gia tộc lớn nhất Hồng Thành cũng phải nể vài phần mặt mũi với công ty địa ốc Vân Hải. Hứa Bích Hoài lần này muốn giành việc hợp tác, chính là một dự án của công ty địa ốc Vân Hải ở khu ngoại ô Hồng Thành. Hiện giờ dự án của tập đoàn Thiên Dương đã đến giai đoạn cuối, công ty hứa ra bởi vì vụ làm loạn trước đó của hứa trai hiệp, có thể nói là khổ gần chết, có được dự án của tập đoàn Thiên Dương mới miễn cưỡng duy trì tiếp được. Nhưng một khi dự án của tập đoàn Thiên Dương kết thúc, công ty hứa ra sẽ lâm vào tình trạng kiệt quệ, cho nên hứa Bích Hoài bây giờ bắt buộc phải vì công ty tiếp theo máu mới. Dự án của công ty địa ốc Vân Hải có thể nói là cọng dây cứu mạng của công ty hứa ra. Chủ tịch của công ty địa ốc Vân Hải là một người đàn ông hơn 50 tuổi, đeo mắt kính, nhìn trông ôn văn nho nhã, sau khi hứa Bích Hoài kính rượu xong, cũng uống hết rượu trong lý của mình. Người này tên là Kim Văn Ngạo, ở Hồng Thành cũng là nhân vật có tiếng, ông ta còn là hội trưởng của câu lạc bộ cờ vây, trong giới cờ vây cũng coi như cao thủ. Chủ tịch Hứa thật sự tuổi trẻ tài cao mà, thành tích của công ty các cô tôi cũng xem rồi, dự án của tập đoàn Thiên Dương các cô làm rất tốt, chúng thầu, dự án hợp tác lần này của chúng ta cũng phải giao cho các cô rồi." Kim Văn Ngạo mở miệng cười. Hứa Bích Hoài nghe thấy Kim Văn Ngạo nói như vậy, mắt bỗng sáng lên, sau đó rót một ly rượu, lại kính Kim Văn Ngạo một ly, mở miệng nói, "Nếu chủ tịch Kim đã giao dự án này cho tôi, vậy tôi nhất định sẽ không để chủ tịch Kim thất vọng." mọi người trên bàn tiếc cũng bắt đầu vỗ tay lúc này cửa phòng bao có hai người đang đứng một người trong đó là cậu chủ của công ty địa ốc vân hải con trai của kim văn ngạo kim tôn mà một người khác chính là hứa trai hiệp đang bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa lần trước sau khi hứa trai hiệp đánh triệu xuân diệu cảm thấy cơn giận trong lòng của mình cũng xả ra rồi còn lại chỉ là muốn làm sao đối phó hứa bích hoài vừa hay thông qua một người bận quen được cậu cả của công ty địa ốc vân hải hai người có thể nói là loại không ra gì rất nhanh trở thành bạn tốt không gì không nói hôm nay kim tôn cùng hứa trai hiệp cùng đến đây uống rượu kim tôn nhắc đến công ty hứa ra muốn hợp tác với bọn họ hứa trai hiệp khẽ đảo mắt nghĩ cơ hội của mình cuối cùng cũng đến rồi anh ta biết kim tôn là kẻ háo sắc nhất là hứng thú với thiếu phụ tóm lại thích hẹn một số cô gái có chồng ra chơi cho nên anh ta bèn nói chuyện của hứa bích hoài với kim tôn còn nhấn mạnh dung mạo của Hứa Bích Hoài cùng mức độ phế vật của Lâm Thanh Diện Kim Tôn cũng nghe nói chuyện của Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện biết Hứa Bích Hoài là đại mỹ nữ nổi tiếng của Hồng Thành cộng thêm Lâm Thanh Diện lại là một tên vô dụng anh ta lập tức có hứng thú với Hứa Bích Hoài có điều Kim Tôn nghe nói Hứa Bích Hoài là một cô gái nghiêm túc muốn hẹn ra ngoài chơi cực kỳ khó khăn Hứa Trai Hiệp cười nói với Kim Tôn bây giờ nhà họ Hứa đang cần dự án hợp tác này dự án này của công ty địa ốc Vân Hải đối với công ty hứa ra cực kỳ quan trọng, Kim Tôn có thể lấy chuyện hợp tác này đến uy hiếp hứa Bích Hoài. Cho dù hứa Bích Hoài có nghiêm túc hơn nữa, một khi công ty hứa ra rơi vào nguy cơ khủng hoảng, cô cũng buộc phải đưa ra lựa chọn. Lúc đó cho dù cô không chịu, công ty hứa ra trên dưới nhiều nhân viên như vậy, chắc chắn cũng sẽ ép hứa Bích Hoài. Kim Tôn cảm thất hứa trai hiệp nói đúng, cho nên bèn cùng anh ta đến xem hứa Bích Hoài lớn lên rốt cuộc trông như thế nào. Cậu đừng nói nữa, hứa bích hoài này lớn lên thật sự có phong vị, lần này nếu như chơi được, chắc chắn sảng khoái, Kim Tôn nheo mắt nhìn chằm chằm hứa bích hoài ở bên trong mà mở miệng nói. Lúc này hứa bích hoài đã uống say rồi, gương mặt hơi ửng đỏ khiến cô trông càng quyến rũ hơn. Tôi lại lừa cậu Kim hay sao, hơn nữa cách tôi nói tuyệt đối được, công ty hứa ra như thế nào, tôi biết rõ, hứa bích hoài lại là người quan tâm đại cục, đến lúc đó chắc chắn sẽ chọn nghe theo cậu Kim mà thôi, hứa trai hiệp mặt mày âm hiểm nói. Kim Tôn gật đầu, nói, lát nữa đợi kết thúc bữa tiệc, đi thăm dò cô ta. Một lúc sau, bữa tiệc kết thúc, hứa Bích Hoài và Kim Văn Ngạo nói tạm biệt, sau đó lảo đảo từ trong phòng bao bước ra, bởi vì hôm nay phải uống rượu, cô không có lái xe, bây giờ phải đi xuống bắt taxi về nhà. Khi cô đi đến góc cua ở cầu thang, hai bóng người đột nhiên chặn ở trước mặt cô, một tay trực tiếp túm lấy cổ tay của cô, ấn cô vào tường. Làn da này, thật sự rất tinh tế, không phải thật sự giống như cậu nói, tên phế vật lâm thanh diện đó, còn chưa từng chạm vào cô ta. Kim Tôn cười nói, chương 272, có thể ưu tú hơn lâm thanh diện sao? Hứa Bích Hoài vẻ mặt hoảng hốt nhìn hai người bất ngờ xuất hiện này, nhất là sau khi nhìn thấy hứa trai hiệp, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Hứa trai hiệp, cậu lại muốn làm cái gì? lẽ nào giáo huấn lần trước còn chưa khiến cậu nhớ sao hứa bích hoài cản giam nói hứa trai hiệp cười mở miệng nói lần này không phải tôi muốn làm gì là cậu chủ của công ty địa ốc vân hải kim tôn cậu kim muốn thương lượng chúc chuyện với chị chị đừng mở miệng là vu khống tôi hứa bích hoài hừ lạnh một tiếng nếu hứa trai hiệp xuất hiện ở đây cho dù anh ta nói không liên quan gì đến anh ta hứa bích hoài cũng tuyệt đối không tin hơn nữa chuyện có liên quan tới hứa trai hiệp bình thường đều sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Kim Tôn mỉm cười với hứa Bích Hoài, mở miệng nói, không sai, là tôi nhìn chúng cô, tôi nghe nói chồng của cô là một tên phế vật, anh ta chắc chắn không có cách thỏa mãn cô, cho nên tôi đến tìm cô, muốn chơi cùng cô, như thế nào, tối nay lên trên thuê phòng cùng tôi, tôi bảo đảm khiển cô thoải mái, như thế nào. Đồ biến thái, anh buông tôi ra, nếu không tôi gọi người. Hứa Bích Hoài dùng sức giấy ruộng, nhưng sức của cô không bằng kim tôn, căn bản không giảng ra được. Hứa Bích Hoài, cô không nghe hiểu lời tôi nói phải không, anh ấy là cậu chủ của công ty địa ốc Vân Hải, cũng chính là công ty mà chị muốn hợp tác đó. Cậu Kim đến tìm chị, là nhìn chúng chị, chị nếu như thức thời thì mau đồng ý với anh ấy, nếu không chị hối hận cũng không kịp đâu, hứa cha hiệp ở một bên nói một câu. Tôi có cái gì phải hối hận chứ? Tôi không đồng ý, hai người còn dám với dùng vũ lực với tôi. Hứa Bích Hoài tức giận đùng đùng nói: "He he, không đến mức dùng vũ lực với cô, chỉ có điều chuyện hợp tác chắc không dễ bàn tiếp đâu. Ba tôi rất nghe lời của tôi, cô nếu như không đồng ý chơi cùng tôi, tôi bất cứ lúc nào có thể kêu ba tôi từ chối hợp tác với công ty của các cô." Kim Tôn cười lạnh. Trong lòng Hứa Bích Hoài kêu lộp bộp, sau đó mở miệng nói: "Điều này không thể, ba anh đã đồng ý hợp tác với công ty chúng tôi rồi, bất động sản Vân Hải các anh nếu như dễ dàng hối hận như vậy" sau này sợ rằng không có công ty nào bảng lòng hợp tác với các anh nữa. Kim Tôn cười cười, mở miệng nói, ai nói ba tôi đồng ý với cô. Các cô đã ký hợp đồng chưa? Chuyện này chẳng qua chỉ là mấy lời khách khí trên bàn rượu mà thôi, chỉ cần tôi đi tìm ba tôi nói một tiếng, chuyện hợp tác này không thể cho công ty các cô rồi. Sắc mặt của hứa Bích Hoài thay đổi, Kim Văn Ngạo quả thật đã đồng ý với cô rồi, nhưng hợp đồng nói đợi mai sẽ ký, nếu như Kim Tôn lúc này nói gì đó vào tai của ba anh ta, không chừng thật sự sẽ ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai công ty. Cô cắn môi liếc nhìn Kim Tôn, mở miệng nói, anh tại sao muốn làm như vậy? Tôi và anh không thù không oán, có phải hứa trai hiệp suối anh đến, ân oán giữa tôi và hứa trai hiệp, để tôi và nó đến giải quyết là được rồi, anh tốt nhất đừng nhúng tay vào. Kim Tôn cười nói, ai nói không thù không oán thì tôi không thể tìm cô, cô lớn lên xinh đẹp như vậy, chồng lại là tên vô dụng, tôi muốn cô, đội cho tên vô dụng đó cái nón xanh, chính là thú vui lớn nhất của tôi. Cô nói cô có đồng ý hay không, nếu như cô đồng ý, chuyện hợp tác giữa công ty của các cô và công ty của chúng tôi sẽ tiến hành bình thường, nếu như cô không đồng ý, he he, chuyện hợp tác này không cân bản nữa. Hứa Bích Hoài nghiến răng, lạnh giọng nói, anh đừng hòng dùng cách này đến uy hiếp tôi, muốn tôi đồng ý loại chuyện này của anh, tuyệt đối không thể. Xem ra thật sự là một người phụ nữ cố chấp, có điều tôi thích như vậy, bây giờ cô ở trước mặt tôi biểu hiện sự nghiêm túc như vậy, đợi khi lên giường, dáng vẻ đó của cô sẽ càng khiến cô hưng phấn Kim Tôn nói rồi, còn liếm liếm lưỡi. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Kim Tôn như thế, trong lòng liên thấy buôn nôn, dùng sức muốn rằng tay ra khỏi Kim Tôn, Kim Tôn thấy Hứa Bích Hoài phản kháng như vậy, càng thêm hưng phấn, trực tiếp ấn hai tay của cô lên tường, cúi đầu muốn tiến sát gần gương mặt của cô. Mặt mày Hứa Bích Hoài rất sốt ruột, sau đó nhấc một chân lên trực tiếp đá vào hạ bộ của Kim Tôn. Kim Tôn kêu thảm thiết một tiếng, lập tức buông tay của hứa Bích Hoài ra. Hứa Bích Hoài nhận cơ hội quảng một cái tát lên mặt Kim Tôn, sau đó vội vàng chạy xuống lầu. Kim Tôn ôm nơi đó của mình, mặt mày nhăn nhó nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của hứa Bích Hoài, mở miệng hết một câu, chờ đấy cho tôi, cô không đồng ý với tôi, sớm muộn có một ngày cô hối hận. Hứa Bích Hoài sau khi chạy về bên ngoài khách sạn, vội vàng bắt một chiếc taxi, trở về Vịnh Đằng Long. Cô đã tỉnh rượu rồi, chuyện xảy ra vừa rồi vẫn khiến cô có chút lo lắng. Cô đưa tay sờ vào cổ tay bị siết đỏ của mình, trong lòng liền thấy uất ức. Có điều cô cũng hiểu đây chính là tàn nhẫn của chức vị, tóm lại có người sẽ dùng mọi thứ mọi cách đến uy hiếp cô, muốn ngồi vững ở vị trí này thì bắt buộc phải ứng phó được với những uy hiếp này. Đến lúc này, hứa Bích Hoài mới hiểu, thì ra muốn bàn thành công một dự án, không có đơn giản như cô đã nghĩ. Trước đây mặc kệ mượn dùng biệt thự Thiên Vân hay dự án của tập đoàn Thiên Dương, đều là Lâm Thanh Diện giúp cô đi thương lược, mãi đến bây giờ, cô mới biết Lâm Thanh Diện ban đầu đã phải chịu khổ như thế nào. Đương nhiên, cô không hề biết, Lâm Thanh Diện giúp cô thương lượng thành công những chuyện này, chẳng qua chỉ là một câu nói, không có chịu khổ gì cả, dù sao những thứ đó đều là của Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài không biết những điều này, cho nên mới cảm thấy Lâm Thanh Diên đi giúp cô đàm phán kinh doanh, cho dù là tìm bạn bè, cũng chắc chắn phải trải qua rất nhiều khó khăn. Nghĩ như thế, trong lòng cô không khỏi cảm kích Lâm Thanh Diện. Vốn dĩ cô còn thẳng thắn nói với Lâm Thanh Diện dựa vào bản thân nhất định có thể đàm phán thành công chuyện hợp tác này, nhưng bây giờ cô không cảm thấy như vậy nữa. Cho dù năng lực làm việc của cô đã đủ tư cách rồi, nhưng tóm lại có một vài người muốn lợi dụng quyền của bản thân đến chiếm tiện nghi của cô y quán của từ tài. Lâm Thanh Diện lúc này đang ngồi bên canh từ tài, hai mắt nhìn từ tài, cùng Tú đứng cạnh ông ta. Tú lúc này mặt mày ửng đỏ, ánh mắt vừa xấu hổ vừa oán hận, còn thỉnh thoảng lườm từ tài, rõ ràng rất bất mãn với ông ta. Vừa rồi Lâm Thanh Diện đến đây, từ tài truy hỏi Lâm Thanh Diện tại sao không chấp nhận Tú làm vợ nhỏ của anh, lúc đó cúp máy, Tú đã trách móc từ tài một trận, bởi vì từ tài muốn đem cô ta cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện vậy mà còn không cần, khiến cô ta cảm thấy cực kỳ mất mặt tú thấy từ tài vậy mà trước mặt cô hỏi lâm thanh diện về vấn đề này bỗng dưng muốn bạo phát cầm con dao đuổi từ tài chạy mấy vòng quanh sân thấy từ tài không chạy nổi nữa thì mới dừng lại lâm thanh diện bất lực nhìn hai thầy trò này cản bọn họ lại kéo vào trong phòng lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống nói đi ông tìm tôi đến là chuyện gì là muốn cùng tôi đánh cờ sao lâm thanh diện mở miệng hỏi tôi rảnh không có việc gì tìm chuyện phiền phức này làm gì, muốn đánh cờ cùng cậu không phải là tôi, mà là một người bạn cũ của tôi, từ tài mở miệng. Ồ, oh, ai, Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Nói ra thì dài dòng, người này là người thành phố Thanh Vân, tôi có khoảng thời gian một năm sống ở thành phố Thanh Vân, khi đó tuổi trẻ nông nối, đắc tội với một vài người, cuối cùng không có đường để đi, chính là người bạn cũ này đã giúp tôi giải quyết. Người này tên là Tân Đốc Công, nhà họ Tân là đại gia tộc của thành phố Thanh Vân, ở thành phố Thanh Vân có lai lịch thâm hậu, thực lực không kém nhà họ cổ ở Hồng Thành bây giờ. Lúc đó Tân Đốc Công là cậu chủ của nhà họ Tân, ở thành phố Thanh Vân cũng là sự tồn tại có thể đi ngang. Ông ta nghe nói tôi biết y thuật, giúp tôi giải quyết những rắc rối đó, kêu tôi khám bệnh cho vợ của ông ta. Trong thời gian khám bệnh cho vợ ông ta, tôi phát hiện ông ta rất say mê với cờ vây, vừa hay tôi cảm thấy trình độ cờ vây của mình cũng không kém, chơi vài lần với ông ta không thể không nói trình độ cờ vây của ông ta không phải người bình thường có thể so sánh tôi phát kiệt não mới đánh hòa với ông ta lúc đó ông ta không phục cứ muốn đánh tiếp để phân thắng thua tôi lúc đó biết rõ nếu như tiếp tục đánh tôi chắc chắn sẽ thua ông ta cho nên thoái thác nói không tiện đợi lần sau ông ta thấy tôi thoái thác thì cá cược với tôi nói lần sau khi đánh cờ vây nếu như ông ta thắng tôi tôi phải khám bệnh cả đời cho người của nhà họ tân mà ông ta nếu như thua đợi chúng tôi có con, ông ta sẽ gả con gái của ông ta cho con của tôi. Sau này tôi bởi vì một số chuyện, ở ngoài bươn trải, thì không có quay lại thành phố Thanh Vân nữa, hẹn ước này cũng kéo dài nhiều năm như vậy, hiện nay Tân Đốc Công đã trở thành gia chủ của nhà họ tần còn trở thành hội trưởng của câu lạc bộ cờ vây của thành phố Thanh Vân, có một đứa con gái, nghe nói cũng là thiên tài chơi cờ vây. Hai ngày trước tôi đột nhiên nhận được tin tức của Tân Đốc Công, nói ông ta muốn đến Hồng thành tìm tôi thực hiện ván cược năm đó, tôi mới đầu từ chối rồi, dù sao nhiều năm như vậy tôi không có con cái, chỉ có một đồ đệ là Tú, cho dù thẳng, con gái của ông ta cũng không thể gả qua được. Tân Đốc Công nghe vậy thì thay đổi tiền cược, nói tôi nếu như thẳng, có thể tùy ý đưa ra yêu cầu, chỉ cần ông ta có thể đáp ứng, thì nhất định đồng ý, mà tôi nếu như thua thì phải để Tú làm vợ của con trai ông ta, dù sao ván cược này phải thực hiện. Tôi mấy năm nay cũng không có chơi cờ vây nữa, Tân Đốc Công đã trở thành hội trưởng của câu lạc bộ cờ vây của thành phố Thanh Vân, trình độ chắc chắn không tâm thường, tôi muốn thắng ông ta, khó càng thêm khó, nhưng con người của Tân Đốc Công có chút cố chấp, muốn từ chối ông ta cũng không được, cho nên tôi chỉ có thể tìm cậu đến giúp đỡ. Lâm Thanh Diện nghe xong từ tài nói, gật đầu, nhắc đến thành phố Thanh Vân, Lâm Thanh Diện đến Trần Tài Anh năm đó cũng từ thành phố Thanh Vân trốn ra, trước đây Lâm Thanh Diện từng nghĩ sẽ giúp Trần Tài Anh trả thù, nếu như có thể nhờ mối quan hệ với nhà họ Tân, không chừng nhận được giúp đỡ. Đây là cá cược giữa ông với ông ta, tôi thay ông không phải không hợp quy tắc sao?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu. Tân Đốc Công nói, "Có thể tù người thay, ông ta đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, căn bản không sợ tôi tìm người giúp, hơn nữa tôi cảm hát tấp ông ta nhắm vào Tú mà đến, ông ta chắc chắn nhớ tôi dạy y thuật đó cho Tú, Tú nếu như gã vào nhà họ Tân, Vậy không phải khám bệnh cả đời cho nhà họ Tân hay sao?" Từ Tài mở miệng nói. "Đúng thế, con không muốn gả cho người của nhà họ Tân gì đó đâu, con muốn cả đời đi theo bên cạnh sư phụ." Tú cũng mở miệng nói một câu. Lúc này một tiếng cười sảng khoái vang lên, sau đó có mấy người đi từ ngoài cửa vào. "Sư phụ của cháu có gì tốt, một lão già chết tiệt, gả vào nhà họ Tân, ta có thể cho cháu vinh hoa phú quý vô tận, con trai của ta cũng rất yêu Tú." Người nói chuyện chính là Tân Đốc Công, đi theo phía sau ông ta có một nam một nữa, và mấy người đàn ông cao to mặc vest, nhìn trông giống vệ sĩ. Con trai của ông có ưu tú gì, có ưu tú hơn nữa, có thể ưu tú hơn Lâm Thanh Diện sao? Tú nhìn thấy Tân Đốc Công đi vào, bỗng mặt mày sợ hãi, trực tiếp trốn sau người Lâm Thanh Diện. chương 273, thủ hạ bại tướng mà thôi. Tân Đốc Công liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lông mày nhíu lại, Tú hình như rất thần cận với cậu thanh niên này, mục đích mà ông ta đến đây lần này chính là tìm vợ cho con trai ông ta, cậu thanh niên trước mắt này rất có khả năng sẽ trở thành tình địch của con trai ông ta. Có điều là gia chủ của nhà họ Tần ở thành phố Thanh Vân, Tân Đốc Công không có biểu hiện ra bất cứ sự bất mãn nào, chỉ mỉm cười liếc nhìn Tú, mở miệng nói con trai ta cao giáo đẹp trai, tương lai chính là người thừa kế tài sản của nhà họ Tân, có yêu Tú hay không, còn cần phải nói sao. Tú bĩu môi, rõ ràng không có cảm thấy người thừa kế của nhà họ Tân có gì lợi hại cả. Lôi nhi, vô song, còn không mau chào chú tử của mấy đứa, Tân Đốc Công quay sang liếc nhìn một nam một nữ phía sau mình. Nam Tuấn Túm, nữ dịu dàng động lòng người, là kiểu người mặc kệ đi đến đâu cũng đều thu hút ánh nhìn. Hai người này chính là con trai con gái của Tân Đốc Công, con trai tên Tân Hùng, con gái tên Tân Vô Song, hai người đều là người giỏi giang trong lớp trẻ của thành phố Thanh Vân, ở thành phố Thanh Vân có danh tiếng rất lớn. Tân Hùng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng có thiên phú kinh doanh hơn người, khi người ta còn đang học đại học, anh đã dựa vào sự cố gắng của mình, gây dựng ba công ty, ở thành phố Thanh Vân, anh ta cũng có danh xưng kỳ tài thương nghiệp. Tân Vô Song là mỹ nữ nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân, cô ta theo sở thích của Tân Đốc Công, từ nhỏ say mê cờ vây, trước mắt ở trong câu lạc bộ cờ vây của thành phố Thanh Vân cũng có địa vị khá cao địa vị này không phải cô ta dựa vào tân đốc công mà lấy được, mà cô ta dựa vào thực lực của mình giành được. Ở câu lạc bộ cờ vây của thành phố Thanh Vân, không có ai dám nghi ngờ địa vị của cô ta. Những người nghi ngờ cô ta đều đã trở thành thủ hạ bại tưởng của cô ta rồi. Chính vì từ bé đến lớn đều ưu tú, cho nên trong lòng của hai người đều có tâm khí khá kiêu ngạo, có lúc căn bản không đặt người cùng tuổi mình vào trong mắt. Vừa rồi Tú trốn sau người Lâm Thanh Diện, nói ra những lời đó, khiến hai người đều khinh thường. Hai người đều bước lên một bước, chào hỏi với từ tài. Tân Đốc Công mỉm cười liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, không biết cậu thanh niên này là. Cậu ta là người tôi tìm đến đánh cờ với ông, phán cược năm đó để cậu ta đến hoàn thành thay tôi đi, từ tài mở miệng. Tân Đốc Công xứng người, sau đó mở miệng nói, từ tài, ông không phải gấp gáp như vậy muốn đưa tú của ông gả cho con trai tôi rồi chứ cậu thanh niên này nhìn tuổi tác cũng tương đương với con trai của tôi, ông chắc chắn muốn để cậu ta thay thế ông. Từ tài lập tức lườm, mở miệng nói, ông đừng xem thường Lâm Thanh Diệt, trình độ cờ vây của cậu ta, không thua kém gì ông cả, đến lúc đó không chắc ai thua ai thắng đâu. Tân Đốc công cười, quay sang hỏi Lâm Thanh Diệt, không biết cậu thanh niên này xưng hô như thế nào. Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diệt nhàn nhạt đáp. Tôi nghe nói Hồng Thành có một tên vô dụng nổi tiếng, cũng tên Lâm Thanh Diệt, cái tên này của anh đặt thật không đẹp, bình thường chắc chắn sẽ có rất nhiều người hiểu làm anh Tân Hùng ở một bên mở miệng nói. Tôi chính là Lâm Thanh Diện mà anh nói, Lâm Thanh Diện không có để tâm những người này nhìn mình như thế nào, chỉ là khiến anh không ngờ, danh tiếng này của mình vậy mà cũng chuyển đến thành phố Thanh Vân. Đương nhiên rồi, điều này đối với Lâm Thanh Diện mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì, khi tất cả mọi người đều cảm thấy anh là tên phế vật, cũng là lúc anh an toàn nhất mấy năm nay nếu không phải có cái danh tiếng này ở ngoài, Lạc Hân sợ rằng sớm đã bắt đầu đối phó anh rồi. Tân Hùng thấy Lâm Thanh Diện thừa nhận, lập tức cười to, không thèm quan tâm Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, không ngờ anh chính là tên phế vật nổi tiếng đó. Ba, con thấy chú từ đây là đang đùa với ba đó, để anh ta thay thế chú tử, ván cược mày còn có ý nghĩa gì nữa, con thấy căn bản không cần đấu nữa đâu. Tân Đốc Công cũng có hơi bất ngờ nhìn sang từ tài, mở miệng nói, từ tài, cho dù ông muốn thua tôi, cũng không cân nhường tôi như thế đâu. Cậu thanh niên tên là Lâm Thanh Diện này cũng cân mặt mũi. Theo tôi thấy, ông vẫn là tự mình lên đi. Cậu ta có danh tiếng không tốt, cậu ta thay thế ông. Đây không phải cố tình làm tốn thương lòng tự tôn của cậu ta sao? Sắc mặt của từ tài khó coi, không ngờ mấy người tân đốc công vậy mà nhìn Lâm Thanh Diện như vậy. Điều này khiến ông ta có hơi cáu. Tôi ngược lại cảm thấy, ông đường đường là một vị hội trưởng của câu lạc bộ cờ vây, thua trong tay một phế vật như vậy, mới càng tốn thương lòng tự tôn. Lúc này Lâm Thanh Diện cười nói một câu. Tân đốc công xứng người, sắc mặt trở nên có chút khó coi, ông ta vậy mà bị một tên phế vật khiêu khích. Hôm nay nếu như không có tên nhóc này một bài học, vậy trước hội trưởng của câu lạc bộ cờ vây này ông ta làm cũng uống rồi. Thật là cuồng vọng, anh có phải xem cờ vây suy nghĩ quá đơn giản rồi không, lấy thực lực của ba tôi, cho dù Thái Sơn bắt đầu thẩm bình vương thẩm đại sư của giới cờ vây cũng phải nể mặt vài phần anh tính là thứ gì chứ, cũng dám ở đây ăn nói linh tinh có thể thắng ba tôi. Tân vô song mặt mày luôn lạnh tanh, bày ra dáng vẻ nữ thần lùng lạnh, lúc này mở miệng nói một câu. Cô ta bình thường xem thường nhất chính là những người rõ ràng không có bản lĩnh gì, lại cứ muốn giả vờ rất lợi hại. Theo cô ta thấy, Lâm Thanh Diện không nghĩ ngờ gì nữa chính là loại người này. Thẩm Bình Vương, khóe môi của Lâm Thanh Diện cong lên lộ ra nụ cười chiêu tức, trình độ của ông ta cũng không tốt lắm, nếu như trình độ của ba cô cùng đẳng cấp với ông ấy, tôi ngược lại cảm thấy ông ta hôm nay thua chắc rồi. Anh, Tân Vô Song lập tức tức giận, cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang sỉ nhục bọn họ, dù sao địa vị của Thẩm Bình Vương trong giới cờ vây toàn quốc, cho dù không phải cao nhất, đó cũng không phải người khác vì tiện có thể đạt tới. Bây giờ Lâm Thanh Diện vậy mà nói thực lực của Thẩm Bình Vương không tốt lắm, đây chính là xuất khẩu cuồng ngôn, càng khiến Tân Vô Song chắc chắn, Tên Lâm Thanh diện này chính là một tên chỉ biết to mồm. Sắc mặt của Tân Đốc công rõ ràng cũng trở nên khó coi, Thẩm Bình Vương cũng là một người ông ta kính trọng, bây giờ Lâm Thanh diện mặt mày khinh thường như vậy, khiến ông ta và Tân Vô Song nảy sinh suy nghĩ giống nhau. Nếu anh cảm thấy mình lợi hại như vậy, vậy thì mau cọ sát với ba tôi đi, tôi ngược lại muốn xem thử, một tên phế vật có tiếng như anh, lấy cái gì để thắng hội trưởng của câu lạc bộ cờ vây của thành phố Thanh Vân như ba tôi? tôi còn đợi đón Tú vào cửa nữa, Tân Hùng cười nói một câu. Lúc này Tân vô song bước lên một bước, mở miệng nói, ba, người này nói chuyện không tôn trọng ba, nếu chú tử đã để người như thế này đến đánh với ba, vậy ván cược này con thay ba hoàn thành, con phải khiến tên cuồng vọng vô chi này biết bản thân đang ở đâu, anh ta nếu như ngay cả con cũng không thẳng được, vậy thì đừng nói đến chuyện thẳng ba. Lâm Thanh Diện trực tiếp ngồi xuống trước chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, mở miệng nói, mấy người ai đến cũng như nhau, thời gian của tôi không nhiều, mời mau chóng quyết định. Người của nhà họ Tân này vừa đến thì giễu cợt Lâm Thanh Diện một trận, cho dù tính tình của Lâm Thanh Diện có tốt hơn nữa, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cho nên Lâm Thanh Diện cũng không định lấy thái độ tốt gì đối đãi với bọn họ, tôn trọng phải từ hai phía, người của nhà họ Tần không để Lâm Thanh Diện vào trong mắt, Lâm Thanh Diện hà tất gì phải khách khí với bọn họ. Giả vờ cũng được cái dáng vẻ đấy, thật tưởng mình là đại sư chắc, nực cười, Tân Hùng chế diễu nói. Tân vô song lại liếc nhìn Tân Đốc Công, trưng cầu ý kiến của ông ta. Tân Đốc Công gật đầu với Tân vô song, nói, nếu đã như vậy, vậy thì để vô song đến thay tôi dạy tiểu bối cuông vọng vô chi này một bài học đi. Tân vô song lập tức đi đến bên chiếc bàn ngồi đối diện với Lâm Thanh Diện. Từ tài, thật không ngờ, nhiều năm như vậy không gặp, ông vậy mà trở nên ki bo như vậy, tôi chẳng qua bám lấy ông muốn phân cao thấp với ông mà thôi, ông cũng không cần thiết tìm một người như vậy đến hạ mã uy cho tôi chứ. Tân đốc công thở dài mở miệng nói. Từ tài mặt mày ngại ngùng, bầu không khí lúc này trở nên căng thẳng như vậy, cũng ngoài dự liệu của ông ta, thật sự nếu nói, chuyện này là tần hùng khiêu khích trước, anh ta nếu tôn trọng với Lâm Thanh Diện một chút, Lâm Thanh Diện cũng sẽ không dùng thái độ này đối với bọn họ rồi. Còn không phải đều là do con trai của ông vừa đến đã nói Lâm Thanh Diện là phế vật, là con trai của không biết phép lịch sự cũng dám nói yêu tú, thật buồn nôn tú tức giận đùng đùng nói một câu. Tôi chẳng qua nói sự thật mà thôi, Tân Hùng có chút không phục. Anh vì tiện chê cười người khác, chính là nói sự thật, Lâm Thanh Diện nói mấy câu, thì trở thành hạ mã uy với mấy người rồi, mấy người biết anh ta không phải nói sự thật, tú thay Lâm Thanh Diện nói ra điều bất công. Ôi giời, cô tốt xấu gì cũng phải xem anh ta nói có gì tốt chứ, anh nói trình độ của thẩm bình vương thẩm đại sư tệ, cô cảm thấy lời này có thể là nói thật sao? Cô đừng nói với tôi anh ta từng thắng thẩm bình vương, tần hùng phản bác. Hừ, cái này thì không chắc, ngộ nhớ thật sự từng thẳng thì sao, tú lập tức giấu môi. Từ tài hô khẽ hai tiếng, mở miệng nói, đừng tranh luận nữa, trước tiên xem hai người thi đấu đã, dùng thực lực nói chuyện, tranh luận có ý nghĩa gì. Mấy người lúc này đi đến bên cạnh chiếc bàn, từ tài và tú đứng ở phía sau lâm thanh diện, tân đốc công và tân hùng đứng ở phía sau tần vô song cái câu vừa nãy của cậu quả thật thổi phồng hơi quá rồi thẩm bình vương chính là nhân vật có trọng lượng trong giới cờ vây cậu nói trình độ của ông ta không tốt bọn họ chắc chắn không vui rồi từ tài nói nhỏ một câu vào bên tai của lâm thanh diện lâm thanh diện mỉm cười mở miệng nói cái gì mà nhân vật có trọng lượng thủ hạ bại tướng mà thôi có gì không thể nói từ tài sững người sau đó trong lòng liền thấy ngạc nhiên lâm thanh diện vậy mà nói thẩm bình vương là thủ hạ bại tướng nếu như là thật vậy trình độ của lâm thanh diện thật sự đã cực kỳ cao rồi nhưng vừa nghĩ ông ta lại cảm thấy có chút không thể dù sao nhân vật đẳng cấp đại sư như thẩm bình vương trước nay không dễ dàng thi đấu với người khác hơn nữa ông ta cũng chưa từng nghe nói thẩm bình vương đến hồng thành từ tài đến bây giờ cũng không biết khoảng thời gian trước lâm thanh diện đã đến thủ đô một chuyến so tài giữa anh với thẩm bình vương lại xảy ra ở nhà họ lâm không có bao nhiêu người biết từ tài nghĩ như vậy cũng là điều bình thường rất nhanh, quyết đấu giữa Lâm Thanh Diện và Tân Vô Song bắt đầu, Tân Vô Song mắt không rời khỏi bàn cờ vây, thái độ nghiêm túc, không có bởi vì trong lòng xem thường Lâm Thanh Diện mà hở lộ sơ hở. Điều này khiến Lâm Thanh Diện đối với Tân Vô Song sinh ra một tia khâm phục, chỉ một điểm này thôi, cô ta đã mạnh hơn không ít người đồ đệ đó của Thẩm Bình Vương rồi. Tân Vô Song giỏi về tấn công, phong mang lộ rõ, cô ta ở trên bàn cờ thiết lập một cục diện lớn khiến người khác không tưởng tượng được cô ta là một cô gái dịu dàng như này lâm thanh diện cảm thấy phong cách đánh cờ của tân vô song rất có ý tứ cho nên vừa bắt đầu không có tiến hành phản công mà lấy lùi làm tiến muốn xem thử tân vô song có phải người chỉ biết công mà không biết quay đầu hay không cho nên vừa bắt đầu trên bàn cờ lâm thanh diện bèn bị chèn ép giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thua tân đốc công nhìn thấy cục diện trên bàn cờ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý mở miệng nói, trình độ này của cậu, cũng dám nói linh tinh trình độ của thấm bình vương thẩm đại sư không được, vô song vừa lên thì công cậu liền bó tay, cục diện khác biệt như này, cậu muốn lật ngược ván cờ cũng khó, tôi khuyên cậu vẫn là mau nhận thua đi. Vậy sao, Lâm Thanh Diện cười cười, cảm thấy bản thân nhìn ra đường đi nước bước của tân vô song rồi, khí thế của cô gái này quả thật lăng lệ, nhưng làm việc không nghĩ hậu quả, cô chỉ quan tâm công, không có chú ý Lâm Thanh Diện đã bày thiên la địa võng trên bàn cờ rồi. Tần Vô Song nhìn thì giống như tiến công mạnh mẽ, thực chất đã chui sâu vào nội địa của Lâm Thanh Diện. Bây giờ Lâm Thanh Diện muốn cục diện lật ngược, chỉ cần một quân cờ. Anh ta nhấc tay đặt quân cờ xuống, cục diện trên cả bàn cờ lập tức thay đổi, ưu thế của Tần Vô Song lập tức trở thành điểm bất lợi, cô ta bây giờ thật sự thất thế, về sau đã không còn bất cứ cục diện có thể phản kích được nữa. Bây giờ, tôi muốn lật ngược thế cục, còn khó không? chương 274, làm vợ nhỏ của Lâm Thanh Diện. Tân vô song mặt mày sướng sờ, cô ta vốn dĩ tưởng mình đã sắp thẳng rồi, trong lòng còn sinh ra một tia đắc ý, nghĩ không lâu nữa, Lâm Thanh Diện sẽ thua sạch, mà cô cũng từ từ triệt hạ Lâm Thanh Diện. Nhưng cô ta thế nào cũng không ngờ, Lâm Thanh Diện lại dựa vào một quân cờ, bèn cắt ngang tất cả đường lui của cô, mà trước đó cô tấn công mạnh mẽ, dẫn đến bản thân không có quá nhiều lựa chọn. Mặc dù bây giờ ván cờ còn chưa có kết thúc, nhưng trong lòng tân vô song biết rõ, mặc kệ cô cứu vãn như thế nào, ván quyết đấu này, cô ta cũng không có cơ hội để thẳng. Tân đốc công mặt mày kinh ngạc nhìn cục diện thay đổi trên bàn cờ, một chiêu này của Lâm Thanh Diệt, cho dù là ông ta, cũng không ngờ tới. Tương, tương tư đoạn, đây là tương tư đoạn, tân đốc công kêu lên. Tú có chút nghi hoặc liếc nhìn bàn cờ, mặc dù cô cũng thích đánh cờ, nhưng không biết cái gì là tương tư đoạn. Sư phụ, tương tư đoạn là cái gì? Tú quay đầu hỏi Từ Tài. Từ Tài hít sâu một hơi, mở miệng nói tương tư đoạn là cách đi rất cao siêu trong bộ môn cờ vây, loại cách đi này mới đầu nhìn trông rất bình thường, thực chất mỗi bước đi, đều bày trận trong tối, đối thủ dưới loại trạng thái này, sẽ tưởng thực lực của đối phương không được, cho nên người lựa chọn tấn công mạnh mẽ có rất nhiều. Mà tương tư đoạn chính là khắc tinh của những người thích tấn công mạnh mẽ, một khi đã vào trong tâm khống chế của tương tư đoạn, chỉ cần một quân cờ thì có thể cắt đứt tất cả đường lui của đối phương. Chỗ lợi hại nhất của loại cách đi này là ở lúc thân không biết quỷ không hay để con rơi vào cái bẫy của cậu ta, con tưởng rằng mình sắp thắng rồi, nhưng điều này chẳng qua chỉ là ảo giác cậu ta cho con, thắng thua thật sự chính là khi con rơi vào trong cái bẫy đó thì đã chắc chắn rồi. Tương tư đoạn mặc dù lợi hại, nhưng độ khó sử dụng có thể nói là cấp hiện tượng, tất cả đều được sắp xếp trong đầu tùy lúc vận dụng, lấy trình độ của người bình thường, không khống chế được thời khắc lật ngược cục diện thì sẽ bị đảo loạn nghe xong lời giải thích của từ tài tú lộ ra vẻ mặt sùng bái mở miệng nói oa vậy lâm thanh diện không phải rất lợi hại sao đâu chỉ là lợi hại loại cách đi như tương tư đoạn đại sư đỉnh cấp trong giới cờ vây trong nước cũng không có mấy người có thể dùng được cho dù là thẩm bình vương mấy năm trước cũng từng bày tỏ ông ta không dùng được cách đi của tương tư đoạn xem ra lâm thanh diện thật sự không nói khoác có lẽ cho dù thẩm bình vương đến sợ rằng cũng không thắng nổi cậu ta từ tài mở miệng Tần Đốc Công lúc này đã bị một chiêu tương tư đoạn này của Lâm Thanh Diện làm cho triệt để kinh ngạc rồi, cho dù là bản thân ông ta, đối diện với chiêu này, cũng tuyệt đối không có khả năng lật ngược thể cờ. Ông ta vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mãi đến lúc này, ông ta mới ý thức được, Lâm Thanh Diện căn bản không có nói khoác, trình độ của cậu thanh niên này, sợ rằng đã trên ông ta rất nhiều. Ván cờ còn chưa kết thúc, tiếp tục đi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Tần vô song mặt mày xấu hổ, lúc này cô ta đâu còn có tâm tư tiếp tục đánh cờ, lúc trước cô xem thường Lâm Thanh Diện như vậy, bây giờ Lâm Thanh Diện dùng thực lực chứng minh bản thân, cô ta chỉ cảm thấy mình có chút mất mặt. Tân Hùng đối với cờ vây không quá hiểu rõ, anh ta chỉ biết bây giờ Tân Vô Song còn chưa có thua, thấy Tân Vô Song ngồi ở đó bất động, bèn nói một câu chị, chị còn ngây ra làm cái gì, chị còn chưa thua mà, lấy thực lực của chị, hơi suy nghĩ thì chắc chắn cũng có thể thắng được tên phế vật này. Tân vô song lập tức trừng mắt với Tân Hùng, cô bây giờ hận chế đứa em trai này của mình, nếu không phải anh ta vừa đến nói Lâm Thanh Diện là tên phế vật thì cô ta cũng sẽ không xem thường Lâm Thanh Diện rồi. Bất luận thắng thua, đánh xong ván cờ, là sự tôn trọng của bộ môn cờ vây, Lâm Thanh Diện lại nói một câu. Tân song xoang nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, lập tức hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc gật đầu, tiếp tục đánh cờ với Lâm Thanh Diện. Tân đốc công lắc đầu bất lực, ông ta cũng biết rõ, mặc kệ tần vô song phản kháng thế nào cũng không có cơ hội thắng rồi. Có điều ông ta cảm thấy câu nói đó của Lâm Thanh Diện cũng có lý, thông qua câu nói này, ông ta có thể nhìn ra tâm tính của Lâm Thanh Diện rồi. Trẻ tuổi như vậy đã có tính cách trầm ổn như vậy, trong lớp thanh niên người như này không thấy nhiều, nhất là loại người có trình độ như Lâm Thanh Diện. Tân Hùng chẳng qua chỉ bộc lộ một ít thiên phú trong thương nghiệp thì đã vành mông lên trời rồi, mà Lâm Thanh Diện ở trong môn cờ vây, đã đạt tới cảnh giới cao nhất, lại không có bất cứ một chút kiêu ngạo, đây mới là người có bản lĩnh thật sự. Từ tài thấy Lâm Thanh Diện sắp thẳng rồi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý, đi đến bên cạnh Tân Đốc công, nói, như thế nào, tôi nói Lâm Thanh Diện không có đơn giản như những gì các người nghĩ đâu, bây giờ phục rồi chứ? Tân Đốc công mặt mày xấu hổ, mở miệng nói, phục rồi phục rồi, tôi thật sự không ngờ ông có thể tìm được một người ưu tú như vậy đến thay ông, mới đầu tôi còn tưởng cho dù ông tìm được người cũng chắc chắn không tìm được ai lợi hại, xem ra là tôi sợ ý rồi. Không lâu sau, Lâm Thanh Diện hạ quân cờ cuối cùng, Tân Vô Song trực tiếp đứng dậy, mặt mày xấu hổ cúi người với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói tôi thua rồi, tôi xin lỗi vì sự kinh thường trước đó của mình đối với anh, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của anh. Lâm Thanh Diện mỉm cười, không ngờ Tân Vô Song này cũng là người sảng khoái, thua rồi lập tức xin lỗi, một chút cũng không dài dòng, loại tính cách này so với những người sau khi thua còn sống chết không chịu thừa nhận đã tốt hơn rất nhiều. Chị, chị cần gì xin lỗi anh ta, anh ta không phải chỉ thắng chị một ván hay sao, hai người đấu thêm hai ván, ba ván thắng hai, như thế anh ta chắc chắn không thắng được chị rồi, Tần Hùng ở một bên mặt mày vô tư nói. Tần vô song mặt mày tức giận liếc nhìn Tần Hùng, gắn lên, cho dù đấu tiếp 10 ván, chị cũng không thẳng được anh ta, em mau xin lỗi vì thái độ vừa nãy của em đối với người ta đi. Dựa vào gì kêu em xin lỗi một tên phế vật chứ, em là người thừa kế của nhà họ Tân, thân phận địa vị cao như vậy, sao có thể xin lôi loại người này được chứ, Tân Hùng vẻ mặt kinh thường. Tân vô song trực tiếp đưa tay nhéo tai Tân Hùng, kéo anh ta đến trước mặt Lâm Thanh Diện, lạnh giọng nói, xin lỗi. Tân Hùng ở trong nhà có thể nói là một tiểu bá vương vô pháp vô thiên, nhưng anh ta chỉ sợ suy nhất chính là người chị gái này của anh ta, chỉ cần Tân vô song vừa phát huy, Tân Hùng lập tức sẽ ngoan ngoãn lại chị chị nhẹ thôi tay của em sắp bị chị kéo đứt rồi em xin lỗi là được chứ gì Tân hùng vội vàng mở miệng Tân vô song lúc mới buông tay nhìn sang lâm thanh diện có chút không không vui nói một câu xin lỗi đây là thái độ khi xin lỗi của em sao Tân vô song một cước dẫm lên người tần hùng tần hùng nhanh chóng nghiêm túc lại nói một tiếng xin lỗi với lâm thanh diện tần vô song lúc này mới tha cho tần đốc công thấy hơi lạ liếc nhìn tần vô song tự nói với chính mình, vô song hôm nay thế nào lại kỳ lạ như vậy, cho dù thua ván cờ, cũng không nên có phản ứng lớn như vậy. Thế mà ông cũng không nhìn ra, đây không phải rất rõ ràng rồi sao, con gái rượu của ông nhìn chúng lâm thanh diện rồi, từ tài ở bên cạnh nói một câu. Tân đốc công trợn mắt, mở miệng nói, từ tài, ông đừng nói đùa với tôi, hai đứa chẳng qua chỉ đánh một ván cờ mà thôi, vô song sao có thế nhanh như vậy mà thích tên nhóc này được. Từ tài cười he he, mở miệng nói, lẽ nào ông không biết cờ vây là cách tốt nhất để hiểu tính cách của một người hay sao. Ván cờ này, hai người sớm đã hiểu rõ tính cách của đối phương rồi, đâu còn cần thời gian gì chứ. Tên nhóc Lâm Thanh Diện này mặc dù khoác lên người cái danh phế vật, nhưng vận đào hoa thật sự không phải hạng soàn. Sao hả, có cân suy nghĩ gả con gái rượu cho Lâm Thanh Diện không? Không ngờ nhiều năm trôi qua, ông vẫn không đứng đản như vậy. Tân Đốc Công trên mặt đầy vạch đen nói một câu với từ tài. Có điều bây giờ biết Lâm Thanh Diện có trình độ cao trong cờ vây như vậy, trong lòng ông ta cũng có chút động tâm, dù sao giờ muốn tuyến một chàng rể cũng không dễ. Sư phụ, giữa hai người không phải còn có tiền cược sao, bây giờ Lâm Thanh Diện thắng rồi, vậy chúng tôi có phải có thể tùy ý đưa ra một yêu cầu với bọn họ không? Tú đột nhiên mở miệng nói một câu. Từ tài sực nhớ ra, mở miệng nói, đúng, Tân Đốc công, ông không thể nuốt lời, ông nói chỉ cần chúng tôi thắng thì sẽ đồng ý với chúng tôi một yêu cầu tân đốc công nhìn sang từ tài mở miệng nói điều này là đương nhiên tân đốc công tôi trước nay nói lời giữ lời ông đề ra yêu cầu chỉ cần tôi có thể đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không từ chối từ tài cười he he nói là ông nói đấy nếu như tôi thua thì để tú làm vợ của con trai ông nếu chúng tôi bây giờ đã thắng rồi vậy ông gả con gái của ông cho lâm thanh diện làm vợ nhỏ đi như thế nào không được ba người lâm thanh diện tú và tân vô song cùng đồng thanh nói từ tài mặt mày kỳ quái quay đầu nhìn sang tú mở miệng nói con sao lại không đồng ý hai người lâm thanh diện và tân vô song có phản ứng như vậy từ tài có thể hiếu nhưng ông ta có chút không hiểu tú vậy mà cũng sẽ phản đối tú đột nhiên có chút xấu hổ ánh mắt đảo loạn mở miệng nói bởi bởi vì lâm thanh diện đã là người có vợ rồi sư phụ thế nào cứ muốn tìm vợ nhỏ cho người ta thế con không nhìn được cho nên mới phản đổi từ tài nheo mắt nhìn tú khẽ cười xấu xa, lộ ra biểu cảm sư phụ biết rồi, cho nên không nói gì nữa. Hai người tần đốc công và tần vô song nghe thấy Lâm Thanh Diện đã có vợ rồi, trong lòng mỗi người một suy nghĩ, gò má của tần vô song cũng lộ ra một tia ửng đỏ vì xấu hổ, có điều rất nhanh bị cô ta đè xuống. Lâm Thanh Diện đi đến bên từ tài, nghiến răng nói với ông ta, sau này ông nếu như còn dám tìm vợ nhỏ cho tôi, cẩn thận tôi lọc bộ xương già của ông đấy. Từ tài cười he he, vội vàng mở miệng nói, được rồi được rồi, không đùa với mọi người nữa, ván cược này là Lâm Thanh Diện thẳng, vậy tôi nhường phần thưởng cho Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện, cậu có thể đề ra yêu cầu với Tần Đốc Công, lực lượng của nhà họ Tân không nhỏ, cho dù cậu muốn ngồi trên núi vàng với ông ta, không chừng ông ta cũng có thể cho cậu. Đối với lời vừa rồi của từ tài, Lâm Thanh Diện không có khách khí với ông ta nữa, hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng đang muốn nếu như muốn giúp Trần Tài Anh trả thù, chỉ dựa vào lực lượng bên phía hông thành là không đủ, dù sao trời cao hoàng để xa, Lâm Thanh Diện buộc phải nghĩ cách mượn lực lượng bản địa. Nhà họ Tần chính là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Tần Đốc Công, mở miệng hỏi, gia chủ Tần, ông có biết người tên Trần Tài Anh không? chương 275, không muốn. Tần Đốc Công sau nghe thấy câu hỏi của Lâm Thanh Diện, hơi xứng người, có điều rất nhanh phản ứng lại, mở miệng nói, đương nhiên từng nghe qua, mấy năm trước, Trần Tài Anh này ở thành phố Thanh Vân có tiếng tăm không nhỏ, thế lực ngầm của thành phố Thanh Vân bị một mình cậu ta nắm giữ, ở thành phố Thanh Vân cũng coi như một thế lực không yếu. Địa vị của nhà họ Tân chúng tôi ở thành phố Thanh Vân không có ai lay chuyển được, ban đầu khi thế lực Trần Tài Anh đang thịnh, tôi còn suy nghĩ trừ bỏ cậu ta, tránh cậu ta ảnh hưởng đến địa vị của nhà họ Tân. Có điều sau đó tôi và Trần Tài Anh này có tiếp xúc vài lần, phát hiện cậu ta là một người trọng tình nghĩa, hơn nữa không có ý muốn động vào nhà họ Tân, cho nên tôi không có động đến cậu ta. Sau đó dưới trướng của Trần Tài anh hình như xảy ra vài biến cố, có tin đồn nói cậu ta vào một đêm mưa bị đám thủ hạ của mình giết chết rồi, về sau tôi cũng không có gặp lại cậu ta nữa. Cậu hỏi điều này làm gì?" Tần Đốc Công nói xong, có chút nghỉ hoặc liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười với Tần Đốc Công, mở miệng nói, "Trần Tài anh chưa chết, cậu ta bây giờ là thủ hạ làm việc cho tôi, yêu cầu tôi đưa ra rất đơn giản." tôi hy vọng gia chủ Tần có thể cho tôi mượn một chút lực lượng, giúp Trần Tài Anh báo thù. Tần Đốc Công giật mình trong lòng, không ngờ Trần Tài Anh vậy mà còn sống, hơn nữa còn là thủ hạ làm việc cho Lâm Thanh Diệt, điều này quả thật có chút ngoài dữ liệu của ông ta. Không ngờ Trần Tài Anh vậy mà còn sống, lấy sự hiểu biết của tôi với cậu ta, cậu ta là người tâm cao khí ngạo, muốn khiến cậu ta cam tâm tình nguyện làm thủ hạ, là một chuyện cực kỳ khó, ban đầu tôi muốn chiêu mộ cậu ta, kết quả bị cậu ta một lời từ chối luôn, xem ra cậu không có đơn giản như chúng tôi nghĩ tần đốc công dành cho Lâm Thanh Diện ánh mắt tán thưởng. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, may mắn cùng cậu ta làm anh em mà thôi, không biết gia chủ tần có giúp người anh em này của tôi báo mối thù này không? Tần đốc công đột nhiên bật cười, nói cậu đã thắng ván cờ, tôi đương nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu mà cậu đưa ra, tần đốc công tôi không phải người chỉ biết nói xuông. Thế lực mà Trần Tài Anh năm đó để lại sau khi anh ta đi thì luôn không có phát triển gì, lấy lực lượng của nhà họ Tân, muốn giúp cậu ta báo thù vẫn dễ dàng. Lâm Thanh Diện gật đầu, chuyện giúp Trần Tài Anh trả thù anh đã nghĩ rất lâu rồi, chỉ có điều mãi không tìm được cơ hội thích hợp, lần này có sự giúp đỡ của nhà họ Tân, báo thù cũng không phải chuyện gì khó khăn nữa. Đúng rồi, sau khi Trần Tài Anh đi, người tiếp nhận thế lực của cậu ta là ai? Lâm Thanh Diện nghĩ đến ban đầu Lý Huỳnh Thái điều tra Trần Tài Anh, từng nói lúc đó Trần Tài Anh nếu như muốn và có thể tập hợp được những tâm phúc, tiến hành phản kích. Chỉ có điều Trần Tài anh không có làm như vậy, hơn nữa trực tiếp lựa chọn chạy trốn, lúc này mới bị một đám thủ hạ vây công, cuối cùng khi giết ra, cánh tay đã bị phế rồi. Điểm này Lâm Thanh Diện cũng có hơi nghi hoặc, anh sau này từng hỏi Trần Tài anh mấy lần, chỉ có điều Trần Tài anh không bằng lòng nói nguyên nhân, Lâm Thanh Diện cũng không tiện đào sâu. Sau khi Trần Tài anh đi, người tiếp nhận thế lực của cậu ta là một cô gái. Người của tôi tra được cô gái này trước đây chắc có một đoạn tình cảm với Trần Tài Anh, lúc đó khi biết chuyện này, tôi còn có chút nghi hoặc, ngay cả người phụ nữ của mình cũng sẽ phản bội, thật sự là lòng người khó đoán, Tân Đốc công cảm thán nói. Lâm Thanh diện nhíu mày, không ưng người tiếp nhận thế lực của Trần Tài Anh lại là một cô gái. Lấy trình độ của Trần Tài Anh chắc sẽ không ngốc đến mức để tình cảnh người phụ nữ của mình phản bội lại, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vậy thì vất vả cho gia chủ Tân rồi đợi tôi trở về sẽ nói chuyện với Trần Tài anh, nếu như muốn báo thù, vẫn hy vọng gia chủ Tần đừng khoanh tay đứng nhìn, Lâm Thanh Diện mở miệng. Tần Đốc công gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một tia do dự, giống như có gì muốn nói. Lâm Thanh Diện thấy ông ta như vậy, bèn mở miệng nói, gia chủ Tần còn gì muốn nói thì cứ nói. Hay là, giúp Trần Tài anh báo thù, đối với ông có chỗ khó gì? Không phải chuyện này, giúp Trần Tài anh báo thù là chuyện nhỏ. Chỉ là tôi vẫn có một chuyện khác, muốn nhờ cậu giúp, nhưng chúng tôi thua ván cờ, vốn dĩ nên đáp ứng yêu cầu của cậu, lại nhờ cậu giúp thì có chút không hay lắm, Tân Đốc Công mở miệng. "Ồ, có chuyện gì?" Lâm Thanh diện hỏi. "Là như thế này, khoảng thời gian này, thành phố Thanh Vân sẽ tổ chức một cuộc thi đấu cờ vây, đến lúc đó người của mười mấy câu lạc bộ cờ vây ở quanh thành phố Thanh Vân đều sẽ tham gia, cuộc thi đấu này chỉ lớp trẻ được tham gia, vốn dĩ chỉ là cuộc thi đấu bình thường, tôi cũng không để ý thắng thua." hơn nữa tôi đối với trình độ của vô song cũng có lòng tin nhưng gần đây tôi nhận được tin tức nói câu lạc bộ cờ vây hồng thành xuất hiện một thiên tài tên là lý ngôn võ thực lực kinh người mà hội trưởng của câu lạc bộ cờ vây của hồng thành là chủ tịch của bất động sản vân hảo ông ta luôn muốn tiến quân vào giới bất động sản của thành phố thanh vân ngành bất động sản là mệnh mạch của nhà họ tân tôi đương nhiên không thế để ông ta có cơ hội nhưng lần này công ty địa ốc Vân Hải định dựa vào cuộc thi cờ vây để tạo ra danh tiếng ở thành phố Thanh Vân. Nếu như Lý Ngôn võ thắng cuộc thi đấu, đạt được hiệu ứng quảng cáo mà ông ta mong muốn, sẽ thay công ty địa ốc Vân Hải tạo ra cục diện ở thành phố Thanh Vân. Đến lúc đó ngành bất động sản bị chia ra mất đi một phần lợi nhuận, đối với nhà họ Tân có ảnh hưởng rất lớn. Chủ tịch của công ty địa ốc Vân Hải này lại là người có giá tâm, công trình của công ty bọn họ quá nửa đều rút lõi công trình tôi không muốn để ngành bất sản của thành phố thanh vân bị ông ta làm lũng loạn muốn ngăn cản công ty địa ốc vân hải thì phải đánh bại lý ngôn võ trong cuộc thi cờ vây chúng tôi lần này đến hồng thành chính là vì thăm dò thực lực của tên lý ngôn võ này hai ngày trước chúng tôi xem mấy cuộc thi đấu của cậu ta phát hiện trình độ của cậu ta rất cao trong thế hệ trẻ ít ai có thể làm đối thủ của cậu ta dù là vô song cũng không nằm chắc thẳng được cậu ta cho nên tôi muốn cậu đại diện câu lạc bộ cờ vây của thành phố thanh vân ra mặt chỉ cần có thể thẳng lý ngôn võ, tôi còn có thể đáp ứng thêm với cậu một yêu cầu nữa, hy vọng cậu có thể chấp nhận. Nghe xong những điều tân đốc công nói, Lâm Thanh Diện gật đầu, danh tiếng của công ty địa ốc Vân Hải Anh đương nhiên đã nghe nói đến, bọn họ mặc dù lợi hại, nhưng rút lõi công trình cũng rất có tiếng, hơn nữa công ty địa ốc Vân Hải này còn từng khiêu khích tập đoàn Thiên Dương, chỉ có điều hướng vấn thiên không có để bọn họ vào trong mắt. Bây giờ nghe thấy tân đốc công nói như vậy, trong lòng Lâm Thanh Diện đối với công ty địa ốc Vân Hải này thấy hơi chán ghét, một công ty dựa vào rút lõi công trình mà phát triển, nếu như để mặc bọn họ phát triển, sẽ chỉ hại càng nhiều người hơn. Dù sao chỉ là chơi ván cờ mà thôi, còn có thể thuận tiện thu được một cái nhân tình của nhà họ Tân, điều này đối với Lâm Thanh Diện mà nói, là một vụ làm ăn hời. Được, đến lúc đó tôi sẽ đến giúp các ông, Lâm Thanh Diện mở miệng. Mắt của Tân Đốc Công sáng lên, sau đó mặt mày cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện, ông ta vốn tưởng Lâm Thanh Diện sẽ không đồng ý, dù sao công ty địa ốc Vân Hải cũng là của Hồng Thành. Lâm Thanh Diện ngược lại không để ý điều này, cho dù cùng là người Hồng Thành, anh cũng không thể vì điểm quan hệ này mà đi giúp một công ty rút lõi công trình được. Tần vô song thấy Lâm Thanh Diện đáp ứng, vẻ mặt cảm kích, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện trở nên dịu dàng hơn nhiều. Sau một tuần thi đấu cờ vây, Lâm Thanh Diện nói với Tần Đờ Si Công Anh sẽ đi nói chuyện với chân Tài Anh, nếu như được, thì cố gắng trước thi đấu giúp chân tải anh báo thù. Sau khi thương lượng xong, Lâm Thanh Diện lại nhàn rỗi nói chuyện với bọn họ một lúc, Tân Hùng dường như rất có hứng thú với Tú, Tú lại luôn theo bên cạnh Lâm Thanh Diện, để Lâm Thanh Diện ngăn cản Tân Hùng. Tân Hùng sau khi biết Lâm Thanh Diện đã kết hôn, bèn đối với Lâm Thanh Diện không có định ý nữa, dù sao Tú cũng không thể xảy ra quan hệ gì với đàn ông đã kết hôn được. Tân vô song cũng hữu ý hoặc vô ý tìm Lâm Thanh Diện, Tân đốc công trước đây còn chừng từng thấy Tân vô song chủ động với ai như vậy. Đại khái đến 11 giờ tối, Lâm Thanh Diện mới từ y quán đi ra, trở về nhà. Hứa Bích Hoài sau khi từ khách sạn quốc tế Thiên Thành trở về, trong lòng vẫn có chút uất ức, dù sao hôm nay suýt chút nữa cô bị Kim Tôn chiếm tiện nghi rồi. Cô vốn dĩ muốn nói chuyện với Lâm Thanh Diện, nhưng sau khi về nhà lại phát hiện Lâm Thanh Diện không có ở nhà, điều này khiến trong lòng cô có chút lạc lõng. Cô sau khi tắm rửa trở về phòng nằm, nghĩ Lâm Thanh Diện chắc rất nhanh sẽ trở về. Tuy nhiên mãi đến 11 giờ, Lâm Thanh Diện cũng chưa thấy về đến nhà. Khi cô tiếp khách đã uống không ít rượu, nằm trên giường đã mơ mơ màng màng rồi, cuối cùng thật sự không kiên trì được nữa, ngủ thiếp đi. Sau khi Lâm Thanh Diện về đến nhà, nhẹ tay nhẹ chân đi vào trong phòng, nhìn thấy hứa bích hoài không có đắp chăn mà đã ngủ thiếp đi ở trên giường thì có hơi đau lòng, vội cầm chăn đắp cho cô. Hứa Bích Hoài lật người, trực tiếp túm lấy cánh tay của Lâm Thanh Diệt, trong mơ nói một câu, "Lâm Thanh Diệt, cảm ơn anh." Khóe môi của Lâm Thanh Diệt khẽ cong lên, sau đó nằm bên cạnh Hứa Bích Hoài, cứ để cô nằm như vậy mà ngủ cả một đêm. Sáng hôm sau, khi Hứa Bích Hoài tỉnh dậy nhìn thấy Lâm Thanh Diệt mặc quần áo nằm bên cạnh cô, mà tay cô túm chặt cánh tay của Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diệt vì để cho cô thoải mái, duy trì một tư thế cả một đêm cũng không nhúc nhích. Hứa Bích Hoài lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng sinh ra một tia cảm kích với Lâm Thanh Diện. Cô vốn dĩ còn định hôm nay sẽ nói với Lâm Thanh Diện về chuyện công ty địa ốc Vân Hải, nhưng nghĩ đến Lâm Thanh Diện vì cô đã bỏ ra nhiều như vậy, cô không thể để Lâm Thanh Diện lo lắng thay cô, cho nên chuyện lần này cô nhất định sẽ tự mình giải quyết. Khi ăn sáng, Lâm Thanh Diện hỏi hứa Bích Hoài, dự án đó của em bàn bạc như thế nào rồi? Lâm Thanh Diện vẫn không biết dự án mà Hứa Bích Hoài đi bàn bạc là của công ty Địa ốc Vân Hải, nếu như biết, anh sợ rằng sẽ trực tiếp ngăn cản Hứa Bích Hoài, sau đó để tập đoàn Thiên Dương cho cô một dự án mới. Trên mặt Hứa Bích Hoài lộ ra tia ngại ngùng, mở miệng nói, "Bàn, bàn bạc cũng tạm ổn rồi, em hôm nay đến công ty của bọn họ một chuyến, chắc không có vấn đề gì nữa rồi." Thấy Hứa Bích Hoài nói như vậy, Lâm Thanh Diện cũng gật đầu, anh sắp phải đến thành phố Thanh Vân. Ít nhất sẽ ở đó một tuần, cho nên nhất định phải bảo đảm bên này của Hứa Bích Hoài không có vấn đề gì. Anh có thể sắp rời khỏi đây một tuần, đến thành phố Thanh Vân xử lý ít việc, nếu như bên này của em có vấn đề gì, có thể nói với anh, anh giúp em xử lý xong sẽ đi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài nghe thấy Lâm Thanh Diện phải đi xử lý công việc, càng không muốn làm phiền đến Lâm Thanh Diện, cho nên vội lắc đầu, nói, không sao, em có thể. Thấy Hứa Bích Hoài kiên trì như vậy, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng chuyện hợp tác lần này của Hứa Bích Hoài cực kỳ thuận lợi, còn khen Hứa Bích Hoài mấy câu. Lâm Thanh Diện, lần này anh đến thành phố Thanh Vân là muốn làm gì? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Giúp bạn lấy lại vài thứ nên lấy, thuận tiện tham gia một cuộc thi đấu, Lâm Thanh Diện mở miệng. Thi đấu? Thi đấu gì? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Thi đấu cờ vây, Lâm Thanh Diện trả lời. Anh còn biết chơi cờ vây? hứa bích hoài mở to mắt nói. Thứ anh biết còn nhíu, đợi về bộc lộ dần cho em xem. Lâm Thanh Diện mỉm cười xoa đầu hứa bích hoài. Hứa bích hoài thở dài trong lòng, có cảm giác khoảng cách giữa mình và Lâm Thanh Diện càng lúc càng lớn rồi, có lúc cô thậm chí nghi ngờ, bản thân rốt cửa có xứng với Lâm Thanh Diện hay không. Không được, hợp tác lần này mình nhất định phải tự mình giành lấy. Không thể để Lâm Thanh Diện lại giúp mình nữa, hứa Bích Hoài tự nhủ trong lòng. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Thanh Diện bèn đến mãn thiên tinh. Trần Tài Anh rót trà cho Lâm Thanh Diện, cười hỏi, hôm qua mới đến xem tình trạng của Triệu Xuân Diệu, hôm nay sao lại đến rồi? Tôi hôm nay đến không phải vì Triệu Xuân Diệu, mà là vì anh, Lâm Thanh Diện mở miệng. Trần Tài Anh xứng người, ngồi ở bên cạnh Lâm Thanh Diện, vì tôi. Anh đến Hồng Thành cũng được hơn một năm rồi nhỉ, tính cả thời gian anh trước đó che rõ thân phận, sợ rằng sắp hai năm rồi, Lâm Thanh Diện mở miệng sao đột nhiên nói đến chuyện này, cậu không phải muốn đuổi tôi đi chứ. Trần Tài Anh thấy hơi lạ nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười ha hả, mở miệng nói tôi làm sao lỡ đuổi anh đi chứ, tôi hôm nay đến tìm anh, là muốn hỏi một chút, nếu như bây giờ cho anh một cơ hội, anh có muốn báo mối thủ bị phản bối khi xưa hay không? Trần Tài Anh sững người, sau đó đanh thép nói, không muốn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 275